Tống Thiên Kiêu làm theo cười một tiếng, nói ra, phụ thân, tứ muội cũng lớn lên. Nữ hài nhi ra đều có chính mình bí mật nhỏ, ngài bất quá hỏi là đối. Tống Đế Vương cười cười, sau đó, hắn nói ra, Thiên Kiêu, người cũng tới mấy ngày. Cũng nhìn thấy cái kia Lâm Thiên Sơn, người thấy thế nào người này, hắn thật có thể tín nhiệm, có thể để là cha đem Ninh Nhi giao phó cho hắn sao. Tống Thiên Kiêu nghe xong lời này, liền lập tức ngay mặt sắc. Nàng nói ra, phụ thân, Lâm Thiên Sơn trong lòng người này tự có ngạo cốt, nếu có thể vì chúng ta sử dụng, vậy đối với chúng ta nhất thống toàn bộ âm diện thế giới có lớn lao giúp đỡ. Chỉ là, nữ nhi nhìn người này trong lồng ngực giáp binh trăm vạn, muốn để hắn chân tâm thực ý chịu phục, cái kia lại có chút khó khăn. Cho dù là phụ thân ngài, cũng rất khó để hắn chịu phục. Tống Đế Vương nói ra, là cha duyệt vô số người, hiếm có nhìn không thấu. Mà hoàn toàn là cái này Lâm Thiên Sơn để là cha nhìn không thấu, hoàn toàn không thể trưởng khống hắn nắm chắc. Người trẻ tuổi này, thật sự là để là cha đau đầu. Giết, không nỡ, dùng, không yên lòng. Mà lại hôm nay, Ninh Nhi đột nhiên hướng là cha hỏi cái kia luyện đan chi thuật, nói là muốn đi xem. Là cha hoài nghi, đây là cái kia Lâm Thiên Sơn ý tứ. Hắn có thể là đối luyện đan chi thuật có ý hướng. Tống Xương Tuyết bị kinh ngạc. Nàng tựa hồ có chút minh bạch La Quân ý tứ. Chẳng lẽ hắn là vì đan dược, Tống Xương Tuyết nói thầm. Tống Thiên Kiêu chính là vui vẻ, nói ra, phụ thân, như hắn thật sự là đối đan dược có hứng thú, đây chẳng phải là tốt hơn. Hả, tốt chỗ nào? Tống Đế Vương lập tức hỏi. Tống Thiên Kiêu nói ra, trên đời này, người chết vì tiền, chim chết vì ăn thực sự là bình thường. Có dục vọng, có ý tưởng người liền sẽ có khuyết điểm. Lâm Thiên Sơn một mực thì biểu hiện quá vô dục vô cầu, tuy nhiên trong miệng hắn nói là muốn làm thành chủ, nhưng là luôn cảm thấy không thể tin. Hiện tại, hắn đã đối đan dược có hứng thú, vậy cũng là có khuyết điểm. Ngài liền có trưởng khống thủ đoạn hắn. Tống Đế Vương nói ra, Lâm Thiên Sơn tu vi thâm hậu, bất quá, tu vi càng sâu, liền sẽ càng ngày càng khó lấy tinh tiến. Hắn muốn đan dược, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Hắn đón đến, nói ra, huống chi. Là cha đã tại hắn trong não vực đánh hạ một đạo dấu ấn tinh thần, hắn chính là muốn phản kháng, là cha muốn tính mạng hắn cũng trong một ý nghĩ. Lời này vừa nói ra, Tống Xương Tuyết lại là bị kinh ngạc. Nàng cũng không biết thế mà còn có cái này một gốc giả. Mà Tống Thiên Kiêu thì là đại hỉ, nàng nói ra, phụ thân, nguyên lai ngài còn có ngón này. Vậy liền quá tốt, Lâm Thiên Sơn có mưu đồ, có dục vọng, đó chính là tiếc mệnh người. Ngài đã là trưởng khống hắn lớn nhất tử môn, kể từ đó, ngài còn có cái gì thật lo lắng cho. Nàng đón đến, nói ra, bất quá, ngài làm như thế, hắn chẳng phải là hội thất vọng đau khổ. Tống Đế Vương nói ra, hắn vốn là. Ngay sau đó liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Tống Thiên Kiêu nghe xong càng là hoan hỉ, nàng nói ra, phụ thân, cứ như vậy chúng ta dùng Lâm Thiên Sơn thì càng tránh lo âu về sau. Cho dù hắn không phải thật tâm ưa thích tiểu muội. Nhưng là lâu ngày có thể tự sinh tình. Ta đề nghị ngài mau để cho hắn cùng tiểu muội thành thân, cũng ủy thác trách nhiệm, như thế mới tốt thu phục hắn tại dưới trướng. Chờ thời gian lâu dài, hắn cùng tiểu muội có hài nhi, hắn chả có thể không chân tâm hướng về chúng ta. Nữ nhi tin tưởng, nhân tâm luôn luôn thịt làm. Tống Đế Vương nói ra, là cha cũng đã nghĩ như vậy, nhưng trong lòng luôn có chút không nỡ. Tống Thiên Kiêu nói ra, chẳng lẽ ngài vẫn là lo lắng. Hắn một ngày kia hội gây bất lợi cho ngài. Tống Đế Vương hơi hơi run lên, hắn nói ra, là cha tu vi đã đến bát trọng thiên, liền nên không sợ hãi. Cái này Lâm Thiên Sơn thế mà để là cha sinh ra một tia không nỡ, cái này đã là vì cha tâm linh lỗ thủng. Hắn đón đến, nói, vậy thì tốt, thì chiếu ngươi nói xử lý. Giờ khắc này, Tống Đế Vương đã hạ quyết tâm. Không thể, Tống Xương Tuyết lập tức nói ra. Làm sao? Tống Đế Vương cùng Tống Thiên Kiêu nhìn về phía Tống Xương Tuyết. Tống Xương Tuyết nói ra, phụ thân, ngài tu vi đã siêu phàm nhập thánh. Ngài là biết rõ thiên chi địa người, đã trong lòng ngài có không nỡ, vậy nói rõ chỉ sợ Lâm Thiên Sơn vẫn còn có chút vấn đề. Ngài không thể bởi vì ngài muốn san bằng cái này tâm linh lỗ thủng liền như thế lỗ mãng đem tiểu muội nhân sinh đại sự như vậy quyết định. Vạn nhất Lâm Thiên Sơn thật có vấn đề, vậy đối với tiểu muội tới nói, gì tàn nhẫn. Vậy ngươi ý là Tống Đế Vương hỏi. Tống Ninh nói ra, chỉ ít còn nhiều hơn nhìn một đoạn thời gian, chờ chúng ta lúc nào có thể hoàn toàn không có lo lắng, lại đem tiểu muội gả cho hắn cũng là không muộn. Tống Đế Vương nói ra, không cần thiết phiền toái như vậy,
là cha đã có khống chế đây hết thảy nắm chắc. Bất quá là một cái Lâm Thiên Sơn, chẳng lẽ hắn chả có thể lật ra là cha lòng bàn tay hay sao? Giờ khắc này, Tống Đế Vương trong mắt tuôn ra tinh quang. Sau đó, Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết rời đi Tống Đế Vương thư phòng. Vừa ra thư phòng, Tống Xương Tuyết liền nói với Tống Thiên Kiêu, đại tỷ, người biết rõ Lâm Thiên Sơn khả năng mục đích không thuần, vì cái gì còn muốn giật dây phụ thân đem tiểu muội gả cho Lâm Thiên Sơn. Tống Thiên Kiêu nói ra, tứ muội, Lâm Thiên Sơn tại phụ thân trong lòng bàn tay. Cho dù hắn có không thuần mục đích, nhưng là ngươi không có thể phủ nhận, tiểu muội rất lợi hại ưa thích hắn. Cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, Lâm Thiên Sơn cũng không có không thích tiểu muội. Nàng đón đến, nói ra, vả lại, Lâm Thiên Sơn là cái tuyệt thế nhân tài, phụ thân bây giờ mặc dù là thập điện Diêm La đứng đầu, nhưng là nội ưu ngoại hoạn. Đều đại thành người đều mỗi người có tâm tư riêng, phụ thân đến Lâm Thiên Sơn, cái kia phần thắng thì rất nhiều, ngươi hiểu chưa? Chúng ta Tống gia cũng không phải là một người một nhà, mà chính là khiên động toàn thân. Cái này là sinh tử vinh nhục, gia tộc hưng suy đại sự. Chúng ta là Tống gia tử tôn, trên thân gánh vác cũng là Tống gia gia tộc trách nhiệm. Chúng ta hưởng thụ gia tộc mang đến hậu đãi, liền cũng phải ở lúc mấu chốt, vì gia tộc nỗ lực ứng phó trách nhiệm. Tống Xương Tuyết trầm mặc xuống dưới. Tống Thiên Kiêu nói ra, đại gia tộc con cháu, mấy người hôn sự có thể tự mình làm chủ. Tiểu muội có thể gặp được đến mình thích người, đồng thời đạt được phụ thân thành toàn, đây đã là tiểu muội chớ đại may mắn. Cái kia đại tỷ ngươi cùng tỷ phu đâu? Tống Xương Tuyết đột nhiên hỏi. Tống Thiên Kiêu nói ra, tỷ phu ngươi là con trai của Luân Chuyển Vương, Luân Chuyển Vương vô song thành cùng ta chỗ đêm thương thành cùng nhau trông coi. Ngươi cảm thấy ta theo tỷ phu ngươi là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là ái tình sao? Vậy tại sao phụ thân chưa bao giờ yêu cầu qua ta cái gì? Tống Xương Tuyết nói ra. Tống Thiên Kiêu nói ra, chính là bởi vì có ta cùng đại ca còn có phụ thân nỗ lực, cho nên mới có ngươi cùng tiểu muội còn có tam đệ không buồn không lo. Nhưng là, khi trách nhiệm lúc đến đợi, các ngươi cũng không thể trốn tránh, hiểu không? Tống Xương Tuyết trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi khá lâu, nàng hỏi, cái kia đại tỷ ngươi hạnh phúc sao? Hạnh phúc, Tống Thiên Kiêu tự giễu cười một tiếng, nói ra, vậy phải xem ngươi đối hạnh phúc định nghĩa là cái gì? Nếu là ta đem hạnh phúc định nghĩa tại tình tình yêu yêu, ta khẳng định không hạnh phúc. Nếu là ta đem hạnh phúc định nghĩa ở gia tộc vinh nhục hương suy bên trên, định nghĩa tại đệ đệ muội muội khoái lạc không lo bên trên, ta cho ngươi biết, ta cảm thấy ta rất hạnh phúc. Cái kia đại tỷ ngươi hạnh phúc định nghĩa đến là cái gì? Tống Xương Tuyết hỏi. Cái sau, Tống Thiên Kiêu không chút do dự nói ra. Tống Xương Tuyết hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Tống Ninh tại xế chiều thời điểm, ước lấy La Quân lại ra phủ thành chủ. Buổi chiều ánh sáng mặt trời rất là rực rỡ, cái kia sáng loáng ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại trên đường phố. Hai bên cổ thụ thành ấm, khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà hài lòng. Chúng ta xuống dưới đi một chút đi, Tống Ninh nói ra. La Quân gật gật đầu. Sau khi xuống xe, Tống Ninh đối Kim Văn Thành đám người nói, các ngươi không muốn theo tới. Kim Văn Thành bọn người có chút do dự, La Quân làm theo mỉm cười, nói ra, Kim Tiên Sinh yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho Ninh Nhi xảy ra chuyện. Tốt, vậy làm phiền Lâm Công Tử, Kim Văn Thành nói ra. Sau đó, Tống Ninh cùng La Quân dạo bước tại trên đường phố. Tống Ninh tự nhiên mà vậy kéo lại La Quân cánh tay. La Quân nhìn về phía Tống Ninh, hắn mỉm cười, lại không có nói thêm cái gì. La Quân thực nhìn Tống Ninh thần sắc, tâm lý liền có chút rõ ràng. Đại khái Tống Ninh là không công mà lui. Bất quá La Quân là bụng dạ cực sâu người, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lâm đại ca, hôm qua ta theo phụ thân sách, Tống Ninh bỗng nhiên nói ra. La Quân nói ra, thật sao? Tống Ninh nói ra, ta nói với phụ thân, ta muốn qua thăm một chút hắn luyện đan địa phương. Nhưng là cha ta rất lợi hại nghiêm khắc cự tuyệt ta. La Quân bỗng cảm giác đau đầu. Hắn trên miệng nói ra, không có việc gì, không được thì thôi. Thật xin lỗi, Tống Ninh lập tức nói. Thật là một cái ngốc nhà đầu, cái này có cái gì tốt thật xin lỗi. La Quân mỉm cười. Tống Ninh nói ra, vậy ngươi sẽ còn cưới ta sao? Nàng cứ như vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng trong mắt đẹp có một loại nói không nên lời đau thương. La Quân thấy được nàng ánh mắt, thân thể nhất thời chấn động. Hắn đột nhiên có chút minh bạch. Tống Ninh không phải người ngu, nàng thực lòng tựa như gương sáng, chỉ là rất nhiều chuyện, nàng không muốn đi sách, suy nghĩ. Đơn giản là,
nàng tình nguyện chính mình lừa nàng lừa hoàn toàn một chút. La Quân tại thời khắc này, thật không đành lòng đến lừa gạt Tống Ninh. Nhưng là, hắn tại cái này một cái chớp mắt, nhưng lại nói nhanh, đương nhiên sẽ. Tống Ninh liền ôm chặt lấy La Quân. Nàng giống như là sợ buông lỏng tay, La Quân liền sẽ biến mất. Chính nàng đại khái đều không nghĩ tới, nàng sẽ đối với La Quân hãm đến sâu như vậy. Tống Ninh rõ ràng ngửi ra không tầm thường, nhưng nàng cũng không dám đi truy cứu, không dám nhìn tới cái kia đáng sợ chân tướng. Lâm đại ca, ta không sợ ngươi gạt ta, nhưng là nếu như ngươi muốn gạt ta, vậy ngươi thì gạt ta cả một đời, có được hay không? Tống Ninh thấp giọng thì thào nói ra. La Quân trong lòng nhất thời mềm mại xuống dưới. Hắn thậm chí có như vậy trong tích tắc xúc động, lập tức theo Tống Ninh thẳng thắn hết thảy, sau đó ngay ở chỗ này bồi tiếp nàng. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi, hắn chung quy là cái lấy đại cục làm trọng người. La Quân đối đãi mỗi một cái yêu hắn nữ nhân, hắn đều dùng tới chân thật nhất trí tâm. Hoa Tâm là hắn mau bệnh, nhưng hắn cũng xác thực là thật yêu. Mà lại mỗi lần xúc động thời điểm, hắn là có thể làm được liều lĩnh qua yêu. Vào đêm, La Quân rốt cục phát hiện phủ thành chủ bên ngoài Lạc Ninh lưu lại ký hào. Sau đó, La Quân liền chuẩn bị lặng lẽ đi cùng Lạc Ninh tụ hợp. Hắn cũng không phải là muốn đợi đến đêm khuya, hắn vào đêm thời điểm ra ngoài dạo chơi, đây là rất bình thường sự tình, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Mà lại, cũng không có người nào có thể theo dõi hắn. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất phủ thời điểm, cái kia Kim Văn Thành bỗng nhiên đến đây, nói ra, Lâm huynh, chúc mừng. La Quân lúc này mới chân vừa bước ra khỏi cửa phòng, Kim Văn Thành hồng quang đầy mặt chúc. La Quân nhất thời ngơ ngẩn, nói ra, chúc mừng cái gì? Trong lòng của hắn lại là một cái lộp bộp, thực hắn đã hiểu là sự tình gì. Vương gia để cho ta tới mời Lâm huynh ngươi đi hành cung nghị sự, đại tiểu thư cùng nhị công tử, tứ tiểu thư đều tại, nghe nói là muốn an bài Lâm huynh ngươi cùng Ninh tiểu thư hôn sự. Cái này còn không phải đại hỷ sao? Kim Văn Thành nói ra. La Quân trong mắt lóe lên cuồng hỉ, hắn đây là làm cho Kim Văn Thành nhìn. Hắn nói ra, tốt, ta lập tức liền đi qua. Hành cung bên trong, Tống Đế Vương, Tống Thiên Kiêu, Tống Sương Tuyết, Tống Kinh Luân đều tại. La Quân sau khi đi vào chào. Tống Đế Vương ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, Tống Thiên Kiêu cùng Tống Sương Tuyết bọn người ở một bên ngồi. La Quân sau khi đi vào, Tống Thiên Kiêu bọn người đứng lên theo La Quân đáp lễ. Đây cũng là đối La Quân một loại lớn lao tôn trọng. Tống Đế Vương làm theo nói ra, Thiên Sơn không cần đa lễ. Tạ Vương ra, La Quân nói ra. Tống Đế Vương theo rồi nói ra, tin tưởng Thiên Sơn ngươi cũng đã đoán được, bản vương lần này gọi ngươi tới cần làm chuyện gì a? La Quân nói ra, tại hạ đoán ra một hai, bất quá tại hạ cũng không dám tự mình đoán bừa, còn mời vương ra bảo cho biết. Hết thảy, La Quân đều biểu hiện được giọt nước không lọt. Tống Đế Vương nói ra, ba ngày sau, ngươi cùng Ninh Nhi thành thân, ngươi có thể có ý kiến. La Quân nhất thời ngây người, hắn không nghĩ tới lại là vội vã như vậy. Sau đó, La Quân ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn nói ra, tại hạ không có ý kiến. Tống Đế Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, đã không có ý kiến, vậy thì làm như vậy đi. Thiên Sơn ngươi là nam tử Hán đại trượng phu, thành hôn về sau tự nhiên muốn tự lập môn hộ. Ta tại phủ thành chủ bên ngoài chuẩn bị cho ngươi một tòa tòa nhà, đợi chút nữa để Thiên Kiêu mang ngươi tới. Thiếu thứ gì, ngươi cũng liền để Thiên Kiêu cùng Kinh Luân giúp ngươi xử lý. Ba ngày sau, ngươi liền đem Ninh Nhi cưới đến ngươi Lâm gia trong môn. Ngày sau, Ninh Nhi liền cũng là ngươi Lâm gia nàng dâu. Hắn đón đến, nói, Ninh Nhi đứa nhỏ này, ta từ nhỏ nuông chiều cực kỳ, nếu là nàng tính khí có bất hảo địa phương, hoặc làm có cái gì không nơi tốt, ngươi phải nhiều hơn rộng lòng tha thứ. La Quân lập tức nói, Ninh Nhi là cực cô nương tốt, tại hạ có thể cưới Ninh Nhi, chính là có phúc ba đời. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tống Đế Vương cười to vài tiếng, theo rồi nói ra, vậy thì làm như vậy đi. Thiên Kiêu, ngươi mang theo Thiên Sơn xuất phủ đi thôi. Sương Tuyết, Kinh Luân, hai người các ngươi cực kỳ trong phủ cho các ngươi tiểu muội chuẩn bị đại hôn công việc. Tống gia ba huynh muội lập tức nói ra, vâng, phụ thân. La Quân cũng nói, tại hạ đa tạ vương gia. Hắn nói xong liền quỳ đi xuống, dập đầu ba cái. Phen này hành vi lại là thâm ý sâu sắc. Tống Đế Vương thấy thế lại là hài lòng không được. Sau đó, La Quân cùng Tống gia ba huynh muội xuất hành cung. Một sau khi ra ngoài, Tống Kinh Luân liền trước chúc mừng,
lại là nói ra, rất nhanh chúng ta thì muốn trở thành người một nhà. La Quân mỉm cười, nói ra, xem ra, ta không được không gọi ngươi một tiếng nhị ca. Tống Kinh Luân cũng là cười ha ha. Tống Sương Tuyết làm theo nói ra, Lâm Thiên Sơn, ta vẫn là câu cách ngôn kia, nếu là ngươi dám phụ ta tiểu muội, ta tha không ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, tứ tỷ yên tâm, quyết định không biết. Về sau, Tống Thiên Kiêu liền cùng La Quân ra phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên ngoài đã là đèn hoa nổi lên bốn phía. Tống Thiên Kiêu cùng La Quân là ngồi ở trên xe ngựa. Lâm huynh, cha ta đem tiểu muội gả cho ngươi, ngươi khi biết đây là ý gì, đúng không? Tống Thiên Kiêu bỗng nhiên tha có thầm ý nói ra. Lúc này Tống Thiên Kiêu một thân ngân sắc áo khoác, tư thế hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực. Nàng tựa như là một cái nữ nguyên soái một dạng, tuy nhiên mỹ lệ khuynh thành, thành thục rung động lòng người, nhưng trong lúc phất tay, lại vừa có đại tướng phong phạm. La Quân đối mặt Tống Thiên Kiêu cường đại khí chàng, hắn mỉm cười, nói ra, ta biết. Ồ, Tống Thiên Kiêu nói ra. La Quân nói ra, Tống gia tương lai là thấy được, ta rất lợi hại may mắn, ta có thể lấy bên trên Tống gia chiếc thuyền lớn này. Bởi vì cái gọi là, nhất tướng công thành vạn cốt khô, Tống gia binh tốt, người mới sẽ có rất nhiều người tại tương lai xưng bá bên trong tử vong. Nhưng là, ta ngồi xuống chiếc thuyền này lại là hạch tâm. Mặc kệ ta là cái gì xuất thân. Mục đích, vương gia đều hy vọng ta từ nay về sau, toàn tâm toàn ý vì Tống gia mà nghĩ, cũng đem chính ta định vị vì người nhà họ Tống, có phải thế không? Tống Thiên Kiêu hài lòng cười một tiếng, nói ra, tương lai ngươi hài tử, thê tử ngươi, ngươi hết thảy vinh nhục đều sẽ cùng Tống gia cùng một nhịp thở. Tống gia chiếc thuyền lớn này, không phải là cái gì người đều có thể ngồi lên đến, nhưng rất lợi hại may mắn, ngươi thật là được cho phép lên thuyền. Ta hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội này. Cũng có thể cùng chúng ta Tống gia đồng tâm đồng đức. La Quân nói ra, đại tỷ yên tâm, Thiên Sơn không phải người ngu, tâm lý tự nhiên phải biết làm cái gì dạng lựa chọn. Tống đế vương cho La Quân an bài là một tòa độc môn độc viện tòa nhà này trước cửa còn có uy vũ thạch sư. Đỏ thắm sơn đại môn, ban công đình viện, mai thụ từ từ. Đây là một tòa vô cùng tốt, cực kỳ khí phái tòa nhà. Mà lại bên trong nha hoàn, lão mụ tử, gia đình. Quản gia đều là đầy đủ mọi thứ. Bởi vậy cũng có thể gặp, Tống đế vương đợi La Quân là chân tâm thực ý. Đương nhiên, La Quân cũng biết, những nha hoàn này, lão mụ tử, gia đình bên trong tự nhiên cũng có Tống đế vương xếp vào người. Sau này mình, nếu như là chân tâm thực ý đầu nhập vào Tống đế vương, một lòng vì Tống gia suy nghĩ, như vậy thời gian tự nhiên là tốt hơn. Nhưng là như có dị tâm, đó cũng là chết không yên lành a. Tống Thiên Kiêu tới về sau, bàn giao một phen, sau đó cũng liền rời đi. La Quân hướng tòa nhà trong thính đường ngồi xuống, liền có một tên gọi là Lưu quản gia lão giả và tiên sinh kế toán đến đây cùng La Quân báo cáo. Bọn họ nói vương gia ở chỗ này lưu lại không ít tiền tài, đầy đủ trong phủ 3 năm chi tiêu. La Quân cũng không lo lắng cái này, cũng không quan tâm cái này. Đơn giản nghe một chút, thì để bọn hắn xuống dưới. Tận lực bồi tiếp phục thị La Quân nha hoàn cũng bị kêu lên tới. Lần này nha hoàn gọi là Tiểu Lan. La Quân có chút không quan tâm, hắn để Tiểu Lan dẫn hắn qua trong phòng ngủ nhìn xem. Cái kia Tiểu Lan lập tức xác nhận. Đến trong phòng ngủ, La Quân lại để cho Tiểu Lan chuẩn bị nước tắm tới. Tiểu Lan cũng xác nhận, sau đó ngay lập tức đi chuẩn bị. Lần này nước tắm lại là chuẩn bị rất nhanh, không giống tại cái kia Thái Sơn Vương trong thành chủ phủ như vậy gian nan. Dù sao La Quân hiện tại là trong ngôi nhà này lão gia. Cho nên hết thảy đều là lấy La Quân làm trung tâm đến vận chuyển. La Quân cũng biết, tại trong thành chủ phủ còn có một bộ hành chính quản lý ban tử. Chờ mình cùng Tống Ninh sau khi kết hôn, Tống đế vương có lẽ liền sẽ cho mình phái một chút thực kém. Cho đến lúc đó, có lẽ chính mình liền có thể từ một chút tiền tài lưu thông bên trong tìm tới luyện đan chi địa manh mối. Dù sao, luyện đan là cái vô cùng hao phí tiền tài sự tình. Mà lại, luyện đan còn cần mua sắm các loại dược phẩm các loại. La Quân nằm đang tắm trong chậu ngâm tắm nước nóng, trong đầu nghĩ đến sự tình. Theo Tống Ninh thành thân thật chẳng lẽ không thể tránh né sao? Sau khi kết hôn, không động vào nàng thì là đối với nàng phụ trách nhiệm sao? Hiển nhiên, phanh nàng, vậy mình thì càng không phải là một món đồ. Còn có khác đường có thể đi sao? La Quân muốn nhập thần. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Lạc Ninh. Không được, mình không thể chạy đi gặp Lạc Ninh. Dưới mắt chính mình là nhân vật mấu chốt,
trong ngôi nhà này tràn đầy tai mắt. Lúc này, chính mình như có dị động, mà Lạc Ninh hành tung lại bị điều tra ra, vậy mình khẳng định là có miệng cũng nói không rõ ràng. Nhưng là cũng không thể không đi gặp Lạc Ninh. La Quân ngẫm lại, lập tức liền muốn ra biện pháp. Hắn phái Trần Phi Dung qua, để Trần Phi Dung phái ra bộ phận suy nghĩ nguyên thần tiến đến. Tại Như Duyệt trong khách sạn, Lạc Ninh đến về sau, thì lưu lại ký hào chờ đợi La Quân đến đây. Trong phòng khách, Lạc Ninh yên tĩnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện pháp lực. Lúc này, Trần Phi Dung xâm nhập tiến đến. Lạc tỷ tỷ, Trần Phi Dung vừa tiến đến sau liền thân mật hô. Nàng khôi phục thành cái kia bạch y tiên tử bộ dáng. Trần Phi Dung biết Lạc Ninh tại La Quân trong suy nghĩ phân lược, cho nên nàng đối Lạc Ninh là rất hòa thuận cùng thân cận. Lạc Ninh cũng biết Trần Phi Dung giúp La Quân quá nhiều, cho nên nàng yêu ai yêu cả đường đi, cũng thật thích Trần Phi Dung cái này tiểu tinh linh. Làm sao ngươi tới, có phải là hắn hay không không tiện tới? Lạc Ninh mỉm cười, hỏi. Trần Phi Dung gật gật đầu, nói ra, hiện tại Dương ca ca tình cảnh rất lợi hại xấu hổ, bên người cũng đều là tai mắt, tình huống rất đặc thù, hắn không dám tới cùng ngươi gặp mặt. Lạc Ninh hơi kinh hãi, nói ra, cái kia đến là chuyện gì xảy ra? Trần Phi Dung nói ra, ta cũng nói không rõ lắm, để Dương ca ca cùng ngươi nói đi. Chủ công muốn suy nghĩ nguyên thần còn tại hắn trong não vực, hắn hiện tại có thể thông qua ta niệm đầu nguyên thần liên tiếp đến nơi này, cùng ngươi trò chuyện. Lạc Ninh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nói ra, lại có thể thần kỳ như vậy. Cái này giống như hiện đại thiết bị điện thoại di động. Điện thoại thiết bị, điện thoại di động muốn thực hành phương xa thông lời đã là đơn giản vô cùng. Nhưng là phải dùng nguyên thần đến thực hành loại này trò chuyện, lại cần bỏ phí công phu rất lớn. Đây là pháp lực cùng khoa học kỹ thuật một loại va chạm. Sau đó, La Quân liền thông qua loại này kỳ diệu nguyên thần chi lực cùng Lạc Ninh câu thông bên trên. Trần Phi Dung thấy chính là hắn thấy. Lạc Ninh, Trần Phi Dung giọng nói bỗng nhiên cải biến, nghiễm nhiên chính là La Quân thanh âm. Nhưng người trước mắt vẫn là Trần Phi Dung. Lạc Ninh nhất thời có chút không quen. Nàng khẽ cười khổ, nói ra, ta nghe Phi Dung nói ngươi bây giờ không tốt lắm a. La Quân cũng là cười khổ, nói ra, ngày hôm nay ban đêm, ta vốn chuẩn bị đi ra gặp ngươi. Nhưng là không nghĩ tới Tống Đế Vương lại đột nhiên đem ta chiêu quá khứ, hắn muốn ta sau 3 ngày cùng Tống Ninh thành thân, đồng thời ban thưởng ta một tòa tòa nhà lớn, đến lúc đó tốt cưới Tống Ninh về nhà chồng. Cái kia đây không phải thật tốt sao? Lạc Ninh ngữ khí vị chua, nói ra, ngươi lại có thể ôm mỹ nhân về. La Quân cười khổ, nói ra, người biết ta tâm ý. Lạc Ninh cũng không xoắn suýt cái đề tài này, nói ra, vậy ngươi dự định là. La Quân nói ra, ta tìm hồi lâu đều không tìm được liên quan tới Nhạc Quang Thần hạ lạc. Nhưng ta có thể khẳng định là Nhạc Quang Thần thật tại giúp Tống Đế Vương luyện đan. Ngươi nhất định không phải giết Nhạc Quang Thần không thể, đúng không? Lạc Ninh hỏi. La Quân nói ra, không sai, mà lại ta chạy tới một bước này. Không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Lạc Ninh nói ra, vậy ngươi muốn làm gì thì đi làm đi. La Quân nghe ra Lạc Ninh ngữ khí có chút không vui, hắn liền nói ra, mỗi người đều sẽ có mỗi người một chút kiên trì, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta không sẽ cùng Tống Ninh ở giữa phát sinh cái gì. Ta biết ngươi là muốn nói, ngươi không sẽ cùng nàng phát sinh quan hệ. Lạc Ninh nói ra, thực thân thể bên trên sự tình, ngược lại không phải là ta để ý. Nhưng ngươi tinh thần đâu? Ngươi tính cách ta giải, ngươi đối với nữ nhân mềm lòng nhất, ta chỉ sợ tương lai ngươi vô pháp siêu thoát đi ra. La Quân nói ra, ta sẽ xử lý tốt, ngươi tin tưởng ta. Lạc Ninh nói ra, ta minh bạch ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thêm nghĩ. Chính ngươi đem sự tình xử lý tốt liền có thể. La Quân nói ra, ngươi nói, ta cùng Tống Ninh cử hành thành thân đại điển thời điểm, Nhạc Quang Thần có thể hay không trước tới tham gia. Lạc Ninh nói ra, hẳn là sẽ không đi. Đã hắn là Tống Đế Vương che giấu người, hẳn là sẽ không đem ra công khai. La Quân nói ra, ta muốn cũng là như thế, là ta vọng tưởng. Lạc Ninh nói ra, cha Nhạc Quang Thần có thể chậm rãi cha, sớm muộn có thể điều tra ra. Người vẫn là muốn nghĩ kỹ đường lui, cái kia Tống Đế Vương chính là thập điện Diêm La đứng đầu, tu vi chỉ sợ không thể tưởng tượng. Mà lại Tống Đế trong thành cao thủ như mây, ta sở dĩ muốn tới, cũng là lo lắng ngươi rút đi lúc sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. La Quân nói ra, ta hội chú ý, nhưng bây giờ tới nói, cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Lạc Ninh cũng liền không nói gì thêm nữa.
Bởi vì La Quân cùng Lạc Ninh là thông qua Trần Phi Dung tại truyền lại tin tức, cho nên La Quân cũng không dễ nói thêm cái gì. Sau đó, hắn liền nói ra, vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Lạc Ninh ân một tiếng. Về sau, La Quân thu hồi Trần Phi Dung suy nghĩ nguyên thần. Lúc này, La Quân nước tắm đã lạnh, hắn đứng dậy ra bồn tắm, trong lòng lại là có chút lo lắng. Hắn biết Lạc Ninh trong lòng có chút không thoải mái, cái này khiến hắn cũng cảm thấy rất là bất an. Và lại, hắn lại cảm thấy rất lợi hại có lỗi với Tống Ninh. Một người, nếu là làm không được người vô tình, nhưng lại lành nghề lấy thương tổn sự tình, lương tâm bên trên chắc là sẽ không tốt hơn. Đến đêm khuya thời điểm, La Quân cũng nhịn không được nữa. Hắn trước ngưng thần cảm ứng bốn phía, xác định không có cao thủ thăm dò về sau, liền đã cực nhanh thân pháp rời phòng, ra tòa nhà. Sau đó, La Quân liền nhanh chóng chiêu Lạc Thả chỗ như duyệt khách sạn mà đi. Hơn nửa đêm, La Quân thần không biết, quỷ không hay lẻn vào đến Lạc Ninh trong phòng khách. Lạc Ninh sớm đã giật mình, nhưng nàng biết là La Quân tới. Cho nên cũng không lộ ra, tiếp theo, La Quân chợt lách người liền đến trên giường, cởi giày, chui vào trong chăn. Hết thảy đều là tự nhiên mà thành. La Quân ôm cái này nhuyễn ngọc ôn hương, hắn đem Lạc Ninh vòng eo ôm sát, tu lấy nàng trắng như tuyết cái cổ ở giữa mùi thơm. Làm sao ngươi tới, không sợ bị người phát hiện sao? Lạc Ninh nhạt âm thanh hỏi. La Quân nhẹ nói, ta biết trong lòng ngươi không sảng khoái lắm, cho nên ta nhất định phải đến chuyến này. Ta không sao, Lạc Ninh nói ra, ta cũng không phải cái gì tiểu nhi nữ, sẽ không muốn quá nhiều. Đương nhiên, ta không lừa ngươi, ngươi bây giờ chỗ làm sự tình, xác thực không phải ta sở ưa thích. Nhưng ta cũng biết ngươi không có càng dễ làm hơn phương pháp, cho nên, ta không phát biểu ý hắn gặp. La Quân nói ra, ta không phải không làm qua thủ đoạn độc ác, hoặc bị ổi sự tình. Nhưng là, vậy cũng là đối đãi địch nhân, mà Tống Ninh thực sự không là địch nhân của ta, mà lại nàng toàn tâm toàn ý tốt với ta, cho nên trong nội tâm của ta đối nàng là hổ thẹn. Hắn đón đến, nói ra, có thể nhiều khi, ta sẽ muốn dạy Thiên Đô sư phụ. Ta tôn hắn, kính hắn, mà hắn xảy ra chuyện thời điểm, ta không ở bên cạnh hắn. Ta biết linh hồn hắn đã tiêu tán, bên trong thiên địa không có hắn tin tức. Mặc kệ ta vì hắn làm cái gì, hắn sẽ không biết. Thế gian này đã không có Thiên Đô sư phụ, nhưng ta vẻn vẹn có thể vì hắn làm liền là giết Nhạc Quang Thần. La Quân, Lạc Ninh thanh âm mềm mại xuống dưới, nàng nói ra, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy ngươi hoa tâm, cả lơ phất phơ, nhưng ta biết, ngươi thực là cái rất lợi hại si nhân. La Quân nói ra, có lẽ, thế gian này tất cả mọi người không hiểu ta, vậy cũng không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần bên cạnh ta còn có ngươi cùng Linh Nhi hiểu ta, cái này cũng liền đã rất đủ đầy đủ. Lạc Ninh nói ra, mặc kệ ngươi làm cái gì, liền xem như ngươi muốn giết hết vạn nhân, dưới tu la địa ngục, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi. La Quân hôn xuống nàng cái cổ, nói ra, có ngươi ở bên cạnh ta, thật tốt. Lạc Ninh mỉm cười. Sau đó, La Quân nói ra, ta phải đi. Đi, Lạc Ninh nói, cứ như vậy đi. La Quân cười một tiếng. Nói ra, dù cho ta là đang lợi dụng Tống Ninh, nhưng là ta cùng nàng muốn thành thân lại là chuyện này thực. Ta hiện tại ngủ lại tại ngươi nơi này, luôn cảm thấy đối Tống Ninh quá mức vũ nhục. Một ngày nào đó, ta sẽ cùng nàng đem hết thảy đều giải thích rõ ràng, đồng thời tận lực không để cho nàng muốn khó như vậy qua. Lạc Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, ngươi muốn cút thì cút đi, nói nhiều như vậy làm gì, làm đến giống như ta hy vọng ngươi cùng ta như thế nào giống như. Nàng lại là có chút thẹn thùng. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó liền rời đi Lạc Ninh khách phòng. Trong bóng đêm, La Quân ra như duyệt khách sạn, rất nhanh liền biến mất. Liền cũng tại lúc này, cái kia trong bóng đêm, lại có hai cái thân ảnh xuất hiện. Cái này hai cái thân ảnh một mực đang giám thị như duyệt khách sạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này hai cái thân ảnh uyển chuyển vô cùng, lại chính là Tống Thiên Kiêu cùng Tống Ninh. Nhanh như vậy thì đi ra, xem ra Lâm Thiên Sơn cùng nữ tử kia cũng không phát sinh cầu thả sự tình. Tống Thiên Kiêu từ tốn nói. Tống Ninh ánh mắt lộ ra lãnh đạm mà băng hàn. Tiểu muội, người định làm như thế nào? Tống Thiên Kiêu hỏi Tống Ninh. Tống Ninh trầm giọng nói ra, đem nữ tử này bắt lại. Nàng đón đến, nói ra, đừng cho Lâm Đại ca phát hiện. Ngươi đến muốn làm cái gì? Tống Thiên Kiêu kỳ quái hỏi. Hôm nay đã phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt qua Tống Thiên Kiêu dự kiến, nàng là bị Tống Ninh kéo tới một mực giám thị lấy La Quân chỗ cái kia nhà cửa tử.
Trong lúc đó có mấy lần, Tống Thiên Kiêu đều muốn không kiên nhẫn đi. Nhưng Tống Ninh cũng rất kiên trì, thế nào biết ngay tại lúc nửa đêm, Tống Thiên Kiêu rốt cục phát hiện không hợp lý. Cái kia chính là Lâm Thiên Sơn lặng lẽ rời đi tòa nhà. Lúc này Tống Thiên Kiêu cũng liền rốt cục giữ vững tinh thần, mang theo Tống Ninh cấp tốc cùng lên đến. Tống Thiên Kiêu một mực đang vận pháp lực che giấu bộ dạng, hơn nữa cách La Quân khoảng cách rất xa, cho nên La Quân cũng không có phát giác được bị người theo dõi. Về sau, Tống Thiên Kiêu liền cùng Tống Ninh theo dõi đến nơi đây. Tống Thiên Kiêu lại lấy thần thức điều tra, kể từ đó, cũng liền tra được Lạc Ninh. La Quân lúc ấy cùng Lạc Ninh đang thổ lộ tâm tình, cũng chưa phát hiện bên ngoài nhìn trộm. Tống Ninh nói ra, cũng không cần để phụ thân biết. Vậy không được, Tống Thiên Kiêu nói ra, lớn như vậy sự tình, có thể nào không cho phụ thân biết. Tống Ninh nói ra, đại tỷ, ngươi nếu để cho phụ thân biết, ta hội hận ngươi cả một đời. Nàng nói đến vô cùng kiên quyết. Lúc này Tống Ninh, hoàn toàn không còn là cái kia đáng yêu vô tà tiểu nữ hài, mà chính là một cái tỉnh táo đến đáng sợ người. Tống gia con gái, lại là không có một cái dễ dàng. Trừ cái kia tam công tử Tống Bính đấu văn so sánh bao cỏ một điểm. Tống Thiên Kiêu thầm than một tiếng, nàng nói ra, vậy được rồi. Ta cùng Lâm đại ca hôn sự nhất định phải đúng hạn cử hành. Tống Ninh theo rồi nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, đã chứng minh hắn dụng ý khó dò, ngươi còn muốn gả hắn. Ngươi đây không phải lấy chính mình cả đời đại sự đùa giỡn hay sao? Tống Thiên Kiêu nói ra. Tống Ninh từ tốn nói, đại tỷ, Lâm đại ca là khó được nhân tài. Các ngươi đang quyết định việc hôn sự này thời điểm liền đem rất nhiều tình huống đều cân nhắc đi vào. Tiếp đó, không phải muốn thu phục tâm hắn sao? Cái này lại tính được cái gì? Cá nhân ta nho nhỏ hạnh phúc, lại tính được cái gì? Tống Thiên Kiêu không khỏi nghẹn lời. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng xem không hiểu tiểu muội. Tiểu muội ngươi không phải một cái chịu làm oan chính mình tâm ý người, nói đến, ngươi trong lòng vẫn là yêu Lâm Thiên Sơn. Dù cho biết hắn có vấn đề, ngươi cũng là thiêu thân lao vào lửa, nghĩa vô phản cố. Tống Thiên Kiêu theo rồi nói ra. Tống Ninh nói ra, ta nghĩ như thế nào cũng không đáng kể, đại tỷ, ngươi chỉ cần biết, ta hội ta tận hết khả năng để Lâm đại ca vì phụ thân sử dụng. Nhưng ngươi cũng phải giúp ta đem tình thế khống chế tại chúng ta có thể trong phạm vi khống chế. Không phải vậy lời nói, ngươi hội vĩnh viễn mất đi ngươi tiểu muội. Nàng giọng nói có chút lạnh lẽo. Đồng thời, nàng cũng tỉnh táo đến làm cho Tống Thiên Kiêu cảm thấy có chút sợ hãi, tiểu muội, ngươi cũng đừng quá cực đoan. Đại tỷ không muốn ngươi có việc, Tống Thiên Kiêu hơi hơi thở dài một hơi, nói ra. Tống Ninh bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, ta biết, đại tỷ. Tống Thiên Kiêu đưa đi Tống Ninh về sau, nàng cũng không có lập tức qua bắt Lạc Ninh. Bởi vì nàng biết cái này Lạc Ninh tu vi không cạn, mình coi như có thể đánh thắng nàng, nhưng là muốn bắt sống lại là có chút khó khăn. Mà lại, chuyện này không thể làm lớn. Làm lớn, phụ thân biết, như vậy sự tình lúc nào cũng có thể phát triển đến các nàng không cách nào khống chế cấp độ. Tống Thiên Kiêu không sợ đừng, liền sợ Tống Ninh sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Các nàng mấy cái huynh muội đối cái này tiểu muội đều là yêu thương phải phép. Tống Thiên Kiêu âm thầm đau đầu, nàng biết tiểu muội đối cái này Lâm Thiên Sơn dùng tình đã rất sâu. Tiếp xuống sự tình, khẳng định sẽ rất khó giải quyết. Dưới loại tình huống này, Tống Thiên Kiêu ngay lập tức đi tìm Tống Xương Tuyết. Tống Thiên Kiêu không có đi tìm Tống Kinh Luân, bởi vì nàng biết cái này nhị đệ là không quá có thể giấu ở sự tình người. Hơn nửa đêm, Tống Thiên Kiêu đi vào Tống Xương Tuyết trong đình viện. Tống Xương Tuyết lúc này từ nhưng đã ngủ. Nàng nghe được Tống Thiên Kiêu tiếng bước chân lúc giật mình. Nàng rất nhanh liền đem Tống Thiên Kiêu nghênh vào trong nhà. Đại tỷ, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Tống Xương Tuyết lập tức hỏi. Tống Thiên Kiêu ngay lập tức đem đêm nay chỗ chuyện phát sinh nói. Nói như vậy, Lâm Thiên Sơn quả nhiên đại có vấn đề. Tống Xương Tuyết hãi nhiên. Tống Thiên Kiêu nói ra, ngươi không nên kích động, tiểu muội lòng tựa như gương sáng. Nàng hết thảy đều rõ ràng. Nhưng nàng cũng là không nguyện ý theo Lâm Thiên Sơn bóc. Mà lại nàng còn kiên trì muốn cùng Lâm Thiên Sơn cử hành đại hôn. Lần này tiểu muội là thật dùng tình, chúng ta nếu không xử lý tốt, chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Tiểu muội tính tình, ta hiện tại cũng suy nghĩ không thấu. Nàng so với chúng ta ai cũng thông minh, nếu là thật sự đưa nàng bức gấp, nàng có thể làm được để cho chúng ta đều hối hận sự tình. Tống Xương Tuyết lâm vào trầm ngâm. Nàng nói ra, tuy nhiên ta không có đi gặp qua Lâm Thiên Sơn nửa đêm gặp mặt nữ tử,
nhưng ta đã có thể đoán ra nữ nhân kia là người nào. Là ai? Tống Thiên Kiêu lập tức hỏi. Tống Xương Tuyết nói ra, nếu ta không có đoán sai lời nói, nữ nhân kia hẳn là biên hoang bên trong, giúp chúng ta ân tình lớn thánh nữ Lạc Ninh. Nữ nhân này làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Tống Thiên Kiêu cảm thấy rất kỳ quái. Tống Xương Tuyết nói ra, ta trước đó thì hoài nghi, Lâm Thiên Sơn cùng thánh nữ trước kia thì nhận biết. Chẳng lẽ biên hoang bên trong hết thảy đều là một trận âm mưu? Tống Thiên Kiêu biến sắc nói ra. Tống Xương Tuyết nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, đại khái là một loại nào đó trùng hợp, vừa vặn hai người này tại biên hoang bên trong gặp được. Tống Thiên Kiêu nói ra, chẳng lẽ nữ nhân này là Lâm Thiên Sơn tình nhân? Tống Xương Tuyết nói ra, rất có thể. Tống Thiên Kiêu nói ra, như chỉ là đơn thuần tình nhân, cái kia cũng không có gì quan trọng. Đại không, để Lâm Thiên Sơn cưới tiểu muội, sau đó lại nạp nữ nhân này làm thiếp. Sợ là sợ, Lâm Thiên Sơn còn có hắn mục đích. Tống Xương Tuyết nói ra, ta cũng là lo lắng vấn đề này. Tống Thiên Kiêu nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại muốn từ Lạc Ninh nữ nhân này đến vào tay. Chúng ta trước đem nàng bắt lại nói. Tống Xương Tuyết nói ra, cái này Lạc Ninh tu vi vô cùng thâm hậu, chỉ sợ không tốt lắm bắt. Tống Thiên Kiêu nói ra, không sai, cho nên ta muốn đi đem phụ thân pháp bảo mượn tới. Ngươi nói là phụ thân lục căn thanh tịnh trúc, Tống Xương Tuyết nói ra. Tống Thiên Kiêu nói ra, không sai. Phụ thân có thể hay không sinh nghi, Tống Xương Tuyết lo lắng. Tống Thiên Kiêu nói ra, yên tâm đi, phụ thân đối ta từ trước đến nay sẽ không suy nghĩ nhiều. Nàng đón đến, nói ra, bất quá hôm nay ban đêm là không thành, muốn đợi ngày mai lại nói. Tống Xương Tuyết gật đầu, nàng theo rồi nói ra, Lâm Thiên Sơn túng là nhân tài không giả, nhưng là hắn có quá nhiều sự không chắc chắn. Riêng là hắn chả cùng tiểu muội liên lụy lợi hại, tốt nhất xử lý phương pháp là đem hắn khu trục đi. Như thế liền cũng coi như 100. Người đây là trốn tránh. Tống Thiên Kiêu nói ra, Lâm Thiên Sơn hiện tại còn có thể mê hoặc đến Đồng Xuyên, đây là một bước trọng yếu cờ. Lâm Thiên Sơn người này, dùng tốt liền có hiệu quả, phụ thân là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Và lại, tiểu muội cũng sẽ không. Tống Xương Tuyết nói ra, ta biết, cho nên ta cũng chỉ là nói một chút ha. Ngày thứ hai, Tống Thiên Kiêu liền tìm Tống Đế Vương muốn lục căn thanh tịnh trúc món pháp bảo này. Pháp bảo này cũng không phải là có được lục căn cây trúc, mà chính là nói này cây trúc lục căn thanh tịnh. Pháp bảo này lớn nhỏ đều có thể như ý, bình thường cũng là như một cây bích lục thúy mặc trúc địch. Nhưng là một khi phát động, cái này lục căn thanh tịnh trúc liền có thể căng vọt, mà lại tốc độ cực nhanh. Lợi hại hơn nữa người, một khi bị khốn trụ, cũng khó có thể đào thoát ra ngoài. Mà lại, bình thường pháp bảo đao kiếm khó thương này trúc, dù cho đem này trúc chặt đứt, nó cũng có thể cấp tốc khép lại nối liền cùng một chỗ. Pháp bảo này chính là thiên địa linh bảo, là Tống Đế Vương xưng bá thiên hạ nhất đại lợi khí. Tống Thiên Kiêu tìm Tống Đế Vương mượn lục căn thanh tịnh trúc lúc, Tống Đế Vương liền hỏi làm sao đột nhiên muốn mượn pháp bảo. Tống Thiên Kiêu chỉ là cười một tiếng, nói ra, đột nhiên có hứng thú, muốn đem chơi. Phụ thân sẽ không không nỡ a. Tống Đế Vương cười nhạt một tiếng, nói ra, cầm đi đi. Tống Thiên Kiêu tiếp nhận. Lại cười một tiếng, nói ra, phụ thân không sợ ta mất. Tống Đế Vương nói ra, có thể đem ta pháp bảo này lấy đi người còn không có mấy cái. Nếu là ở hắn trong tay người, là cha tâm niệm nhất động, lục căn thanh tịnh trúc liền có thể đem vây chết. Coi như buồn ngủ không chết, là cha cũng có thể cấp tốc thu hồi lại. Tống Thiên Kiêu bừng tỉnh đại ngộ. La Quân tại ban ngày thời điểm không có muốn qua tìm Lạc Ninh, hắn cảm thấy hiện tại vẫn là càng bớt tiếp xúc càng tốt. Dù sao hiện tại là phi thường thời kỳ. Hắn ở trên buổi chưa đợi, ngược lại là tiếp vào hai một tin tức tốt. Chương một tin tức tốt cũng là Trần Phi Dung rốt cục nghĩ đến biện pháp khống chế lại Tống Đế Vương dấu ấn tinh thần. Mà lại, đã vây quanh tư thái khống chế lại đạo này dấu ấn tinh thần. Một khi Tống Đế Vương thật muốn sử dụng dấu ấn tinh thần bạo chết La Quân não vực lúc, Trần Phi Dung chỗ bố trí trận pháp liền sẽ đem đạo này dấu ấn tinh thần nghiền sát. Tin tức này để La Quân rất là vui vẻ. Phải nói là như chút được gánh nặng. Treo ở trên đầu của hắn đạt ma lợi khắc chi kiếm rốt cục biến mất. Thứ hai một tin tức tốt thì là Tống Đế Vương lần nữa tiếp kiến La Quân. Hắn nói với La Quân, Thiên Sơn, đợi ngươi cùng Ninh Nhi đại hôn về sau, bản vương dự định cho ngươi đi chủ quản chuyện luyện đan. La Quân cảm thấy nhất thời vui mừng không thôi. Hắn nhìn nhiều Tống Đế Vương, đương nhiên, hắn cũng không có giả bộ hồ đồ. Tống Đế Vương cũng không phải người ngu,
khẳng định biết La Quân đã biết được luyện đan sự tình. Cho nên, La Quân chỉ nói là nói, tại hạ nghe Ninh Nhi nói qua chuyện luyện đan, nhưng việc này bí mật trọng đại, tại hạ không dám. Có cái gì không dám? Tống Đế Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi theo Ninh Nhi thành hôn về sau, chính là ta người nhà họ Tống. Ngươi năng lực, tại ta những con này nữ nhi bên trong, đó là cực xuất sắc. Loại chuyện này, bản vương không giao cho ngươi, chẳng lẽ giao cho ngoại nhân hay sao? Ngươi yên tâm, ngươi như là đã thành ta con rể, này bản vương quyết định thua thiệt mang không ngươi. Tạ vương gia, La Quân lập tức nói. Gia phủ thành chủ về sau, La Quân tâm lý rất là vui sướng. Bởi vì hắn rốt cục có thể tiếp xúc gần gũi đến Nhạc Quang Thần tên xúc sinh này. Chủ tính lâu như vậy, rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. La Quân như chút được gánh nặng. Bất quá, La Quân có chút kỳ quái là, hắn thế mà một ngày đều không có gặp Tống Ninh. Xưa nay, Tống Ninh đều muốn đến chủ động tìm chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì lập tức sẽ thành hôn, cho nên ngượng ngùng. Nghĩ đến Tống Ninh, La Quân trong lòng liền không thể tự giác hiện ra một trận áy náy tới. La Quân không có đi tìm Tống Ninh, hắn thực vô ý thức muốn tránh né Tống Ninh. Trở lại cái kia tòa nhà trong nhà về sau, La Quân liền lại vận dụng Trần Phi Dung nguyên thần suy nghĩ cùng Lạc Ninh câu thông. Lạc Ninh một mực đang trong khách sạn không có ra ngoài, nàng nghe La Quân báo tin vui về sau, cũng là vui vẻ. Đồng thời nói ra, xem ra Tống Đế Vương là thật nghĩ lung lạc ngươi, bằng không thì cũng sẽ không lại đem nữ nhi gả cho ngươi, lại cho ngươi tiếp xúc luyện đan cái này một khối. La Quân nói ra, ta mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, dù sao chỉ cần có thể để cho ta giết Nhạc Quang Thần, cái này là được rồi. Lạc Ninh nói ra, chẳng lẽ ngươi thì không nghĩ tới, có lẽ ngươi bây giờ đạp vào là một đầu tiền đồ tươi sáng. Ngươi chính thức đầu nhập vào Tống Đế Vương, lấy hiện tại cục thế đến xem, ngươi sẽ có rất không tệ tiền đồ. Tiền đồ là cái gì? La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, tiền tài, quyền lực, địa vị. Ngươi cảm thấy những này là ta chỗ truy cầu sao? Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng chính là kiểu nói này. La Quân nói ra, cho dù cùng Tống Ninh thành thân, ta cũng sẽ không cùng nàng phát sinh quan hệ. Chờ gặp Nhạc Quang Thần, một đao kết này tặc về sau, người ta liền nhanh chóng nhanh rời đi cái này Tống Đế Thành, mau chóng trở về bên ngoài thế giới. Lạc Ninh nói ra, tốt, ta nghe người an bài. La Quân sau đó liền rời đi Lạc Ninh chỗ khách sạn. Một ngày này, La Quân đều không có đi gặp Tống Ninh. Đêm khuya thời điểm, yên lặng như tờ. Như duyệt bên ngoài khách sạn, Tống Thiên Kiêu, Tống Sương Tuyết, Tống Ninh ba người xuất hiện. Tống Thiên Kiêu đối Tống Ninh cùng Tống Sương Tuyết nói ra, các người chờ ta ở bên ngoài, ta đi vào đuổi bắt nàng. Không cần. Liền ở thời điểm này, Lạc Ninh thanh âm truyền đến. Lạc Ninh đã phát giác không ổn, nàng nhanh chóng nhanh rời đi khách phòng, đi vào bên ngoài khách sạn. Đây là một lối đi, trên đường phố không có bất kỳ cái gì người đi đường. Thánh nữ, quả nhiên là ngươi. Tống Sương Tuyết nhìn thấy Lạc Ninh, nàng biến sắc. Lạc Ninh biết hôm nay là vô pháp thiện, nàng biết hiện tại ẩn giấu bộ dạng cũng không có tác dụng gì, bởi vì đối phương đã khóa chặt nàng. Lạc Ninh đối mặt Tống Sương Tuyết, từ tốn nói, Tống tiểu thư, rất tốt, nơi này là ngươi sân nhà. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cái gọi là hồi báo thế mà là tới bắt ta. Tống Sương Tuyết trầm giọng nói ra, thánh nữ, ngươi tại ta thật có ân, ngươi nếu là quang minh chính đại đến đây, ta tự nhiên tiến hành hậu báo. Chỉ là, ngươi cùng Lâm Thiên Sơn cầu thả, thực sự làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Lạc Ninh sầm mặt lại, nàng nơi đó có thể khoan nhượng dạng này vũ nhục tính lời nói. Nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, trò cười, ta cùng Lâm Thiên Sơn ở giữa quang minh chính đại, sao là cầu thả? Lâm Thiên Sơn mục đích đến là cái gì? Tống Thiên Kiêu lạnh lùng hỏi. Lạc Ninh nói ra, nói nhảm cái gì, chúng ta đánh rồi mới biết đi. Nàng biết sự tích bại lộ, chỉ sợ La Quân kế hoạch là tiến hành không đi xuống. Như vậy hiện tại chính mình thì muốn chạy trốn, sau đó thông báo La Quân theo chính mình cùng rời đi. Hiện tại ẩn giấu không có cái gì ý nghĩa, đám người này đã đến có chuẩn bị. Đây là Lạc Ninh giờ phút này ý nghĩ. Tống Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nàng nói ra, tốt, ta thì tới nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Sau đó, nàng liền tế ra Phượng Hồn Kiếm. Cái kia Phong Hồn Kiếm như một đạo lưu quang trực tiếp chém tới Lạc Ninh. Lạc Ninh lập tức tế ra Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Trong một chớp mắt, thiên đạo kiếm ảnh hàn quang trên không trung kịch liệt va chạm. Lạc Ninh pháp lực cao thâm, liên tục thi triển thủ ấn, vận chuyển kiếm quyết,
Nguyệt Hạ mỹ nhân nhất thời giống như kinh hồng múa kiếm, từng đạo hàn quang trực tiếp chém giết tới, đem Tống Thiên Kiêu phong hồn chi múa liên tục chảm lui. Tốt, Tống Thiên Kiêu hét lớn một tiếng, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được mạnh mẽ như vậy địch thủ, nhất thời đến hứng thú. Sau đó, tay nàng ấn biến hóa, phong hồn kiếm quang hóa thành một đạo dục hỏa phượng hoàng cùng cái kia Nguyệt Hạ mỹ nhân trên không trung kịch liệt va chạm đứng lên. Mặt đất nhất thời bị chém ra vô số đạo kiếm ngân đi ra, có kiếm ngấn vậy mà tràn đầy vài mét. Nhưng mà, hai người này đánh đến hung mãnh, nhưng cuối cùng vẫn Lạc Ninh chiếm thượng phong. Lạc Ninh tuy nhiên vô ý ham chiến, nhưng cũng biết, lúc này nếu là tâm ý lui bước, tất định là Tống Thiên Kiêu thừa lúc. Tống Thiên Kiêu chính là Tống Đế Vương con gái lớn, công lực còn tại Tống Ngọc phía trên. Lạc Ninh có thể theo Tống Thiên Kiêu trong chiến đấu chiếm thượng phong, đủ để chứng minh Lạc Ninh hiện tại tu vi phi phàm. Tống Sương Tuyết ở một bên bảo vệ Tống Ninh, mang theo Tống Ninh tránh ra thật xa, cũng không tham chiến. Nhưng nàng cũng phòng bị Lạc Ninh tùy thời đào tẩu. Lạc Ninh biết mình dưới mắt tình trạng không ổn, kế sách hiện nay, cuối cùng là có thể bắt lấy trong các nàng một cái, sau đó mới tốt có đàm phán tư bản, đồng thời qua thông báo La Quân đào tẩu. Nhưng là, Tống Thiên Kiêu cắn chặt không thả, cái này khiến Lạc Ninh 10 phần đau đầu. Lạc Ninh trong mắt tách ra hàn quang đến, nàng sau đó đột nhiên thu Nguyệt Hạ mỹ nhân, tiếp lấy thân thể lay động, đột nhiên liền đến Tống Sương Tuyết cùng Tống Ninh trước mặt. Sau đó, Lạc Ninh nhất trưởng chụp vào Tống Ninh. Tống Sương Tuyết lập tức mang theo Tống Ninh phiêu thối, cùng lúc đó, Tống Sương Tuyết điểm ra bàn nhược kiếm. Tống Sương Tuyết cũng không phải tốt tướng tại, như vậy như kiếm nhất ra, lập tức nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu. Lạc Ninh trong tay Nguyệt Hạ mỹ nhân mãnh liệt vung lên, đây là thần diệu vung lên, tựa như là mỹ nhân đột nhiên hóa thành mãnh thú, trực tiếp đem bàn nhược kiếm bắn ra. Sau đó, Lạc Ninh tiến quân thần tốc đi vào Tống Sương Tuyết trước mặt. Tống Sương Tuyết ngọc trưởng lật một cái, một chiêu vân lôi trưởng phách hướng Lạc Ninh bụng. Lạc Ninh cũng lập tức đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này lại là đại lực thần trưởng. Một tiếng ầm vang. Mặt đất chấn động, Tống Sương Tuyết lui ra phía sau ba bước, sắc mặt trắng bệch, lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Lạc Ninh tu vi đã hơi thắng tại Tống Thiên Kiêu, liền xem như La Quân cũng không phải Lạc Ninh đối thủ. Huống chi là Tống Sương Tuyết. Liền cũng tại lúc này, Tống Thiên Kiêu đã một bước hư không xuyên toa đến Tống Sương Tuyết trước mặt. Tiếp theo, Tống Thiên Kiêu lật bàn tay một cái, đồng dạng cũng là vân lôi trưởng phách hướng Lạc Ninh. Lạc Ninh lần nữa lấy đại lực thần trưởng phách ra. Phanh một tiếng, lần này lại là Lạc Ninh lui ra phía sau ba bước. Lạc Ninh sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên Lạc Ninh cường hãn, nhưng là cũng chỉ mạnh hơn Tống Thiên Kiêu một tia, căn bản là coi là sàn sàn với nhau. Cho nên, Lạc Ninh tại cùng Tống Sương Tuyết so đấu về sau, căn bản là không có cách đối kháng Tống Thiên Kiêu. Lạc Ninh trong mắt thầm hận, tiếp lấy xoay người bỏ chạy, nàng lần nữa hư không xuyên toa chạy ra ngoài trăm thước. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, Tống Thiên Kiêu thân thể vọt tới, lập tức theo sau. Tiếp theo, Tống Thiên Kiêu điểm ra lục căn thanh tịnh trúc. Lạc Ninh liền gặp một đạo lục quang hiện lên, lục quang kia vòng quanh nàng thân thể mềm mại nhất chuyển, tiếp lấy tựa như tàn nhẫn dây thường buộc chặt mà đến. Lạc Ninh bị kinh ngạc, lập tức khu động Nguyệt Hạ mỹ nhân chém về phía lục quang. Nhưng là, lục quang mặc dù đoạn, nhưng căn bản không ảnh hưởng cái này lục quang đem chính mình cấp tốc quấn quanh. Trong một chớp mắt, Lạc Ninh liền rơi vào rừng trúc đại trận bên trong. Bốn phía khoảng chừng lít nha lít nhít lục sắc tường trúc. Sau đó, Tống Thiên Kiêu tay vừa thu lại, Lạc Ninh liền bị cái kia lục căn thanh tịnh trúc chói gô chói lại. Lạc Ninh chỗ có khí huyết chi lực, pháp lực chờ một chút đều là hoàn toàn không thi triển ra được. Cái này một cái chớp mắt, Lạc Ninh hãi nhiên. Rất nhanh, hiện trường dấu vết đều bị che giấu. Tiếp lấy Tống Thiên Kiêu cùng Tống Sương Tuyết còn có Tống Ninh liền đem Lạc Ninh lặng lẽ mang về phủ thành chủ một gian trong mật thất dưới đất. Cái kia mật thất bên trong có rất ít người tiến về, ngoại nhân là rất khó phát hiện manh mối gì. Tống Thiên Kiêu an bài nàng thiếp thân thủ hạ như ý đến xem ở Lạc Ninh. Cùng lúc đó, Tống Thiên Kiêu đem Lạc Ninh huyết mạch toàn bộ phong bế, khiến cho Lạc Ninh không thể động đậy. Đương nhiên, Tống Thiên Kiêu cũng không có cách nào tại Lạc Ninh trong đầu buông xuống dấu ấn tinh thần. Bởi vì Lạc Ninh không sẽ chủ động tiếp nhận, cái kia dấu ấn tinh thần đi vào liền sẽ bị Lạc Ninh tiêu diệt. La Quân sở dĩ sẽ bị Tống Đế Vương cùng Thái Sơn Vương Đồng Xuyên dấu ấn tinh thần khống chế, rất lớn một nguyên nhân trọng yếu chính là, cái kia là La Quân cam tâm tình nguyện a. Hắn không có phản kháng a, nếu là phản kháng,
liền xem như Tống Đế Vương cũng rất khó khống chế lại La Quân. Như thế như vậy về sau, Lạc Ninh mới tính bị hoàn toàn trưởng khống. Tống Thiên Kiêu thu hồi lục căn thanh tịnh trúc. Lâm Thiên Sơn tới nơi này, đến có cái gì mục đích? Tống Xương Tuyết lạnh lùng ép hỏi Lạc Ninh. Lạc Ninh trong lòng khuất nhục, nàng qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị người bắt sống. Nhưng cũng không rõ ràng cái kia pháp bảo đến là pháp bảo gì, lại lợi hại như thế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng sốt ruột muốn đi mới có thể lấy nói. Không phải vậy liền xem như lục căn thanh tịnh trúc lợi hại, vậy cũng không có dễ dàng như vậy đưa nàng vây khốn. Lạc Ninh nhìn về phía Tống Xương Tuyết, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Tống Xương Tuyết La Quân tới nơi này tránh thức mục đích, ta không rõ ràng, ta cùng hắn trước kia thật là quen biết. Hôm nay tới đây, chính là bởi vì hắn thiếu nợ ta một đoạn tình, ta tới nơi này, là muốn hỏi cho rõ. Nàng dưới mắt thân hãm nhà tù, cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp vì La Quân che lấp cái này nói qua. Thật sự là như thế, Tống Xương Tuyết không nghĩ tới Lạc Ninh lại là trực tiếp trả lời, nàng có chút không dám tin tưởng. Không phải vậy đâu, Lạc Ninh hỏi lại. Lâm đại ca là phu quân ta. Tống Ninh đột nhiên mở miệng, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Ninh, nói ra, người nhất nghe tốt rõ ràng, trừ ta bên ngoài, người nào cũng đừng hòng nhúng chàm Lâm đại ca. Tống Ninh trong mắt tách ra hàn ý. Lạc Ninh im miệng không nói. Loại tình huống này, nàng căn bản không muốn đến mạnh miệng. Cái này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lúc này, Tống Thiên Kiêu nói ra, ta nhìn nàng lời nói, chưa hẳn có thể tin. Nàng đón đến, nói ra, tuy nhiên không thể tin, nhưng cũng chưa chắc không thể tin hoàn toàn. Ta không muốn quan tâm nàng lời nói đến có phải là thật hay không. Tống Ninh nói ra, tóm lại chuyện này không thể để cho Lâm Đại ca biết, đến cho các ngươi muốn làm sao thẩm vấn nàng, xử trí nàng, đó là các ngươi sự tình. Ta đi trước. Nàng sau khi nói xong, vẫn thật là đi. Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết nhất thời hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều cảm giác ra tiểu muội không bình thường. Các nàng nhưng lại không biết, Tống Ninh tại ra mật thất về sau, nước mắt liền chảy xuống. Nàng thì thào nói ra, Lâm đại ca, đã ngươi đã gạt ta, cái kia vẫn dạng này lừa gạt đi xuống đi, vĩnh viễn đừng tới nói cho ta biết chân tướng. Giờ này khắc này Tống Ninh tựa như là đà điểu một dạng, nàng đã nhanh muốn thành cưới. Nàng sợ hãi nghe được một chút bất lợi cho nàng chân tướng. Loại này phức tạp mâu thuẫn tâm lý, không có tránh thức yêu người mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Các ngươi đến muốn hỏi ra cái gì? Lạc Ninh nhìn về phía Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết, nàng hỏi lại hai người. Tống Thiên Kiêu trầm ngâm nói, Lâm Thiên Sơn trên người có rất nhiều bí ẩn. Lạc Ninh nói ra, hắn để cho các ngươi nhìn không thấu, chỗ lấy các ngươi không dám yên tâm dùng hắn. Các ngươi càng là nhìn không thấu, thì càng nghĩ muốn biết rõ ràng đúng hay không. Tống Xương Tuyết nói ra, không sai. Nhưng rất là tiếc nuối, ta cũng không có cách nào cho các ngươi giải hoặc. Lạc Ninh nói ra, bởi vì hắn đối với người nào cũng sẽ không thổ lộ tâm tình, ta tuy nhiên rất sớm trước thì biết hắn, nhưng ta cũng không có chút nào giải hắn. Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết cũng không có tại Lạc Ninh trên thân hỏi ra cái gì đến, đương nhiên đây cũng không phải là nói hai người thì tin tưởng Lạc Ninh lời nói. Tống Thiên Kiêu về sau liền cùng Tống Xương Tuyết rời đi. Tống Thiên Kiêu nói với Tống Xương Tuyết, hiện tại tình thế còn không công khai, Lâm Thiên Sơn cùng tiểu muội ở giữa, cùng phụ thân ở giữa đều là rắc rối phức tạp. Lạc Ninh lại cùng Lâm Thiên Sơn quan hệ không tầm thường, cho nên chúng ta lúc này không tiện đem Lạc Ninh cho đắc tội hung ác. Không phải vậy lời nói, tương lai hội chôn xuống tai họa. Tống Xương Tuyết nói ra, ta hiểu đại tỷ ngươi ý tứ, ngươi là sợ Lâm Thiên Sơn ngày sau theo tiểu muội ân ái, lại thụ phụ thân trọng dụng. Nhưng là Lâm Thiên Sơn nếu là biết chúng ta làm nhục Lạc Ninh, hắn hội ghi hận trong lòng. Không sai, Tống Thiên Kiêu nói ra, cho nên ta ngoài ý muốn thấy là trước đem Lạc Ninh giam lấy, đây cũng là một chiêu sau cờ. Tiểu muội bây giờ đối Lâm Thiên Sơn như vậy si mê, chúng ta cũng không thể qua nói với phụ thân. Không phải vậy lời nói, tiểu muội khởi sướng điên đến, đó cũng không phải là chơi vui. Tống Xương Tuyết nói ra, ta khác không sợ, liền sợ Lâm Thiên Sơn hội thương tổn đến tiểu muội. Tống Thiên Kiêu nói ra, bất kể như thế nào, đây đều là tiểu muội tự mình lựa chọn. Và lại, ta tin tưởng Lâm Thiên Sơn sẽ có chính hắn quyết đoán. Đi theo Tống ra chỗ tốt, hắn hẳn là rõ ràng. Cái này âm diện thế giới cứ như vậy lớn, hắn đã có được tốt như vậy tư nguyên, chỉ cần hắn là cái có dã tâm người, thì phải biết muốn làm thế nào. Nếu như đến lúc đó cơ hội phù hợp, hắn nguyện ý thật thẳng thắn hết thảy,
chúng ta có thể lặng lẽ đem Lạc Ninh thả đi, chuyện này cũng có thể coi như chưa từng xảy ra. Đại tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tống Xương Tuyết nói ra, ngươi cùng phụ thân cũng không nguyện ý từ bỏ Lâm Thiên Sơn, không đến bị bất đắc dĩ, các ngươi là sẽ không buông tha cho cái này nhân tài. Tống Thiên Kiêu không e dè nói ra, không sai, nhân tài khó được. Lâm Thiên Sơn cũng không có làm ra cái gì bất lợi cho chúng ta cử động, huống hồ phụ thân còn nắm giữ hắn đường sinh tử. Nhiều nhất, cũng chính là tiểu tiết có thua thiệt a. Nhưng là tứ muội, ngươi đừng quên, cái thế giới này vẫn luôn là lấy nam nhân vi tôn. Ngươi chẳng lẽ tưởng tượng Lâm Thiên Sơn dạng này người, cả đời chỉ yêu một người nữ nhân, chung tình một nữ nhân sao? Không có khả năng. Tống Xương Tuyết biết Tống Thiên Kiêu nói là sự thật, nàng cũng vô lực phản bác. Hôm sau buổi sáng, Tống Thiên Kiêu hướng Tống Đế Vương trả lại lục căn thanh tịnh trúc. Cách đại hôn chỉ có một ngày nhiều thời gian, La Quân bên này tòa nhà đổi tên là Lâm Phủ. Khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, đinh quản gia đem trong phủ hết thảy đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Nhà hoàn Tiểu Lan lấy ra thành thân hỷ phục để La Quân mặc thử, hắn mặc vào cũng rất là không tệ. Lần này, Tống Đế Vương gả nữ nhi thế nhưng là đại sự. Cách gần đó mấy vị vương gia toàn bộ đều qua tới tham gia hỷ yến, Thái Sơn Vương đến, Luân Chuyển Vương, Đô Thị Vương, Tần Nghiễm Vương chờ một chút đều tới. Bất quá Tống Ngọc chưa có trở về, đơn giản là Tống Ngọc muốn trấn thủ Bồ Tát Thành, nơi đó là cùng biên hoang liên tiếp, cực kỳ trọng yếu địa phương. Cho nên Tống Đế Vương không có đem triệu hồi. Dù cho chưa kịp chạy đến vương gia, đến tiếp sau cũng sẽ phái người đến đưa lên quà mừng. Bình thường loại này hỷ yến, các vương gia cũng vô dụng tự mình đến, phái thủ hạ đưa lên quà mừng cũng không phải không thể. Dù sao các vương gia là bề bộn nhiều việc, đây cũng là nói còn nghe được. Nhưng là bây giờ Tống Đế Vương như mặt trời giữa trưa, chúng vương gia vì hướng Tống Đế Vương lấy lòng, vẫn là đều tự mình đến. Nếu như không phải Tống Đế Vương quyết định vội như vậy, hôn sự cử hành nhanh như vậy đoán chừng sở hữu vương gia đều sẽ tới. Thái Sơn Vương Đồng Xuyên tại vào lúc ban đêm cũng đến. Đồng Xuyên vì tránh hiểm nghi, cũng không có cố ý tới gặp La Quân. Đồng Xuyên mang Lãnh Phong, trực tiếp vào ở đến Tống Đế Thành tốt nhất dịch trong quán. Đến tối, Tống Đế Vương cử hành dạ tiệc mời các vị vương gia đến trong thành chủ phủ tụ lại. Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết, Tống Kinh Luân, Tống Bính Văn cũng tham gia lần này dạ tiệc. Còn La Quân, tự nhiên cũng không thể vắng mặt. Duy nhất vắng mặt chỉ có tân nương tử Tống Ninh. La Quân một thân trắng như tuyết trường sam, hắn hình dạng đi qua cải biến, mặc dù không có như vậy anh Tuấn, nhưng cả người hắn lại có loại nói không nên lời khí chất tới. Yến hội bày ở phủ thành chủ Vị Ương trong điện. Cái kia Vị Ương trong điện đèn đuốc sáng trưng, mặt đất quang hoa như gương. Đại điện này, quả thực là đại khí bàng bạc. Lục căn lưu kim đại trụ thần long vần quanh, cái kia thần long sinh động như thật. Liền thân bên trên mỗi một tấm vải đều là cực rất thật. Trong đại điện ở giữa, 16 tên thân mang màu đỏ quần sam nữ tử hiến vũ, hai bên ti trúc diễn tấu nhạc khí khiến người ta nghe tới tâm thần thanh thản. Cái này quả nhiên là một phái thịnh thế cảnh tượng. La Quân ngồi tại Tống Đế Vương dưới tay, bên cạnh hắn theo thứ tự là Tống Thiên Kiêu mấy cái huynh muội. Mỹ vị món ngon đều lên đến riêng phần mình trước bàn, đây là cùng loại cổ đại loại kia quân vương thiết hiến tình cảnh. Ca múa chưa ngừng lúc, mọi người vui chơi giải trí cười cười, lẫn nhau xa xa mời rượu. Đợi ca múa dừng lại, chúng vương đầu tiên là chúc mừng Tống Đế Vương đến Đông Sàng Dễ Cưng, sau đó cũng chúc mừng La Quân có thể ôm mỹ nhân về. La Quân tại chúng vương trước mặt lạnh nhạt nho nhã, biểu hiện được rất là vừa vặn, cái này khiến Tống Đế Vương phi thường hài lòng. Đêm nay yến hội vẫn là vô cùng hòa bình, chúng vương đến chúc mừng, Tống Đế Vương cũng là mở mày mở mặt. Không có phân tranh. Tự nhiên là một phái sung sướng bầu không khí. Dạ tiệc kết thúc về sau, chúng vương đều uống hơi nhiều. Tống Đế Vương để Tống Thiên Kiêu các nàng đến đưa chúng vương về dịch quán nghỉ ngơi. Còn La Quân thì bị Tống Đế Vương lưu lại. Đương nhiên, Tống Đế Vương cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là rất hòa ái quan tâm dưới La Quân. La Quân tự nhiên muốn làm cảm động đến rơi nước mắt hình, về sau, La Quân cũng liền rời phủ mà đi. La Quân tại hồi phủ thời điểm. Ở bên ngoài phủ nhìn thấy Lãnh Phong. Lãnh Phong thì là nói ra, vương gia ở trên trời hy trong các chờ Lâm huynh. La Quân gật đầu, sau đó liền thì theo Lãnh Phong qua. Ngày đó hy các chính là một cái pháo hoa tràng sở, bên trong có thật nhiều nữ nhân xinh đẹp. La Quân đến thời điểm, thiên hy trong các đèn đuốc sáng trưng.
La Quân theo Lãnh Phong đến ngày đó hy các một cái trong gian phòng trang nhã. Trong gian phòng trang nhã, Đồng Xuyên cùng mấy cái mỹ cơ đang chơi đùa. La Quân vừa tiến đến, liền tiếng La Vương ra. Hắn lộ ra rất là cung kính. Đồng Xuyên cũng liền vẫy lui những mỹ cơ đó. Đợi mỹ cơ nhóm lui ra về sau, La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Vương ra cái này chẳng sợ tìm, nếu là ở dưới bị Tống Đế Vương người trông thấy, vậy tại hạ coi như thảm. Hắn lúc đầu muốn nói là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngẫm lại, âm diện thế giới Ritter A cũng không có Hoàng Hà A. Cho nên rất nhanh liền đổi giọng. Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiên Sơn ngươi sợ sao? La Quân nói ra, sợ, tự nhiên là có chút. Nhưng Vương gia cho gọi, cho dù hôn sự này làm không thành, vậy tại hạ cũng là nhất định phải tới. Đồng Xuyên liền cười một tiếng, nói ra, ngồi một chút ngồi. La Quân cùng Lãnh Phong nhập tọa. Ở chỗ này cảm giác thế nào? Đồng Xuyên sau đó hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, Vương gia muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật, Đồng Xuyên nói ra. La Quân nói ra, nói thật chính là, nơi đây cũng rất là không tệ. Nếu không phải tại hạ mạng nhỏ treo ở Vương gia ngài trên tay, tại hạ thật là có điểm muốn ngay ở chỗ này hảo hảo qua. Hắn ngược lại là gan rất lớn. Lãnh Phong hơi biến sắc, thầm nghĩ, gia hỏa này thật sự là thật lớn mật. Đồng Xuyên cười ha ha, hắn lại là tuyệt không tức giận, Thiên Sơn ngươi quả nhiên là thống khoái người, ha ha. La Quân nói ra, bất quá đã việc đã đến nước này, tại hạ cũng chỉ có một con đường đi theo Vương gia ngài đi đến đen. Bây giờ, cái kia Tống Ninh đối tại hạ rất là nghe theo, Tống Đế Vương cũng vô cùng coi trọng tại hạ. Mà lại, không lâu sau, Tống Đế Vương sẽ đem một kiện trọng yếu việc phải làm giao cho ta. Há, cái gì việc phải làm? Đồng Xuyên cảm thấy rất hứng thú hỏi. La Quân nói ra, Vương gia có biết hay không Tống Đế Vương tại tự hành luyện đan? Đồng Xuyên hơi kinh hãi, nói ra, không biết, hắn thế mà chính mình muốn luyện đan. La Quân nói ra, mà lại ngài nghĩ không ra là, vì hắn luyện đan người là bị ngài không quá coi trọng Nhạc Quang Thần. Đồng Xuyên biến sắc, hắn nói ra, lại là Nhạc Quang Thần cái này tiểu nhân hèn hạ. Hắn đón đến. Trong mắt thiểm quang ánh sáng, hắn nói ra, Thiên Sơn, người quả nhiên không sai, nhanh như vậy thì mang cho ta tin tức trọng yếu như vậy. Tống Đế Vương bây giờ muốn tự hành luyện đan, khẳng định là muốn luyện hắn cần đột phá huyền công đặc thù đan dược. Nếu là thật sự để hắn đột phá, chỗ nào còn sẽ có chúng ta đường sống. Đến lúc đó, người phụ trách luyện đan, chúng ta ngay tại hắn đan dược bên trong làm tay chân, để hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng đột phá, ha ha ha. La Quân mỉm cười. Nói ra, ta đối đan dược không hiểu nhiều, đến lúc đó muốn làm sao thao tác, vậy còn không đều là nghe theo Vương gia ngài. Tốt, Thiên Sơn, Đồng Xuyên hết sức cao hứng, nói ra, người yên tâm, người chỗ nỗ lực đều muốn đạt được gấp 10 lần hồi báo. Đến lúc đó đừng nói một cái Tống Ninh, người muốn là ưa thích, cái kia Tống Thiên Kiêu, Tống Xương Tuyết đều có thể là ngươi. La Quân hiểu ý cười một tiếng. Về sau, Đồng Xuyên còn nói thêm, Thiên Sơn. Ngươi xác thực không thích hợp ở chỗ này ở lâu, chúng ta đàm cũng kém không nhiều, ngươi thì đi trước đi, miễn cho khiến người ta sinh nghi. La Quân đứng dậy cáo từ. Đợi La Quân sau khi đi, cái kia Lãnh Phong nói với Đồng Xuyên, Vương gia, ngài thật hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói sao? Đồng Xuyên trầm giọng nói ra, ta cái kia đạo dấu ấn tinh thần xác thực tồn tại, nói cách khác, hắn sinh tử còn khống chế tại trên tay của ta. Hắn đón đến, nói ra. Nhưng vốn nên Vương Tổng cảm thấy vẫn còn có chút không nỡ, không biết Tống Đế Vương phải chăng phát giác được ta ấn ký. Nếu như cái này Lâm Thiên Sơn theo Tống Đế Vương thật lòng lấy cao, Tống Đế Vương có thể sẽ phản khống chế bản Vương dấu ấn tinh thần. Lãnh Phong nói ra, nhưng chuyện này, ngài cũng không có cách nào xác minh không phải sao. Đồng Xuyên nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, bất quá, cái này Lâm Thiên Sơn là cái dã tâm bừng bừng người, sẽ không có vấn đề. Như vậy đi. Lãnh Phong, người bây giờ qua đi theo hắn. Nếu là hắn chuyển tay trở lại trong thành chủ phủ, vậy đã nói rõ hắn là đi hướng Tống Đế Vương bẩm báo cùng gặp mặt ta sự tình. Vậy hắn khả năng thì có vấn đề. Như hắn không đi, thì đại biểu không có vấn đề, đúng không? Lãnh Phong nói ra. Đồng Xuyên nói ra, không tệ. Hắn tới gặp ta, Tống Đế Vương người chưa hẳn không thể phát hiện manh mối. Hắn nếu là thật sự theo Tống Đế Vương một lòng, như vậy hắn đêm nay nhất định không dám chỉ hoãn. Phải lập tức tiến đến báo cáo, bởi vì hắn sợ Tống Đế Vương lại bởi vậy mà không đủ tín nhiệm hắn. Lãnh Phong bừng tỉnh đại ngộ,
nói ra, nguyên lai vương gia có này thâm ý, thuộc hạ bội phục. Chỉ là như Lâm Thiên Sơn một mực cùng chúng ta một lòng, cử động lần này không phải để hắn bị Tống đế vương sinh nghi sao. Hắn là người thông minh, cái này chút phiền toái nhỏ có thể hóa giải. Đồng Xuyên không để ý lắm. La Quân trực tiếp thì về hắn phủ đệ mình. Đồng Xuyên chung quy là không đủ giải La Quân, nếu như La Quân thật sự là nhất tâm luồn cúi người, như vậy hắn khẳng định ngay lập tức sẽ đem cái này tin tức kinh người bẩm báo cho Tống đế vương. Đáng tiếc, La Quân đối Tống đế vương cùng Đồng Xuyên toàn bộ đều cái gì muốn tìm, cho nên hắn căn bản là lười đi trong khu vực quản lý phân tranh. Hắn biết Tống đế vương là tuyệt sẽ không đối với mình lòng nghi ngờ, bởi vì chính mình trong não vực cái kia đạo dấu ấn tinh thần là Tống đế vương tuyệt đối bảo hộ. La Quân trở lại phủ đệ mình. Trở lại phủ đệ về sau, La Quân nhìn thấy trong phủ đệ răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi đều lộ ra không khí vui mừng. La Quân giật mình nhược mộng, hắn ngẫm lại, ngày kia cũng là hắn cùng Tống Ninh thành thân ngày. La Quân không muốn đi nghĩ lại, suy nghĩ nhiều hội đau đầu, sẽ cảm thấy có chút có lỗi với Tống Ninh. Ngày thứ ba, hết thảy đều là tại vây quanh cái này cái cọc thịnh đại hôn sự mà tiến hành. Các phương khách mời đều đến không sai biệt lắm. Hôn lễ là tại trong thành chủ phủ cử hành. Về sau, La Quân mới có thể cưới Tống Ninh đến phủ đệ mình bên trong tới. La Quân ba ngày này cũng một mực không có nhìn thấy Tống Ninh. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hết thảy đều đổ cho Tống Ninh thẹn thùng. Cũng hoặc là tân nương tử có tân nương tử quy củ, thành hôn trước đó không thể tu sửa lang các loại. Tối hôm đó, La Quân một mực đợi tại phủ đệ mình. Hắn cũng không cần quan tâm cái gì, chỉ là đến đêm khuya thời điểm. La Quân có chút không yên lòng Lạc Ninh. Hắn hai ngày này đều không có nhìn thấy Lạc Ninh. La Quân sau đó liền phái ra Trần Phi Dung trước đi tìm Lạc Ninh. Trần Phi Dung đi một chuyến, đương nhiên, Trần Phi Dung là tìm không đến Lạc Ninh. Trần Phi Dung sau khi trở về, đem tình huống báo cáo nhanh cho La Quân. La Quân bị kinh ngạc, hắn biết Lạc Ninh là sẽ không tùy ý rời đi cái kia như duyệt khách sạn. Chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh? La Quân trong lòng nhất thời lo lắng vô cùng. Về sau, La Quân mặc vào trường sam màu đen, tiếp lấy thì xuất phủ để, thẳng đến như duyệt khách sạn. Dương ca ca, người như vậy tùy tiện tiến đến, không sợ người khác sinh nghi. Trần Phi Dung lập tức nói. La Quân nói ra, quản chẳng phải nhiều, nếu là Lạc Ninh đã xảy ra chuyện, vậy liền đại biểu ta đã bị người để mắt tới. Nhưng lại không người đến tìm làm phiền ngươi a, có phải hay không là Lạc Ninh tỉ tỉ qua nơi khác? Trần Phi Dung hỏi. La Quân nói ra. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta còn không rõ ràng lắm. Cho nên ta nhất định phải đi xem một cái, mới có thể hiểu đến chuyện gì xảy ra. Không thể khác người cũng đã chuẩn bị kỹ càng chiếc lồng, chúng ta còn muốn chui vào. Trần Phi Dung nói ra, vậy được rồi. La Quân tâm tình nặng dị thường đứng lên. Hắn cảm thấy sự tình không hề giống mặt ngoài dạng này gió êm sóng lặng. Trong đêm khuya, gió bắc như đao. La Quân thừa dịp bóng đêm cấp tốc đi vào như duyệt bên ngoài khách sạn. La Quân cũng không có đi vào, hắn lấy pháp lực cảm ứng bốn phía. Rất nhanh, La Quân cũng cảm giác được tuần này bị khí chàng tựa hồ có chút biến hóa. Từng có pháp lực chém giết dấu vết. Cái này trong không khí còn có lưu lại khí tức. La Quân rất nhanh liền tìm tới Lạc Ninh cùng Tống Thiên Kiêu đọ sức hiện trường, lúc đó trận bên trong mặt đất dấu vết đã bị thanh trừ. Nhưng La Quân vẫn là phát hiện bên trong manh mối. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được hiện trường bên trong kịch liệt đọ sức. La Quân nhắm mắt lại, trong đầu hắn thì hiện ra vô số đạo kịch liệt kiếm quang chém giết. Cái này là La Quân bây giờ pháp lực thâm hậu, cảm giác nhạy cảm bố trí. Bất quá La Quân cũng vẫn là không cách nào cảm giác ra, đến là ai tại cùng Lạc Ninh chém giết. La Quân lâm vào trầm tư, Lạc Ninh bây giờ tu vi không dưới ta, rất lợi hại hiển nhiên, Lạc Ninh là gặp được địch nhân. Mà lại rất có thể Lạc Ninh đã rơi vào đến trong tay đối phương, hoặc là gặp bất trắc. Vừa nghĩ tới Lạc Ninh khả năng gặp được bất trắc, La Quân tâm lý liền dâng lên cự đại khủng hoảng. Hẳn là sẽ không, La Quân lắc đầu, thầm nghĩ, nơi này tuy nhiên có chém giết vị đạo, nhưng ngửi không thấy mùi máu tươi, Lạc Ninh sẽ không có chuyện gì. Có thể hiển nhiên, nàng cũng không có chạy đi, nếu là nàng đào tẩu, nhất định sẽ tới cho ta biết. Nói như vậy đứng lên. Lạc Ninh nhất định là bị bắt lại. La Quân trong lòng suy nghĩ, hắn xác định Lạc Ninh chưa chết, trong lòng chính là buông lỏng một hơi. Sau đó, La Quân suy nghĩ bắt đầu dần dần rõ ràng. Có thể sống bắt Lạc Ninh người, cái này Tống Đế trong thành không có mấy cái. Tống Đế Vương là có thể,
nhưng tuyệt sẽ không là Tống Đế Vương, bởi vì nếu như Tống Đế Vương đã biết được chuyện này, như vậy hiện tại không biết cái này bình tĩnh, sớm đã đem chính mình triệu quá khứ đối chất. Đây là Tống Đế Vương tính cách, như vậy hiện tại. La Quân lập tức nghĩ tới cái gì, ta mấy ngày nay cũng không nhìn thấy Tống Ninh, vốn cho rằng nàng là bởi vì muốn thành cưới, cho nên không cùng gặp mặt ta. Bây giờ nghĩ lại, nàng từ khi ta để cho nàng đến hỏi Tống Đế Vương chuyện luyện đan cũng có chút cổ quái. Ta ngược lại thật ra kém chút quên, Tống Ninh bản thân liền là người khôn khéo, lúc trước Đồng Xuyên đối ta thi triển dấu ấn tinh thần, chuyển tay Tống Ninh đã đoán ra một hai. Như vậy hiện tại, rất có thể cũng là Tống Ninh bắt Lạc Ninh. Tống Ninh bản sự tự nhiên bắt không, nàng khẳng định là cùng Tống Thiên Kiêu cùng một chỗ. Tống Thiên Kiêu bản sự cũng khó có thể bắt sống Lạc Ninh, nhưng Tống Thiên Kiêu trên thân có thể sẽ có lợi hại gì pháp bảo. Như vậy hiện tại, đại khái liền hẳn là Tống Ninh cùng Tống Thiên Kiêu bắt Lạc Ninh, nhưng là Tống Ninh tâm còn tại ta chỗ này, các nàng cũng tại Lạc Ninh chỗ nào hỏi cũng không được gì. Cho nên, Tống Ninh là bắt Lạc Ninh, nhưng lại không có nói cho Tống Đế Vương. Bởi vì nàng sợ việc hôn sự này được không? La Quân lúc này tâm lý đã tựa như gương sáng. Hắn là thông minh tuyệt đỉnh người, liền là dựa vào nơi này một chút dấu vết để lại cùng gần nhất chỗ chuyện phát sinh, liền đem hôm đó chân tướng đoán ra cái 8-9 phần 10. La Quân trong lòng an định lại, hắn biết Tống Ninh sẽ không đem Lạc Ninh thế nào. Trong lòng của hắn thậm chí có chút áy náy cùng cảm động, Tống Ninh bây giờ đợi chính mình thật sự là mối tình thắm thiết, biết rõ bản thân có mưu đồ cùng đủ loại giấu giếm. Nàng lại cái gì cũng không nói. Hơn nữa còn là dự định cùng mình thành hôn. Như vậy hiện tại, chính mình muốn làm sao qua nói với nàng Lạc Ninh sự tình đâu? Muốn như thế nào mới có thể để cho nàng thả Lạc Ninh đâu? Chẳng lẽ tiếp tục lừa gạt nàng? Không được, ta hiện tại còn không thể nói. La Quân thầm nghĩ, hiện tại đại hôn chưa cử hành, biến cố quá lớn. Đợi đến thành hôn về sau, Tống Ninh liền lại càng dễ thỏa hiệp một chút. Nghĩ tới đây, La Quân quay người thì trở lại về phủ đệ. Hắn cũng liền không lại đi làm hắn sự tình. Ngày thứ hai, một ngày này liền là La Quân cùng Tống Ninh ngày đại hôn. Toàn bộ Tống Đế Thành đều là răng đèn kết hoa, vui mừng tới cực điểm. Buổi sáng La Quân còn chưa rời giường, liền gặp đường phố bên trên khắp nơi đều là pháo chuột thanh âm. Đây thật là so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. La Quân rời giường sau khi rửa mặt, liền tại đinh quản gia cùng nha hoàn Tiểu Lan trợ giúp dưới, thay đổi hỷ phục. Hắn cái này một thân đại hồng đại tử, phá lệ vui mừng. Cả người cũng vô cùng tinh thần. Buổi sáng, La Quân tại phủ thành chủ xe ngựa hộ tống dưới, tiến phủ thành chủ. Hắn đầu tiên là tại Tống Kinh Luân cùng Tống Thiên Kiêu dẫn đạo dưới, qua Tống gia từ đường tế bái. Sau đó, lại là thắp hương, lại là tắm rửa chờ chút. Tóm lại là các loại lễ nghi phức tạp. Này cũng không kỳ lạ, dù sao Tống Đế Thành nơi này vẫn là xã hội phong kiến. Liền xem như tại bên ngoài thế giới bên trong, có chút coi trọng đại gia tộc, kết hôn thời điểm lễ nghi cũng là phi thường rườm rà. La Quân cũng một mực không có nhìn thấy Tống Ninh. Muốn đến, tân nương tử là sẽ không dễ dàng lộ diện. Tiệc rượu một mực đang tiến hành, đến tối thời điểm, sở hữu khách mời mới lần lượt đến đông đủ. Bởi vì hôn lễ là ở buổi tối tiến hành, không có khả năng ban ngày cử hành, liền đem tân lang tân nương đưa vào động phòng A. Chúng vương đến. Một chút các nơi nhân vật nổi tiếng sĩ thân cũng trước tới tham gia. Cả vị thành chủ phủ náo nhiệt tới cực điểm. Lúc này, La Quân bị chỉ dẫn lấy đi đón Tống Ninh kiệu hoa. Bất quá là từ phía đông, cưỡi ngựa mang theo kiệu hoa, vô cùng náo nhiệt đến vị ương điện. Vị ương ngoài điện, khách mời tề tụ. Sắc trời đã tối, đèn hoa cùng lên, cả vị thành chủ phủ đô là đèn đuốc sáng trưng. Tiếng pháo nổ chấn thiên giá vang. Điệu bộ này để La Quân cảm giác đến dù sao cũng hơi không được tự nhiên, hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn thời điểm đều không náo nhiệt như vậy đây. Như vậy hôm nay, Tống Ninh tâm lý khẳng định là kích động mà hưng phấn, là cả đời đều khó mà quên được. La Quân nghĩ đến Tống Ninh tâm tình, nàng là trang trọng như thế, đem cái này hôn nhân khi thành chân chính hôn nhân. Mà trong lòng mình lại là lừa gạt, lại là sử dụng. Vừa nghĩ như thế, La Quân lại cảm thấy rất có lỗi với Tống Ninh. Đá cửa kiệu, La Quân đem Tống Ninh dắt tiến vị ương điện, sau đó cũng là bái thiên địa, bái Tống Đế Vương, kính trà các loại. Tống Ninh phượng quan hà bí, đầu một mực bị cái kia khăn quàng vai che khuất, cũng không nhìn thấy sắc mặt nàng. Như thế về sau, vốn nên là đưa Tống Ninh đến La Quân trong phủ đệ, sau đó bên này tiệc rượu chính thức bắt đầu. Nhưng là Tống Ninh lại chính mình bóc khăn quàng vai,
trên mặt nàng một mảnh mặt hồng hào, lại là có mày liễu không nhường mày dâu sắc thái. Nàng nói ra, phụ thân, hôm nay đông đảo thúc thúc bá bá tại, ta muốn cùng phu quân cùng một chỗ cho thúc thúc bá bá mời rượu. Tống đế vương hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy cũng rất tốt, ta tống ra con gái, liền nên dạng này hào khí. Hành động này tuy nhiên không quá hợp quy củ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy Tống Ninh nữ tử này thật là có một cỗ nói không nên lời hào khí cùng khí khái hào hùng. Nàng là xinh đẹp như vậy, mỹ lệ, hào phóng. Cái này khiến quý khách khách bên trong, chỉ cần là nam đều sẽ hâm mộ La Quân có phúc lớn, cưới dạng này một nữ tử làm vợ. La Quân cũng nghĩ qua, nếu là hắn là cái đơn thuần người, không có nhiều như vậy qua lại cùng cừu hận. Hắn tất nhiên sẽ cùng Tống Ninh hảo hảo sinh hoạt, chỉ tiếc, tạo hóa trêu người a. Sau đó, mời rượu bắt đầu. La Quân cùng Tống Ninh cùng một chỗ đầu tiên cho chúng vương ra mời rượu. Mời rượu xong về sau, Tống Đế Vương liền cùng chúng vương ra vui chơi giải trí đứng lên. Sau đó, Tống Ninh cùng La Quân cho Tống Thiên Kiêu các nàng mời rượu. Tống Sương Tuyết ý vị thâm trường, nhưng lại chân tâm thực ý nói ra, tiểu muội, tỷ tỷ chúc ngươi cùng em rể sớm sinh quý tử, đến già đầu bạc, ân ân ái ái, vĩnh viễn không bao giờ cãi lộn. Nàng nói càng về sau, hốc mắt đều đỏ. Tống Ninh ngược lại là kiên cường, nàng mỉm cười, nói ra, tứ tỷ, đại tỷ, nhị ca, tam ca, các ngươi yên tâm, ta cùng phu quân nhất định sẽ hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Nàng đón đến, hỏi La Quân, nói ra, phu quân, người cứ nói đi. La Quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên. Hắn trên miệng mỉm cười, nhưng trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Cái này bộ phim, diễn lại là càng ngày càng xuống đài không được. Tống Ninh hôm nay sở dĩ muốn làm như thế, nàng là không cho chính nàng lui ra phía sau cơ hội a. Nàng nếu là mang theo khăn quàng vai, bao nhiêu người đều không nhận ra nàng tới. Nhưng là hôm nay, nàng và mình như vậy đem ra công khai. Nếu là có một ngày, chính mình phụ nàng, nàng nửa đời sau thì hủy. Nàng dạng này tùy hứng, dạng này tình thâm. Lúc này, Tống Sương Tuyết lại xông La Quân ý vị thâm trường nói ra, em rể, chúng ta mặc kệ ngươi trước kia có cái gì, nhưng là chúng ta hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đợi tiểu muội, không muốn cô phụ nàng. Không phải vậy lời nói, chúng ta định tha không ngươi. Nàng lời này ý vị thâm trường, nhưng là Tống Sương Tuyết biết, La Quân nhất định sẽ minh bạch là có ý gì. La Quân từ tốn nói, tứ tỷ yên tâm. Tống Sương Tuyết trong lòng bỗng nhiên chua chua, trước mắt Lâm Thiên Sơn là như thế ngọc thụ lâm phong, là như thế lạnh nhạt nho nhã, nàng trong lòng cái này một tia đau xót, bất chi bất giác hiển hiện, liền nàng chính mình cũng không biết là vì cái gì. Đại khái là nhớ tới tại biên hoang thời điểm, hắn ôm ấp là như thế ấm áp mà hữu lực a. La Quân lại là không có chú ý tới Tống Sương Tuyết thần sắc. Chính hắn đều có chút thần du vật ngoại đâu, đương nhiên, đây hết thảy ngoại nhân là nhìn không ra. Sau đó, La Quân cùng Tống Ninh tiếp tục cho quý khách khách mời rượu. Không khỏi nhanh, La Quân huyết dịch thì ngưng kết. Bởi vì hắn vậy mà tại cái kia đông đảo khách mời bên trong trông thấy một người. Người này đúng là hắn vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm Nhạc Quang Thần. La Quân không nghĩ tới, Nhạc Quang Thần thật sự tới tham gia trận này tiệc cưới. Mà Nhạc Quang Thần sở dĩ tới tham gia cũng là nói đến trùng hợp, bởi vì Nhạc Quang Thần biết được Thái Sơn Vương tới. Nhạc Quang Thần hiện tại là Tống Đế Vương trọng yếu năng thần, hắn có tầng này vinh quang, tự nhiên là không sợ Đồng Xuyên. Đồng Xuyên trước đó đợi Nhạc Quang Thần như cỏ rác, cái này khiến Nhạc Quang Thần 10 phần không cam lòng, cho nên cái này tiểu nhân liền theo Tống Đế Vương yêu cầu trước tới tham gia tiệc cưới. Tống Đế Vương muốn cầu cạnh Nhạc Quang Thần, chuyện này cũng không dễ một nói từ chối. Bất quá hắn bàn giao Nhạc Quang Thần, không thể lộ ra luyện đan sự tình. Nhạc Quang Thần tự nhiên một lời đáp ứng. Lúc này Nhạc Quang Thần ăn mặc một thân hoa y, hắn uống rượu, hồng quang đầy mặt. Trước đó, Tống Đế Vương đặc biệt nắm lấy Nhạc Quang Thần tay theo mọi người giới thiệu một chút. Tống Đế Vương chỉ nói Nhạc Quang Thần là hắn trợ thủ đắc lực, nhưng lại không nói Nhạc Quang Thần là làm gì. Tất cả mọi người là người thông minh, gặp Tống Đế Vương coi trọng như vậy Nhạc Quang Thần, liền biết Nhạc Quang Thần người này là nhất định phải leo lên. Cho nên hiện tại cùng Nhạc Quang Thần ngồi cái kia một bàn người đều rất là nịnh nọt Nhạc Quang Thần, cũng phá lệ nịnh nọt Nhạc Quang Thần. Nhạc Quang Thần lúc này là Xuân Phong đắc ý a. Lúc trước hắn còn cố ý qua cho Thái Sơn Vương Đồng Xuyên mời rượu. Lúc này, La Quân cùng Tống Ninh đến Nhạc Quang Thần một bàn này mời rượu. Nhạc Quang Thần hơi say rượu lấy ôm La Quân bả vai, nói ra, Lâm huynh đệ, hôm nay là ngươi ngày vui,
ta Lão Nhạc chúc mừng ngươi a. Ta nghe vương gia nói, tính toán đợi ngươi sau khi kết hôn liền theo ta. Ngươi yên tâm, ta Lão Nhạc nhất định sẽ bảo kê ngươi. Tới tới tới, làm một chút làm. Hắn nói xong cũng rất lợi hại La Quân phanh dưới chén, tiếp lấy hắn chính mình uống một hơi cạn sạch. La Quân không nhúc nhích, lúc này hắn biểu lộ vô cùng cổ quái. Tất cả mọi người muốn mời tửu, nhưng lúc này, tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía La Quân. Không biết vị này tân lang quan viên đến là chuyện gì xảy ra. Tống Ninh cũng phát hiện La Quân không thích hợp, nàng nhẹ giọng hô, phu quân. La Quân chén rượu trong tay bỗng nhiên rơi xuống, hắn nhìn về phía Tống Ninh, nhẹ nói, thật xin lỗi, Ninh Nhi, thật xin lỗi. Phu quân, ngươi đang nói cái gì nha? Êm đẹp nói cái gì thật xin lỗi? Tống Ninh trong lòng sinh ra điểm xấu cảm giác. Lúc này, tất cả mọi người chú ý lực đều đến La Quân bên này. Tất cả mọi người không hiểu nơi này là chuyện gì xảy ra, ngay cả Tống Đế Vương bọn họ đều đứng lên, nhìn hướng bên này. Mà Tống Thiên Kiêu mấy người cũng đứng lên. Chuyện gì xảy ra, Tống Đế Vương khẽ nhíu mày, hắn đối bên người một tên tâm phúc thủ hạ hỏi. Cái kia tâm phúc thủ hạ gọi là Triệu Nhuận Kỳ. Triệu Nhuận Kỳ lập tức nói, thuộc hạ cái này đi xem một chút. Nhạc Quang Thần y nguyên không hiểu nhìn về phía La Quân, nói, Lâm huynh đệ, người cái này là thế nào? Người thấy rõ ràng ta đến là ai? La Quân ánh mắt rét lạnh xuống dưới, hắn đột nhiên đem trên mặt điểm cao mặt nạ biến mất. Hắn lúc đầu khuôn mặt liền lộ ra. Đó là một trương phẫn nộ mà thanh tú mặt. Tống Ninh bị kinh ngạc, nàng sớm đoán được Lâm Thiên Sơn cái tên này có thể là giả. Nhưng lại không nghĩ rằng gương mặt này cũng là giả, nhưng là gương mặt này lại tựa hồ như càng phù hợp bản thân hắn khí chất. Ngươi là, La Quân, Nhạc Quang Thần tại cái này một cái chớp mắt hãi nhiên muốn tuyệt, hồn phi phách tán. Ta là đời Thiên Đô sư phụ đến ân cần thăm hỏi ngươi. La Quân trong tay bỗng nhiên xuất hiện âm sát ma đao. Nhạc Quang Thần quay người chạy vội, nhưng tốc độ của hắn chung quy là chậm một chút. La Quân một đao liền chạm tại trên cổ hắn. Nhất thời, Nhạc Quang Thần chỗ cổ máu tươi vẩy ra. Nhưng là một đao kia rất khéo léo, Nhạc Quang Thần lại sẽ không lập tức chết đi. Cứu mạng a, Nhạc Quang Thần kêu rên kêu to, hắn té lăn trên đất, hốt hoảng thoát đi. Bởi vì cái này một biến cố đột nhiên, hiện trường lập tức đại loạn đứng lên. Vô số khách mời chạy loạn, cái này coi là thật cũng là gà bay chó chạy. Tống Ninh hoàn toàn không ngờ rằng dạng này biến cố, nàng nhìn ngốc. La Quân lại là đuổi theo, hắn tựa như là đang đuổi một đầu chó mất chủ một dạng, lại một đao chém vào Nhạc Quang Thần cõng lên. Dám phản sư môn người, xa đâu cũng giết. La Quân cười lên ha hả, giờ khắc này, hắn không hề ôn nhuận như ngọc, hắn ngông cuồng tới cực điểm. Nhạc Quang Thần, tại ngươi trợ giúp Đồng Xuyên sát thiên đều sư phụ thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến ngươi sẽ có hôm nay. Sau đó, La Quân lại một đao chém tới. Lần này, La Quân trực tiếp đem Nhạc Quang Thần cho chém ngang lưng. Hắn ruột đều chảy ra, máu tươi cuồn cuộn, mặt đất kia tràn đầy máu tươi. Êm đẹp hỉ yến, lập tức liền thành lò sát sinh. Ha ha, La Quân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giờ khắc này, hắn tuy nhiên đang cười, nhưng trong mắt lại có nước mắt, sư phụ, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Nhạc Quang Thần còn tại kêu rên, mặc dù hắn thân thể bị chém thành hai nửa, nhưng hắn lại như kỳ tích còn sống. Đây chính là hắn báo ứng. La Quân giết Nhạc Quang Thần về sau, lúc này, chung quanh khách mời rốt cục phân tán ra tới. La Quân cũng không chậm trễ, hắn lập tức rút đi. Chạy đi đâu, liền cũng tại lúc này, Triệu Nhuận Kỳ cùng một tên khác cao thủ Trịnh Hổ ngăn lại La Quân đường đi. Ngay vào lúc này, Tống Thiên Kiêu cùng Tống Kinh Luân còn có Tống Sương Tuyết cũng bốn phía. La Quân liền lâm vào cái này trùng điệp trong vòng vây. Giờ khắc này, La Quân nguy cơ trùng trùng. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là một lần hoàn toàn không có kế hoạch hành động. Ngay tại vừa rồi, tại nhìn thấy Nhạc Quang Thần một cái trước mắt, La Quân trong lòng sát tâm liền lên. Hắn không cần giấu tài, hắn không cần chịu đựng xuống dưới. Hắn đã chịu đựng quá lâu. Hắn muốn rút dao thành một nhanh. La Quân lúc này cũng không nghĩ nhiều, quát lạnh một tiếng tránh ra. Liền hướng phía Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ xông tới giết. Lúc này, La Quân là không có cách nào hư không xuyên toa. Hắn trực tiếp đụng tới. Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ vẫn còn có chút do dự đến muốn hay không đối La Quân hạ tử thủ, hai người lập tức phát trưởng kích giết La Quân. Cường đại vô cùng lực lượng mãnh liệt mà đến, La Quân nhìn cũng không nhìn.
Oanh một tiếng. La Quân trên thân giơ lên một tầng kim quang, đây cũng là vô lượng phù ấn lực lượng. Vô lượng phù ấn lần công kích thứ ba sớm đã bị La Quân dẫn phát, cho nên hiện tại, vô lượng phù ấn lại có thể chống đỡ ba lần công kích. La Quân xông mở Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ vây quanh, lập tức chui vào đông đảo khách mời bên trong. Lúc này, Tống Đế Vương sắc mặt là tái nhợt. Nhiều như vậy vương gia ở đây, nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng ở đây. Đây là hắn tiểu nữ nhi hôn lễ, có thể cái này tân lang quan cư nhưng làm ra lớn như vậy sự tình tới. Hơn nữa còn giết hắn nể trọng nhất Nhạc Quang Thần. Cái này một cái chớp mắt, Tống Đế Vương nổi giận. Nhóc con muốn chết, Tống Đế Vương lệ quát một tiếng, tiếp lấy cái kia lục căn thanh tịnh trúc liền bay ra ngoài, trực tiếp quấn quanh hướng La Quân. Tống Đế Vương pháp lực hạng gì thâm hậu cường đại, tại vạn thiên trong bể người lại là trực tiếp khóa chặt La Quân. Lục quang kia vần quanh mà đến. La Quân trên thân kim quang lập tức tái khởi, tính tạm thời đem lục căn thanh tịnh trúc ngăn cản được. Nhưng là rất nhanh, lục căn thanh tịnh trúc phát động lần công kích thứ hai. La Quân hãi nhiên, hắn không nghĩ tới pháp khí này lợi hại như thế. Hiện tại xem ra, chỉ cần mình vô lượng phù ấn lần công kích thứ ba vừa mất, vậy mình liền muốn rơi vào pháp khí này trong tay. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng gào rít truyền đến, ta giết ngươi, ngươi cái này cái lửa gạt. Một bóng người phóng tới La Quân. Lại là Tống Ninh. Bóng người màu đỏ, Tống Ninh quả thực cũng là dê vào miệng cọp, cái này một cái chớp mắt, La Quân lại là hiểu Tống Ninh ý tứ, nàng là muốn làm người một nhà chất. Bước ngoặt nguy hiểm, La Quân cũng không lo được. Tại lục căn thanh tịnh trúc còn không có vây quanh trong nháy mắt, hắn thân thể lóe lên, liền đem Tống Ninh nắm trong tay. Cái kia lục căn thanh tịnh trúc đang muốn vây quanh lúc, đột nhiên trên không trung định nhất định, sau đó thì trở lại Tống Đế Vương trong tay. La Quân cũng mặc kệ hắn, hắn lập tức bắt Tống Ninh tay hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tống Thiên Kiêu cùng Tống Sương Tuyết còn có Tống Kinh Luân lập tức đuổi theo. Tống Đế Vương cái này lúc sau đã ổn định tâm tình, hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng các vị vương gia nói ra, hôm nay chi hội, dừng ở đây, các vị huynh đệ, ngày khác Tống mỗ lại tìm cơ hội cùng mọi người tụ lại. Đây là Tống Đế Vương việc xấu trong nhà, mọi người tự nhiên không thích ở chỗ này cười ha hả chế giễu. Thế là cả đám đều nói, vậy chúng ta như vậy cáo từ. Mọi người về trước dịch quán, còn có hắn khách mời cũng theo đó tán đi. Uy danh hiển hách phủ thành chủ, lần này hoàn toàn bị làm cái mặt mày xám xịt. La Quân mang theo Tống Ninh ra phủ thành chủ. Tống Đế Vương cũng không có tự mình đi truy, hắn là ai? Cái kia có thể nhìn không ra tiểu nữ nhi là có chủ tâm muốn giải cứu tiểu tử kia. Tống Đế Vương lúc này nếu không phải đối tiểu tử kia theo đuổi không bỏ, mà là như thế nào mau chóng khắc phục hậu quả. Hắn dù sao cũng là thập điện Diêm La đứng đầu Tống Đế Vương, cũng dù sao cũng là nhất thành chi chủ. Hắn muốn so với hắn người phức tạp nhiều. Tống Đế Vương sau đó thì đối Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ bàn giao khắc phục hậu quả công việc, muốn để lần này hình ảnh tận lực xuống đến thấp nhất. Muốn để phủ thành chủ mau chóng khôi phục trật tự. Như thế về sau, hắn mới nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là hắn còn trưởng khống La Quân tiểu tử kia não vực. Tống Đế Vương cũng không biết La Quân đã có thể hóa giải cái kia đạo dấu ấn tinh thần, hắn cũng không có nóng lòng qua dẫn bạo dấu ấn tinh thần. Hắn muốn đem sự tình biết rõ ràng, không thể cứ như vậy vô cùng đơn giản giết tiểu tử kia. Đây chính là giờ phút này, Tống Đế Vương ý nghĩ. Các ngươi không muốn theo tới. La Quân mang theo Tống Ninh chạy ra một đoạn về sau, gặp Tống Kinh Luân, Tống Thiên Kiêu các nàng theo đuổi không bỏ. Thế là quay đầu cưỡng ép ở Tống Ninh, lạnh giọng nói ra. Lâm Thiên Sơn, ngươi đến muốn làm gì? Tống Sương Tuyết phẫn nộ nói ra. Nơi này là một đầu yên lặng đường đi. Cũng không có cái gì người đi đường. Tống Thiên Kiêu làm theo nói ra, Lâm Thiên Sơn, ngươi có biết hay không ngươi đến đang làm cái gì? Chúng ta đã cho ngươi quá nhiều cơ hội. Không nghĩ tới ngươi lại làm ra như thế cực đoan sự tình. Lâm huynh, ngươi, Tống Kinh Luân nói ra. Ta không gọi Lâm Thiên Sơn, La Quân nhạt lạnh nói ra, thật có lỗi, các vị. Ta một mực lừa các ngươi, ta họ Trần, ta gọi là La Quân. Ta đến từ bên ngoài thế giới, ta sở dĩ tới nơi này, chính là vì có thể tìm tới Nhạc Quang Thần tên phản đồ này, sau đó giết hắn. Nói đến đây, trong mắt của hắn sát ý lẫm nhiên. Sau đó, hắn đón đến. Vừa nhìn về phía Tống Sương Tuyết, nói ra, tứ tiểu thư, người vẫn muốn biết ta chân thực mục đích, người bây giờ biết đi. Tống Thiên Kiêu sắc mặt phức tạp, nàng nói ra, La Quân đúng không, người muốn giết Nhạc Quang Thần có thể có rất nhiều cơ hội, rất nhiều biện pháp.
lấy ngươi tài trí, thậm chí có thể tại tương lai thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. Nhưng ngươi tại sao muốn xúc động như vậy, muốn vào hôm nay dạng này trường hợp làm dạng này sự tình? La Quân ánh mắt cũng phức tạp, hắn hình như có cảm xúc, nói ra, ta mấy năm qua này, nhẫn nại sự tình đã quá nhiều. Nếu không phải không thể không nhịn, liền đem những cái kia người đáng chết, từng cái một đao một cái lỗ thủng kết. Hôm nay, ta nếu là liền một cái khi sư diệt tổ phản đồ đều phải nhẫn nại, chính ta đều sẽ xem thường chính ta. Không phải là không có nghĩ tới hậu quả, không phải không biết nhẫn nại. La Quân cũng biết, chỉ cần hắn cùng Tống Ninh thuận lợi thành thân. Đem đến từ chính mình bí mật giết Nhạc Quang Thần, cho dù là Tống Đế Vương biết, chỉ sợ Tống Đế Vương cũng sẽ không thật sự trắng trợn trách tội. Đây hết thảy La Quân đều biết. Nhưng là, tại cái kia một cái chớp mắt, hắn trong lồng ngực đọng lại quá lâu phẫn nộ, ủy khuất toàn bộ đều bạo phát đi ra. Chịu đựng Trần Thiên Nhai, vậy là không có biện pháp. Không đành lòng liền phải chết, vẫn là chết vô ích. Không đành lòng Trần Diệc Hàn cũng không được, bởi vì căn bản không có phản kháng chỗ trống. Liền xem như Đồng Xuyên, hắn cũng phải nhịn. Nhưng ta vì cái gì liền một cái Nhạc Quang Thần đều muốn nhẫn. Đến nơi đây, trong lòng của hắn cũng chỉ có bạo phát hai chữ. Không phải muốn nhẫn, phàm là có liều một khả năng nhỏ nhoi, La Quân đều không muốn đi nhẫn. Hắn tính cách, xưa nay nhìn trầm ổn, nhưng trên thực tế lại là thống khoái chi cực người. Hắn ưa thích là trời tuyết lớn bên trong, mình trần thân trên, ăn miếng thịt bự, khối lớn uống rượu, đại đao giết người. Đây mới là khoái chăng a. Tống Xương Tuyết bọn người đối Nhạc Quang Thần người này là có chút giải, Tống Ninh đều biết sự tình, các nàng không có khả năng không biết. Các nàng cũng rất khinh thường Nhạc Quang Thần. Cái này một cái chớp mắt, Tống Xương Tuyết lại đối La Quân không hận nổi. Dạng này một người nam nhân, mới thật sự là chân nam nhân, thật đại trượng phu a. Liền xem như Tống Thiên Kiêu ở sâu trong nội tâm cũng đối La Quân có chút tán thưởng. Tống Ninh đâu? Trong mắt của nàng phu quân lại là chân chính hoàn chỉnh đứng lên, có máu có thịt đứng lên. Trước đó cái kia một tia không thể suy nghĩ biến thành có thể suy nghĩ. Nàng rốt cuộc minh bạch La Quân vì cái gì một mực đối luyện đan có hứng thú chờ một chút, nguyên lai hắn bất quá chỉ là muốn giết Nhạc Quang Thần. Lúc này, Tống Thiên Kiêu nói với La Quân, thả tiểu muội, người theo chúng ta trở về gặp phụ thân. Nàng đón đến, nói ra, người cùng tiểu muội đã bái đường thành thân, chuyện này không phải là không có khoan nhượng. Không có khả năng, La Quân trầm giọng nói ra, trong lòng ta rất rõ ràng, chuyện hôm nay tình, ta để Tống Đế Vương không nể mặt. Trong lòng của hắn là phẫn nộ, hắn nhất định phải giết ta đến tế cờ, cũng là cho ở đây khách quý nhóm một cái công đạo. Tống Thiên Kiêu không khỏi nghẹn lời. La Quân tiếp tục nói, các ngươi không muốn ý đổ tới khuyên ta hiện tại không có khác yêu cầu. Các ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không tổn thương Ninh Nhi, ta chỉ có một cái yêu cầu, đem Lạc Ninh thả. Chỉ muốn các ngươi đem Lạc Ninh thả, ta lập tức thả Ninh Nhi. Tống Thiên Kiêu không có nhiều lời, nàng nói ra, ngươi dù sao đã từng cứu ta nhị đệ cùng tứ muội. Hôm nay ta cho ngươi nhân tình này, ngươi bây giờ đem tiểu muội thả, ta hứa hẹn ngươi, nhất định thả Lạc Ninh. Cái kia Tống Kinh Luân ở một bên lại là có chút trợn mắt hốc mồm, bởi vì là tất cả hết thảy, hắn đều không rõ lắm. Tốt, đại thì một lời đã nói ra, tất nhiên là tứ mã nan truy. La Quân ngay sau đó liền buông ra Tống Ninh. Tống Ninh bình tĩnh nhìn lấy La Quân, nàng cứ như vậy nhìn lấy La Quân, lại là không nói một lời. La Quân cũng nhìn về phía Tống Ninh, hắn trong mắt lóe lên vẻ áy náy, nói, Ninh Nhi, thật xin lỗi, ta hiện tại trừ cùng ngươi nói xin lỗi, nhưng lại không biết còn có thể nói gì với ngươi. Ngươi cái gì đều không cần nói. Tống Ninh nói ra, ta đã cùng ngươi bái đường, chúng ta thành thân nghi thức đã thành, ngươi không có thể phủ nhận. Ta chính là thê tử ngươi. La Quân nói ra, thật có lỗi. Hắn không muốn nói thêm nữa xuống dưới, quay người muốn đi. Nếu như ngươi không mang theo ta đi, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ không phóng xuất. Tống Ninh theo thật sát La Quân, nàng nói ra, ngươi nếu để ta hồi phủ, ta chuyện thứ nhất cũng là nói cho cha ta biết cha, để hắn giết Lạc Ninh. Ngươi, La Quân bất đắc dĩ, hắn một phát bắt được Tống Ninh ngọc thủ, sau đó quay đầu nói với Tống Thiên Kiêu. Chỉ cần ta gặp được Lạc Ninh, lập tức đem Ninh Nhi giao về. Sau đó, La Quân liền dẫn Tống Ninh rời đi hiện trường. Nhị đệ, Tống Thiên Kiêu tại La Quân cùng Tống Ninh sau khi rời đi, nàng hô một tiếng Tống Kinh Luân. Tống Kinh Luân lấy lại tinh thần, hắn hô, đại tỷ. Đừng nói cho phụ thân liên quan tới Lạc Ninh sự tình. Tống Thiên Kiêu bàn giao nói.
Tống Kinh Luân nói ra, ta biết, đại tỷ, mặc kệ như thế nào, cái này La Quân là đầu chân hán tử, mà lại hắn đối đãi ta cùng tứ muội có ân cứu mạng, ta làm sao cũng nên giúp hắn một chút. La Quân mang theo Tống Ninh đi ra rất xa, sau cùng tại một mảnh xa xôi nông phòng sử dừng lại. Phía trước là một đầu hồ nước. Tống Ninh có rất ít thời gian dài như vậy bôn ba, bất quá nàng rất lợi hại quật cường, không nói một lời đi theo La Quân. Cuối cùng vẫn là La Quân cảm thấy nàng chậm một chút, liền nói ra, ta cõng ngươi đi. Tống Ninh lập tức liền bên trên La Quân cõng. Bên trong thiên địa, đen kịt một màu. La Quân cùng Tống Ninh liền ở bên hồ dừng lại. Trên thân hai người vẫn là hỷ phục đâu, tân lang tân nương tiêu chuẩn cách ăn mặc. La Quân đem trên thân đỏ thấm hỷ phục cởi ra, muốn cho Tống Ninh phủ thêm. Tống Ninh lập tức cự tuyệt, nàng nói ra, người phải mặc lên, hôm nay là chúng ta thành thân thời gian. La Quân nao nao, sau đó hắn trầm giọng nói ra, ta sớm có thê tử, lần này tới, chính là vì giết Nhạc Quang Thần. Cho nên, ta không có khả năng thật cùng ngươi thế nào. Tống Ninh nhất thời mộng ở, nàng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Sau đó, nàng lâm vào trầm mặc. La Quân tiếp tục nói, ta căn bản không phải cái gì hành tẩu thi nhân, đọc cho ngươi những cái kia thơ toàn bộ đều là đến từ bên ngoài thế giới, đều là ta chép. Cho nên, ta cho tới bây giờ đều không phải là ngươi cho rằng cái kia Lâm Thiên Sơn. Ta không phải ngươi lương nhân. Hắn đón đến, nói ra, ta biết, hôm nay ta làm ra hết thảy để ngươi mất hết mặt mũi. Ta đối với ngươi có thể nói, chỉ có thật có lỗi hai chữ. Thê tử ngươi là Lạc Ninh sao? Tống Ninh đột nhiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, không sai. Tống Ninh lập tức đứng lên, nói ra, ta lập tức liền để cho ta cha giết nàng. Nàng nói xong liền muốn rời khỏi. La Quân chỗ nào có thể cho phép, hắn chợt lách người ngăn lại Tống Ninh đường đi. Tống Ninh ngửa đầu nhìn về phía La Quân, lạnh giọng nói ra, thế nào, ngươi muốn giết ta? La Quân nói ra, ta không sẽ giết ngươi, nhưng ngươi nếu thật dám giết Lạc Ninh, đến lúc đó cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Hắn câu nói này vừa ra. Tống Ninh hốc mắt nhất thời đỏ, nàng quay đầu đi, lại là không muốn La Quân trông thấy nàng mềm yếu, cho nên nói, ngươi đối ta cho tới bây giờ đều là sử dụng. Căn bản cũng không có mảy may thực tình, đúng hay không? Ngươi có thể cho rằng như vậy. La Quân cảm thấy mình không thể lại theo Tống Ninh ngẫu nứt tơ còn liền xuống dưới, cho nên liền dứt khoát nhẫn tâm nói ra. Tống Ninh liền muốn chạy đi, La Quân kéo nàng lại. Buông ra, Tống Ninh bỗng nhiên xông La Quân lệ hống nói, nàng nhìn về phía La Quân ánh mắt tràn ngập một loại cừu hận. Nàng hai mắt huyết hồng một mảnh. Chờ Lạc Ninh an toàn về sau, ta tự sẽ thả ngươi. La Quân lạnh lùng nói ra. Đúng là mỉa mai, ha ha. Tống Ninh cũng thì không dãy dụa nữa, nàng cười lạnh mang trên đầu phượng quan ném ra bên ngoài, trên thân hỷ phục cũng cởi ném ra bên ngoài. La Quân nhìn lấy đau xót Tống Ninh, trong lòng của hắn áy náy tới cực điểm. Nhưng là, hắn vẫn là bảo trì nhẫn tâm, cũng không nói gì thêm. La Quân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, nhất định. Tống Ninh đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tùy ngươi. Sau đó, Tống Ninh thì không còn có để ý tới La Quân. Nàng không nhao nhao cũng không nháo. Sau 2 giờ, La Quân thuận lợi nhìn thấy Lạc Ninh. Tống Thiên Kiêu độc thân mang theo Lạc Ninh đến đây. Địa điểm này tuy nhiên không phải ước định, nhưng Tống Thiên Kiêu y nguyên có thể chiếu tới. Đây cũng là La Quân không có tận lực tránh đi nguyên nhân. Hắn là cố ý lưu lại một tia khí tức để Tống Thiên Kiêu tìm tới. Lạc Ninh tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, cũng không nhận được ủy khuất gì. Khi La Quân cùng Lạc Ninh gặp nhau lúc, hai người đều có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lạc Ninh đã biết La Quân tại đại hôn hiện trường tự tay mình giết Nhạc Quang Thần. Chúng ta đi, La Quân cùng Lạc Ninh đứng sóng vai, La Quân sau đó xông Tống Thiên Kiêu nói ra, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ngày khác chúng ta giang hồ gặp lại. Tống Thiên Kiêu cũng là một tay dắt Tống Ninh, nàng gặp La Quân hành lễ. Liền cũng ôm quyền nói ra, Trần huynh đoạn đường này qua nhất định không yên ổn thản, các ngươi khá bảo trọng là được. Đa tạ, La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra. Tương lai chúng ta âm diện thế giới cùng bên ngoài thế giới rất nhiều cao thủ cuối cùng có một trận chiến. Tống Thiên Kiêu trầm giọng nói ra, nếu là Trần huynh giờ phút này nguyện ý cùng Lạc Ninh tiểu thư lưu lại hiệu chung với phụ thân ta, ta nguyện lấy thân ra tánh mạng bảo đảm hai vị bình an. La Quân nói ra, đại tỷ là lời ra tất thực hiện người. Ta tin được đại tỷ hứa hẹn. Bất quá chúng ta nếu là bên ngoài thế giới người, ngày khác liền nên vì bên ngoài thế giới chỉ một phần tâm lực.
bởi vì cái gọi là đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, cáo từ. Xem ra chúng ta tương lai chung quy là khó tránh khỏi nhất chiến a. Tống Thiên Kiêu hơi hơi cảm khái. La Quân sau đó lại nhìn một chút Tống Ninh lại là không thèm quan tâm La Quân, cũng không nhìn La Quân. La Quân hơi hơi thở dài, hắn không có nói thêm cái gì, ngay sau đó thì cùng Lạc Ninh quay người rời đi. La Quân cùng Lạc Ninh đi ra một đoạn về sau, trời còn chưa sáng. Đại thù đã báo, Lạc Ninh mỉm cười, nói ra, người có vẻ giống như vẫn là không mấy vui vẻ. Chẳng lẽ là không nỡ Tống Ninh cô nương kia? La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ta cuộc đời phần lớn đều là khoái ý ân cừu, ta đối với địch nhân có thể vô tình. Nhưng Tống Ninh không là địch nhân, hôm nay nếu không phải nàng, ta cũng rất khó thoát trốn tới. Nàng để ta cảm thấy áy náy, nhưng hôm nay, nàng đại khái cũng là đối ta hận thấu xương đi. Lạc Ninh lý giải La Quân tâm tình, nàng nói ra, đây là không có cách nào khác sự tình. Sự tình như là đã phát sinh, chúng ta cũng chỉ có thể dạng này. La Quân gật gật đầu, sau đó hắn nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không vì việc này khổ sở quá lâu. Bởi vì chúng ta còn có càng nhiều chuyện trọng yếu đi làm. Lạc Ninh nói ra, không sai, chúng ta hiện tại là nên trở lại bên ngoài thế giới. La Quân nói ra, hiện tại làm sao trở về vẫn là cái vấn đề, lúc ấy lúc đến đợi ta là lấy quỷ xe buýt đần độn u mê tiến đến. Hiện tại nhưng lại không biết làm sao ra ngoài. Hắn đón đến, hỏi Lạc Ninh, nói ra, ngươi thì sao? Lạc Ninh nói ra, ta là từ Côn Lôn Sơn bên kia một cái tuyết sơn thông đạo bên trong tiến đến, cái kia thông đạo miệng mỗi tháng 15 vào lúc giữa trưa sẽ xuất hiện một lần. Ta sau khi đi vào, chính là tại biên hoang bên trong. La Quân nói ra, chẳng lẽ chúng ta hiện tại muốn nhập biên hoang sao? Lạc Ninh nói ra, cái kia ra miệng ta làm ký hào, chúng ta xác thực có thể từ nơi nào ra ngoài. La Quân hơi hơi thở phào, hắn hiện tại khẳng định là không có cách nào qua tìm Lâm Băng. Từ nơi này đến bất tử tộc, xoay người vượt đèo quá xa xôi. Một đi ngang qua, nguy hiểm trùng điệp, không chết cũng lột ra. Và lại, Lâm Băng sư tỷ tại Lam Tử Y nơi đó là an toàn vô cùng, La Quân cũng không có gì tốt quan tâm. Sau đó, La Quân nói ra, thập điện Diêm La bên trong, mỗi người đều có chính mình bàn tính cùng tính kế. Nhìn Tống Đế Vương là bình hòa nhất, nhưng trên thực tế, hắn là lớn nhất dã tâm. Lấy âm diện thế giới thay thế bên ngoài thế giới, đây chính là Tống Đế Vương chủ trương. Có lẽ là trước kia, Tống Đế Vương liền đã phái không ít thủ hạ đến bên ngoài thế giới qua vơ vét tiền tài. Người khi đó đến âm diện thế giới về sau, ta tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Chính là muốn lấy 5 màu tinh thạch, lúc ấy ta cùng Tống Đế Vương thủ hạ liên hệ. Lạc Ninh hơi kinh hãi, nói ra, khi đó, người thu vi tại Tống Đế Vương thủ hạ trước mặt hẳn là không chịu nổi một kích a. La Quân cười một tiếng, nói ra, thật là như thế, bất quá người đoán xem ta là làm thế nào sống sót. Làm sao, Lạc Ninh nói ra, người luôn luôn vận khí tốt không được, ta còn thực sự không đoán ra được, người đến lại có cái gì kỳ ngộ. Có đôi khi đi, người thật đúng là không thể đem ta hết thảy đều quy công cho vận khí. La Quân nói ra, đổi lại là các người đến, đồng dạng tràng cảnh, các người cũng sẽ không có đồng dạng kết quả. Lúc ấy ta sống còn lúc. Nhưng bởi vì trên tay của ta có một món pháp bảo. Đó là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng tiền bối lưu cho ta một cái kim sắc huy chương. Cái kia huy chương bên trong chất chứa một chiêu pháp thuật, gọi là đại dự ngôn thuật. Ta chính là phát động đại dự ngôn thuật đem đám người kia xử lý. Vậy ngươi còn dám nói ngươi đây không phải vận khí? Lạc Ninh nói ra. La Quân nói ra, đó là bởi vì ta đem ước quỹ trung nguyên thạch cho Trần Lăng tiền bối. Trần Lăng tiền bối cảm thấy băn khoăn. Cho nên thì đưa tặng ta một kiện bảo bối như vậy. Mà chúng ta sở dĩ có thể đạt được ước quỹ, nhưng lại là bởi vì ta trước đó cứu trợ Ly tiểu cô nương kia. Hết thảy nhân quả, lại là kỳ diệu vô cùng. Lạc Ninh như có điều suy nghĩ, nói, người nói những này nhân quả xác thực kỳ diệu. Ly thì ở đâu, nhưng lui tới lại chính là không có người đi quản. Nhưng ngươi lại qua quản, cho nên thì có hậu đến cơ duyên. Cái này xác thực không hề chỉ là bởi vì ngươi vận khí tốt. La Quân nói ra, thuận theo thiên đạo, trạch tâm nhân hậu, tự có kỳ diệu phúc báo. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, thuận theo thiên đạo chỗ tốt cùng ảo diệu. Âm diện thế giới, Tống Đế Vương bọn họ là tại làm điều ngang ngược. Túng khiến cho bọn hắn có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, tương lai cũng nhất định bị phản phệ. Mà ta cảm thấy chúng ta hẳn là qua tổ chức, phản đối Tống Đế Vương hung ác. Không chỉ là bởi vì chúng ta là đến từ bên ngoài thế giới,
phải bảo vệ bên ngoài thế giới. Quan trọng hơn là, chúng ta cử động lần này chính là thuận theo thiên đạo liền sẽ rất dễ dàng thu hoạch được cơ duyên, chứng vô thượng đại đạo. Lạc Ninh gật đầu, nói ra, những chuyện này ngươi đến quyết định, ta hội ở một bên ủng hộ ngươi. La Quân thư thái cười một tiếng, hắn phải cứu Linh Nhi, muốn giết Trần Diệc Hàn, muốn Trần Thiên Nhai cho mẫu thân quỳ xuống. Như vậy hắn nhất định phải cường đại, mà cường đại muốn làm sao cường đại. Nếu là thành thành thật thật qua tu hành, cái kia là một người tu hành, không biết muốn bao nhiêu năm tháng mới hội có thành tựu. Mà La Quân cảm thấy, duy có cơ duyên mới có thể làm cho mình đột nhiên tăng mạnh. Cơ duyên ngay tại cái này đến cái khác trong nguy cơ, chỉ cần là thuận theo thiên đạo, thì dễ dàng thu hoạch được cơ duyên. Cái này theo người hiện đại tư duy là một dạng, thành thành thật thật đi làm, cái kia là rất khó trở thành đại phú ông. Muốn trở thành đại phú ông, liền phải qua sông, kinh lịch các loại nguy cơ, một khi sông ra đến, một ngày chỗ kiếm tiền, có thể là người bình thường 10 đời đều dẫy không trở lại. Đạo lý, chính là cái đạo lý này. La Quân cùng Lạc Ninh hiện tại là không ràng buộc một thân nhẹ, hai người liên thủ, cũng không e ngại bất cứ địch nhân nào. Bọn họ phải hỏa tốc đến biên hoang cũng không phải là quá việc khó, chỉ cần không phải Tống Đế Vương đích thân đến, bọn họ thì có cơ hội đào tẩu. Bất quá, người thường thường chính là sợ cái gì liền tới cái gì. Đúng lúc này, La Quân cùng Lạc Ninh trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ tới. La Quân cùng Lạc Ninh mãnh liệt ngẩng đầu một cái, bọn họ lập tức liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia tại 10 mét có hơn. Thế mà đến hai người 10 mét phụ cận, hai người mới phát giác được không ổn. Người này không cần nhìn liền đã biết là ai, trừ Tống Đế Vương, còn có thể là ai. Tống Đế Vương sắc mặt nhạt lạnh, hắn một thân hắc bào, uy nghiêm vô song. Hắn cũng là một thân một mình đến đây. Tống Đế Vương đứng tại chỗ, trên người hắn cường đại áp bách lực để La Quân cùng Lạc Ninh cảm thấy sợ hãi. Đây là không khỏi một loại sợ hãi. La Quân xưa nay gặp Tống Đế Vương, bất quá là có một loại kính sợ. Nhưng có đôi khi vẫn còn cảm thấy Tống Đế Vương người này rất bình dị gần gũi. Thế nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nguyên lai người chính là La Quân. Tống Đế Vương bỗng nhiên mở miệng, hắn nhạt đóng băng xem La Quân, nói ra, một năm trước, ta mấy tên thủ hạ chết tại trên tay ngươi, lúc ấy bản vương thì chú ý tới ngươi. Không nghĩ tới, sơn thủy hữu tương phùng, ngươi thế mà lại chạy đến bản vương tới trước mặt. La Quân nhìn về phía Tống Đế Vương, hắn ngưng thần mà đối đãi, nói ra, vương gia, Nhạc Quang Thần chính là sư môn ta phản đồ, hôm nay giết hắn, tất cả đều là vì sư môn thanh lý môn hộ. Tại hạ đối vương gia cũng không phải là có chủ tâm bất kính. Tống Đế Vương lạnh lùng nói ra, nhưng Nhạc Quang Thần hiện tại là bản vương khách khanh, mà lại là trọng yếu khách khanh. Ngươi không trải qua bản vương cho phép, tự tiện giết hắn, chính là đối bản vương bất kính. Ngươi ngụy trang vào thành, xảo ngôn mê hoặc, không một câu không là nói dối, như thế lừa gạt tại bản vương, lừa gạt tại Ninh Nhi, hôm nay ngươi còn muốn ngụy biện. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng bản vương có thể buông tha ngươi sao? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, xem ra hôm nay tại hạ nói cái gì đều là vô dụng, vậy thì tốt, tại hạ liền lĩnh giáo vương ra cao chiêu. Hắn sau khi nói xong, liền tế ra Long Văn Kiếm. Lạc Ninh cũng tế ra Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Sau đó, La Quân đột nhiên giương một tay lên. Hắn theo Tống Đế Vương giao đấu, nào dám có lãnh đạm chi tâm, vừa ra tay cũng là tử thủ. Cái này giương một tay lên, lập tức đánh ra chói mắt châu. Cái kia chói mắt châu như chớp giật đến Tống Đế Vương trước mặt. Trong một chớp mắt phát ra Thái Dương Thần Mang. Thái Dương Thần Mang, trực tiếp chấn nhiếp mắt người thần, tâm hồn, vô cùng lợi hại. Cùng lúc đó, La Quân cũng thi triển ra Tạo Hóa Kiếm Quyết. Kiếm trận một phát, hàn quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt rảo sát hướng Tống Đế Vương. La Quân tuyệt đối là tại hạ tử thủ. Căn bản không có lưu thủ tư cách, Lạc Ninh cũng là ra tay trước ra nhất trưởng đại lực thần trưởng ra ngoài. Tống Đế Vương trong một chớp mắt đứng trước tam trọng công kích. Có thể nhưng vào lúc này, Tống Đế Vương đột nhiên xuất thủ, lại là đem cái kia chói mắt châu bắt trên tay. Đây là hắn bước đầu tiên. Bộ thứ hai, đối mặt La Quân Tạo Hóa Kiếm Quyết. Cái kia khủng bố kiếm quang giống như thiên tai áp đỉnh, có thể Tống Đế Vương lại là đem lòng bàn tay lật một cái, sau đó đem cái kia chói mắt châu hướng phía La Quân Tạo Hóa Kiếm Quyết ném qua. Một tiếng ầm vang. Chói mắt châu trong nháy mắt bị hủy, hủy trong tích tắc năng lượng ba động, trực tiếp đem La Quân kiếm trận nổ nát,
bao quát Long Văn Kiếm cũng bị hủy diệt. La Quân song trọng công kích lập tức mất đi hiệu lực. Về phần Lạc Ninh đại lực thần trưởng, Tống Đế Vương bụng khẽ hấp, một trống, lập tức đem cỗ này trưởng lực hóa giải. Tống Đế Vương sau đó trở tay nhất trưởng chiêu lạc thả bổ ra. Hắn một trưởng này nhìn như giản dị tự nhiên, thực lại là bên trong có càn khôn. Đồng dạng là vân lôi trưởng. Một trưởng này đánh đi ra, so Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết lại là lợi hại nhiều. Một trưởng này đánh ra đến, lập tức có loại phong từ hổ, vân tòng long cảm giác. Trong không khí, khí lưu nhấp nhô, rồng ngâm hổ gầm. Lạc Ninh hơi hơi thất sắc, nàng lập tức ý tứ đến một trưởng này lợi hại. Lạc Ninh đang muốn hư không xuyên toa, có thể nàng lập tức phát hiện nàng thân hình bị Tống Đế Vương khóa chặt, nàng căn bản là vô pháp xuyên toa. Hắc, La Quân đột nhiên thì ngăn ở Lạc Ninh trước mặt. Phanh một tiếng, La Quân mang theo Lạc Ninh ngã bay ra ngoài. Vừa rồi cái kia một chút, La Quân trên thân bắn ra sau cùng một vệt kim quang. Nhưng là kim quang trực tiếp bị Tống Đế Vương vân lôi trưởng kích phá. La Quân cấp tốc xoay người đứng lên, hắn cũng không có thụ thương. Tuy nhiên vô lượng phù ấn bị vân lôi trưởng kích phá, nhưng La Quân thân thể cường hãn, lại là không có trở ngại. Người đi mau, La Quân đối Lạc Ninh khẽ quát một tiếng, tiếp lấy âm sát ma đao thi triển đi ra, thân hình lóe lên, hướng phía Tống Đế Vương bổ nhào qua. Lạc Ninh lại nơi nào sẽ đi đâu, nàng lập tức thi triển Nguyệt Hạ Mỹ Nhân lướt tới. La Quân nhất đao chảm qua, đao quang lôi đình. Tống Đế Vương một tay khẽ vồ, vậy mà trực tiếp đem La Quân âm sát ma đao cho lăng không bóp lấy. Lạc Ninh kiếm quang chém tới lúc, Tống Đế Vương lại nhất trưởng vân lôi trưởng phách qua. Lạc Ninh cả người bay thẳng ra ngoài, sau cùng mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Tiếp theo, Tống Đế Vương quát một tiếng rút lui. Hắn liền cướp đi La Quân âm sát ma đao. Cái kia một cái chớp mắt, Tống Đế Vương lực lượng cường hãn tới cực điểm, La Quân căn bản bắt không được âm sát ma đao. Tống Đế Vương đem ma đao vung lên, liền trực tiếp đem Lạc Ninh Nguyệt Hạ Mỹ Nhân cho đập bay ra ngoài. Sau đó, Tống Đế Vương cũng không nhiều lời, hắn thi triển ra Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Cái kia cây trúc bay ra ngoài, cấp tốc mở rộng, liền đem La Quân cùng Lạc Ninh hai người đều trói lại. Hoàn toàn không cách nào tránh né cùng trốn tránh. Tống Đế Vương tay nhấc lên, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc liền đem La Quân cùng Lạc Ninh bó buộc chung một chỗ, hơn nữa còn là trói gô. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Lạc Ninh mất đi năng lực chống cự. Tống Đế Vương lạnh lùng xông La Quân nói ra, ngươi cho rằng, ngươi coi thật đã pháp lực vô biên. Cho nên có thể tại bản vương trên tòa phủ đệ, tới lui tự nhiên. Dương ca ca, ta tới. Trần Phi Dung tại La Quân trong đầu cảm ứng được đây hết thảy, nàng lập tức muốn xuất thủ. La Quân hãi nhiên, hắn lập tức ngăn cản Trần Phi Dung, nói ra, đừng đi, ngươi không phải là đối thủ. Ngươi nếu là bị hắn phát hiện, ta cùng Lạc Ninh thì thật lại không có một cơ hội nhỏ nhoi. Trần Phi Dung nghe vậy liền cưỡng ép nhẫn nại xuống dưới. La Quân nhìn về phía Tống Đế Vương, hắn không nói gì. Lúc này, nói cái gì lời nói đều là dư thừa, không phải sao? Trời còn chưa sáng thời điểm, Tống Đế Vương liền đem La Quân cùng Lạc Ninh buộc chặt về phủ thành chủ. Sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh bị ném tiến trong phủ thành chủ trong mật thất. Cái kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc vẫn buộc chặt lấy La Quân cùng Lạc Ninh. Cái này để cho hai người căn bản là không thể động đậy. Đồng thời, Tống Đế Vương an bài chuyên gia đến trông giữ La Quân cùng Lạc Ninh. Như thế về sau, Tống Đế Vương mới trở lại hắn hành cung bên trong. La Quân cùng Lạc Ninh bị Tống Đế Vương bắt về phủ thành chủ, đó cũng không phải một cái bí mật. Tống Đế Vương làm chuyện này liền không có che che lấp lấp. Chúng vương gia ngay đầu tiên liền biết tin tức này. Mọi người đối tin tức này cũng không kỳ quái. Tống Đế Vương nhân vật như vậy, hắn như thế nào dễ dàng tha thứ cái này La Quân như thế làm loạn, nhưng lại yên ổn rời đi đâu. Tống gia huynh muội cũng rất nhanh liền biết La Quân cùng Lạc Ninh bị bắt trở lại tin tức. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên Kiêu, Tống Xương Tuyết, Tống Kinh Luân trong lòng đều là trầm xuống. Các nàng biết La Quân cùng Lạc Ninh hạ chàng chỉ sợ rất không ổn. Ngược lại là Tống Ninh bình tĩnh đáng sợ. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tống Xương Tuyết nói với Tống Thiên Kiêu, đại tỷ, cái này nhưng làm sao bây giờ? Phụ thân đã tức giận, chỉ sợ thực biết đem La Quân cùng Lạc Ninh xử trảm. Tống Thiên Kiêu khe khẽ thở dài, nói ra, chúng ta đối hai người này đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, đây là mạng bọn họ, không có gì để nói nhiều. Nàng đón đến, nói, huống hồ, ta cũng coi là nhìn ra, hai người này bản lĩnh cao cường,
lại là đến từ bên ngoài thế giới. Nếu là tùy ý bọn họ còn sống trở về, tương lai tất nhiên sẽ thành cho chúng ta đại họa trong đầu. Tống Xương Tuyết không khỏi ngây người, nàng nói ra, đại tỷ ngươi là tán thành phụ thân xử trảm bọn họ. Tống Thiên Kiêu nói ra, không sai, vì cái gì không tán thành. Ta không có không tán thành lý do. Thế nhưng là, Tống Xương Tuyết không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đầu của nàng hiện ra rất nhiều hình ảnh, nàng nhớ tới tại biên hoang bên trong, La Quân đối nàng chiếu cố và bảo vệ. Cái kia là sinh tử nghịch cảnh a. Mà lại, Tống Xương Tuyết trước đó đối La Quân nhìn không thấu, cho nên có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Nhưng bây giờ, nàng đã hoàn toàn giải La Quân là một cái dạng gì người. Nàng cảm thấy trong nội tâm nàng La Quân liền nên là như thế này, mà lại, La Quân so trong mắt của nàng cái kia chánh thức nam tử hán biểu hiện được càng thêm ưu tú. Ngàn dặm cực nhanh tiến tới, chịu nhục. Xung quan giận dữ, vi sư huyết cừu. Tống Xương Tuyết là thật không đành lòng La Quân dạng này nam tử cứ như vậy nghẹn mà chết qua. Nhị ca, Tống Xương Tuyết nhịn không được hô một tiếng. Tống Kinh Luân thở dài, hắn nói ra, đây là phụ thân quyết định, không ai có thể cải biến. Rất lợi hại hiển nhiên, Tống Kinh Luân tuy nhiên cũng cảm thấy La Quân là nhân tài, nhưng hắn sẽ không đi vì La Quân làm vi phạm phụ thân sự tình. Huống hồ, cũng làm không. Và lại, ở mức độ rất lớn, bọn họ đều cảm thấy trước đó đem Lạc Ninh trả về, đã là còn La Quân ân tình. Hiện tại Tống Kinh Luân cùng Tống Thiên Kiêu đều không cảm thấy các nàng có cái gì thiếu La Quân. Tiểu muội, Tống Xương Tuyết sau cùng chuyển tới Tống Ninh trên thân, nàng hỏi Tống Ninh. Tống Ninh cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Tống Xương Tuyết trong lòng nhất thời nói không nên lời bi thương. Tống Thiên Kiêu khe khẽ thở dài, nói ra, ta hiện tại lo lắng nhất thì là tiểu muội. Nàng từ khi tối hôm qua trở về vẫn chưa hề nói chuyện. Tống Kinh Luân nói ra, tiểu muội đối La Quân dùng tình sâu vô cùng, bây giờ nàng mới là bị thương tổn sâu nhất. Sáng ngày thứ hai, mật thất bên trong một vùng tăm tối. Tuy nhiên bên ngoài đã là ánh nắng tươi sáng, nhưng mật thất bên trong lại là mưa gió không lọt. La Quân cùng Lạc Ninh bị trói gô buộc. Trông coi hai người cao thủ tại ngoài mật thất mặt. La Quân cùng Lạc Ninh bị Lục Căn Thanh Tịnh Trúc trói lại, liền xem như đến tuyệt đỉnh cao thủ cũng cứu không ra hai người. Cho nên, Tống Đế Vương cũng không sợ hai người hội đào tẩu. Lúc này, La Quân hướng Lạc Ninh cười khổ nói, ta lại liên lụy ngươi. Lạc Ninh ngược lại là không quan trọng, nói ra, đã chúng ta đã quyết định cùng một chỗ, như vậy mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta không phải đều phải cùng nhau đối mặt sao? Hiện tại nói cái gì liên lụy không liên lụy, ngược lại là khách khí. La Quân nói ra, ta lần này làm thật là quá lỗ mãng, ta chỉ cần ẩn nhẫn, không muốn như thế để Tống Đế Vương xuống đài không được, như vậy ngày sau muốn giết Nhạc Quang Thần cơ hội có rất nhiều. Lạc Ninh nói ra, nhưng ngươi lại không phải người lỗ mãng, ngươi làm như thế, nhất định có chính ngươi lý do. La Quân nói ra, thực không có cái gì đừng để ý tới từ, vẻn vẹn cũng là bởi vì, ta không muốn nhẫn. Chỉ cần có một cơ hội, ta liền sẽ không nhẫn. Ta tại sao muốn nhẫn? Ta nhịn được thật sự là đủ nhiều, cái kia Trần Diệc Hàn kém chút vũ nhục Linh Nhi, gặp lại hắn lúc ta hãy còn phải nhẫn hắn. Cái kia Trần Thiên Nhai thân thủ giết mẫu thân của ta, ta gặp hắn lúc vẫn là muốn cúi đầu xuống. Chẳng lẽ liền xem như đối mặt Nhạc Quang Thần loại này bất nhập lưu tiểu nhân hèn hạ, ta cũng phải nhịn hắn. Ta không muốn nhẫn, ta liền muốn quất ra ta đao, giết cái thống thống khoái khoái. Lạc Ninh trầm mặc một cái chớp mắt, nàng nói theo, ta rất rõ ràng ngươi loại tâm tình này. Coi ta biết được Phạm Vô Ngu chính là ta cửu nhân giết cha lúc, ta lại nghĩ tới nhiều năm như vậy, ta lại hô hào sư phụ hắn, vì hắn làm việc. Loại này hối hận thống khổ để cho ta hận không thể một đao giết Phạm Vô Ngu. Nhưng là ta không có cách nào làm như thế, ta giết không hắn. Cho nên về sau, ta chỉ có loại này trốn tránh phương thức, chạy trốn tới cái này không hề giấu chân người địa phương tới. Như thế ta mới có thể kềm chế tâm lý giết hại. La Quân nói ra, lúc ấy tình huống đến xem, ta giết Nhạc Quang Thần, hiện trường tất nhiên sẽ loạn thành một đống. Ta muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó, lúc đầu, ta dự định là chạy đi về sau, lại nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Ta không nghĩ tới hai chuyện, đầu tiên là Tống Ninh sẽ chủ động coi ta người thế chấp. Thứ hai là Tống Đế Vương thế mà có thể chuẩn xác tìm tới chúng ta. Cho dù là đến bây giờ, ta đều không hiểu Tống Đế Vương là thế nào đi tìm tới. Lạc Ninh nói ra, cũng là không kỳ quái. Tống Đế Vương tu vi cao thâm mặt chắc, Tống Thiên Kiêu tại thả ta thời điểm, khả năng gây nên Tống Đế Vương chú ý.
cũng có thể là Tống Thiên Kiêu cố ý để lại đầu mối để Tống Đế Vương đuổi theo, dù sao cũng có thể. La Quân nói ra, lúc đầu, Tống Đế Vương tại ta trong não vực lưu lại dấu ấn tinh thần. Bất quá ta sớm bảo Trần Phi Dung đem cái này dấu ấn tinh thần luyện hóa. Ta coi là giải quyết cái này một gốc dạ, Tống Đế Vương là thế nào đều tìm không đến. Lạc Ninh nói ra, đại khái đây chính là người tính không bằng trời tính đi. Nàng đón đến, theo rồi nói ra, người đoán Tống Đế Vương hội xử trí chúng ta như thế nào. La Quân nói ra, giết. Lạc Ninh không khỏi cười khổ, nói ra, chẳng lẽ người cái này mạnh nhất thiên mệnh giả liền muốn gãy kích ở chỗ này. La Quân cười một tiếng, nói ra, thế thì chưa hẳn, thế gian vạn vật đều là tràn ngập biến số. Thời gian đang lưu chuyển, hết thảy sự vật đều theo lưu chuyển. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám khẳng định sự vật phát triển đến ở nơi nào mới là định số. Lạc Ninh nói ra, người mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, lần này, ta thật rất ngạc nhiên, nếu như chúng ta có thể còn sống sót, đến họp là biến số gì? Ngươi là muốn nói vận khí ta à? La Quân cười cười. Lạc Ninh nói ra, hiện tại giống như cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi vận khí. La Quân nói ra, ta tại đối mặt Hiên Viên Tĩnh thời điểm, sau cùng thoát hiểm dựa vào cũng không phải vận khí nha. Lạc Ninh nhất thời vui vẻ, nói ra, ta kém chút quên Trần Phi Dung cô gái nhỏ này. Chẳng lẽ ngươi phái nàng qua viện binh, qua tìm cổ trưởng lão bọn họ sao? Nàng nói đến đây, lập tức còn nói thêm, cũng không được a. Cổ trưởng lão bọn họ dù cho chui vào tới, cũng rất khó cứu ra chúng ta. Phần thắng quá nhỏ. La Quân nói ra, ta đi mời không phải cổ trưởng lão bọn họ. Cái đó là, Lạc Ninh rất là hiếu kỳ. La Quân nói ra, ta đi mời người, nếu là có thể đến đây, như vậy chúng ta nhất định không có việc gì. Bất quá ta không dám khẳng định nàng đến sẽ tới hay không. Người này đến là ai? Lạc Ninh hỏi. Ta đã nói với ngươi. La Quân nói ra. Lam Tử Y, Lạc Ninh bị kinh ngạc. La Quân gật đầu. Lạc Ninh thoảng qua hưng phấn, nói ra, Lam Tử Y nếu là có thể đến, Tống Đế Vương tuyệt không phải là đối thủ. Nàng đón đến, lại có chút lo lắng, nói ra, thế nhưng là Lam Tử Y đại biểu là bất tử tộc, nàng như tự mình xuất thủ, việc này lớn. Rất có thể sẽ bốc lên bất tử tộc cùng thập điện Diêm La chiến tranh. Chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng xuất thủ a. La Quân nói ra, không sai, cho nên ta mới nói không dám hứa chắc nàng sẽ đến. Lạc Ninh nói ra, bất quá tốt xấu luôn luôn một tia hy vọng. Hai người trò chuyện đến nơi đây thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, hai người lập tức đình chỉ nói chuyện. Mật thất phía trên da miệng bị mở ra, nhất thời có ánh sáng sáng chiếu vào. Tới là Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ. Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ để hai tên thủ hạ đem La Quân cùng Lạc Ninh mang ra mật thất. La Quân cùng Lạc Ninh cũng không nhiều lời, tiếp theo, hai người liền bị Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ đưa đến Tống Đế Vương hành cung. Qua hướng hành cung thời điểm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. La Quân thật sâu ngửi một ngụm, cái này tự do vị đạo để hắn rất lợi hại là tưởng niệm. Tại Tống Đế Vương hành cung bên trong, Tống Đế Vương ngồi ngay ngắn thượng thủ. Tống Thiên Kiêu, Tống Ninh, Tống Kinh Luân, Tống Sương Tuyết, thậm chí Tống Bính Văn đô tại. La Quân cùng Lạc Ninh sau khi đi vào, Triệu Nhuận Kỳ quát, quỳ xuống. Hắn một chân đá vào La Quân đầu gối bên trên. La Quân một cái lảo đảo, sau đó cả người liền không nhịn được quỳ đi xuống. Lạc Ninh cũng nhận đồng dạng đãi ngộ. Tống Sương Tuyết phức tạp nhìn lấy La Quân, nàng trong mắt lóe lên không đành lòng. Tống Bính Văn lại là âm độc liếc nhìn La Quân, bất quá hắn lúc này cũng không có nói nhiều. Tống Ninh nhìn La Quân liếc một chút, sau đó thì thu hồi ánh mắt. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Tống Đế Vương, hắn cứ như vậy cùng Tống Đế Vương nhìn chăm chú, cũng không tránh né. Ngươi thế mà có thể phá bản vương dấu ấn tinh thần, xem ra ngươi vẫn là có thật nhiều bản vương không biết bí mật a. Tống Đế Vương bỗng nhiên từ tốn nói. La Quân nhạt vừa nói, vương gia quá khen. Bản vương cũng không có khích lệ ngươi, Tống Đế Vương nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy xem ra là ta hội sai ý. Hắn thủy chung biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi đoán bản vương hội xử trí như thế nào các ngươi? Tống Đế Vương nói ra. La Quân từ tốn nói, bêu đầu thì chúng. Tống Đế Vương nao nao, nói ra, ngươi thế mà đoán không tệ, nhưng bản vương nhìn ngươi tựa hồ tuyệt không sợ hãi. Ta đương nhiên sợ hãi, nhưng là sợ lại có thể thế nào? Hướng ngươi hèn mọn cầu xin, ngươi liền có thể tha thứ ta sao?
La Quân nói ra. Ngươi không thử một chút, thế nào biết không có cơ hội? Tống Đế Vương từ tốn nói. La Quân nói ra, vương gia, ngài là đại nhân vật, ngài hôm nay đem ta gọi đến, hẳn không phải là nói hết những này không có dinh dưỡng nói nhảm đi. Hôm nay, ta là thịt cá, ngài là dao thớt, muốn chém giết muốn róc thịt, ngài muốn làm sao đến thì làm sao tới đi. Tống Đế Vương nói ra, rất tốt. Hắn trong mắt lóe lên một tia lệ quang, nói tiếp, người tới, đem hai người này nhốt vào trong địa lao, 3 ngày sau, cổng thành trảm thủ. Đến lúc đó, triệu tập dân chúng quan sát, hai người này đầu người treo ở cửa thành, chưa cho phép, muôn đời không được gỡ xuống. Vâng, vương gia, Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ ầm vang xác nhận. Phụ thân, Tống Xương Tuyết lập tức đứng ra. Làm sao, Tống Đế Vương nhíu mày nhìn về phía Tống Xương Tuyết. Tống Xương Tuyết trong lúc nhất thời, đối mặt phụ thân uy nghiêm hai con ngươi, nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ninh Nhi còn chưa nói cái gì, Xương Tuyết, ngươi lại càng không có nói chuyện tư cách. Tống Đế Vương lạnh lùng nói ra, việc này cứ như vậy định, người nào cũng không thể sửa đổi bản vương ý chỉ. La Quân cùng Lạc Ninh cứ như vậy bị giam tiến trong địa lao. Địa lao cũng không tại trong thành chủ phủ. Phủ thành chủ chính là Tống Đế Vương đầu mối khu vực, cũng nhưng nói là vương giả chi địa. Vương giả bên trong là không thể nào cho phép địa lao dạng này vật dơ bẩn tồn tại. Phong thủy bảo địa không thể phá hỏng. Cái kia địa lao ngay tại đại diệt trong chùa. Đại diệt trong chùa chính là hoàng gia cơ cấu, chuyên môn thẩm tra xử lý một số người thần quyền quý. Cái này liền có chút cùng loại Đại Thanh Vương triều Tông Nhân Phủ, Tống triều Đại Lý Tự các loại. Trong địa lao, ẩm ướt mà tối tăm, khắp nơi đều có một cỗ mùi nấm mốc. La Quân cùng Lạc Ninh vẫn là bị nhốt tại trung phòng trong địa lao, hai người vẫn là bị cái kia lục căn thanh tịnh trúc buộc. Trên thực tế, Tống Đế Vương cũng có thể dùng phong huyệt đường phương pháp vây khốn hai người này. Hắn phong huyệt nói, không có người nào có thể giải khai. Bất quá Tống Đế Vương cuối cùng vẫn là cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Mà lại, Tống Đế Vương cũng đối mấy cái đứa con gái tâm tư suy nghĩ bất định, sợ các nàng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Cho nên cuối cùng vẫn dùng pháp bảo này. Tống Đế Vương ngược lại cũng không có cái gì ác thú vị, cũng không có tận lực đến tra tấn La Quân cùng Tống Ninh. Nếu thật là có chủ tâm tra tấn, cũng là Lạc Ninh nữ nhi này thân thể cũng không biết có thể nhận cỡ nào tàn khốc ngược đãi. Mà lại, trong địa lao còn có thủy lao đâu, đó mới gọi một cái hôi thối. Dù sao La Quân cùng Lạc Ninh cũng là một phương nhân vật, Tống Đế Vương không cần thiết như vậy bị ổi. Hắn đem sự tình làm xuống làm, vậy cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn người này bố cục quá nhỏ. Lục căn thanh tịnh trúc như ý co vào, La Quân cùng Lạc Ninh không cần chăm chú dựa chung một chỗ. Hai người tại địa lao bên trong, vẫn là có thể hơi đi lại. Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ đem hai người tới địa lao về sau, tiếp lấy hướng cái kia phòng thủ ti ngục quan nói ra, hai người này là vương gia định ra trọng phạm, 3 ngày sau sẽ tới chỗ cửa thành bêu đầu thị chúng. Nếu là có cái gì sơ suất, không ai gánh được trách nhiệm, hiểu chưa? Cái kia ti ngục quan gọi là Bách Lý Hề chừng 30 tuổi, hắn lập tức nói, vâng, hai vị công tử, tiểu thần nhất định tận trung cương vị công tác. Triệu Nhuận Kỳ nói ra, còn có, 3 ngày trong lúc đó. Bất kỳ người nào cấm đoán quan sát, trừ phi là có vương gia thủ lệnh. Vâng, tiểu thần ghi nhớ, Bách Lý Hề kinh sợ. Sau đó, Triệu Nhuận Kỳ cùng Trịnh Hổ rời đi địa lao. Trong địa lao, La Quân cùng Lạc Ninh cái gì cũng làm không. Lục căn thanh tịnh trúc kiện pháp khí này thật sự là quá lợi hại, cấm đoán ở La Quân cùng Lạc Ninh khí huyết bạo phát, mà lại liền pháp lực cũng thi triển không ra. Bây giờ, La Quân cũng chỉ có thể cầu nguyện Lam Tử Y hội đến đây cứu giúp. Lạc Ninh lúc này cười một tiếng, nói ra, ngươi nói, Tống Ninh thật nhẫn tâm để ngươi chết sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, vô luận nàng nhẫn tâm cùng không đành lòng, đến bây giờ cái này tình trạng, cái kia đều không có tác dụng gì, cải biến không kết cục. Lạc Ninh nói ra, vậy cũng không nhất định nha. Nàng đón đến, nói ra, nếu là ngươi thật có chủ tâm quy thuận Tống Đế Vương, Tống Ninh lại đối ngươi si tâm một mảnh. Ta nhìn Tống Thiên Kiêu các nàng cũng đều vì ngươi cầu tình. Đó còn là có một đường sinh cơ. La Quân nói ra, Tống Ninh hiện tại đối với ta là hận thấu xương. Cũng bởi vì ngươi lừa gạt nàng, Lạc Ninh hỏi. La Quân nói ra, bất quá ta đoán chừng nàng cũng vô cùng hận ngươi. Lạc Ninh không khỏi nói, vì cái gì? La Quân nói ra, bởi vì ta nói cho nàng, ta không có khả năng đi cùng với nàng. Ta là có thê tử, mà lại thê tử của ta cũng là ngươi. Lạc Ninh ngốc ngẩn ngơ,
sau đó mỉm cười, nói ra, tuy nhiên cảm thấy ngươi rất lừa ta, nhưng ta vẫn là rất cao hứng ngươi có thể nói như vậy. La Quân cười cười. Lạc Ninh nói tiếp, đúng, La Quân, ta nói cho ngươi nghiêm túc. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nói cái gì? Lạc Ninh nói ra, nếu như Lam Tử Y vạn nhất không đến, không có người tới cứu chúng ta. Ta hy vọng ngươi còn là có thể sống sót, tối thiểu, chúng ta cũng còn có đại thù muốn báo. Hai người chúng ta nếu như cứ như vậy chết, ta thật sự là không cam tâm. Ngươi nếu là sống sót, ngươi liền giúp ta giết Phạm Vô Ngu. Ngươi có ý tứ gì? La Quân nhất thời sắc mặt thay đổi. Lạc Ninh nói ra, ta tin tưởng, nếu như ngươi cầu Tống Ninh nhất định sẽ cứu ngươi. Nàng đối ngươi tâm ý, ngu ngốc cũng nhìn ra được. Nàng nếu là không chịu tin tưởng ngươi lời nói, ngươi có thể nói với nàng, ngươi có thể giết ta. Dạng này, nàng thì sẽ không còn có lo lắng. La Quân ánh mắt lạnh xuống, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi câm miệng cho ta. Lạc Ninh nói, La Quân, ta nói là nếu như. Đến tình cảnh như thế này, chúng ta không thể không nghĩ thêm đến. Nếu như đều phải chết, cái kia cần gì chứ? Ngươi còn sống, còn có thể thay ta qua báo thù. La Quân nói ra, ngươi đừng nói, ta muốn làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến nói cho ta biết. Lạc Ninh còn muốn nói điều gì, La Quân đã quay đầu qua. Lạc Ninh liền cái gì cũng nói không được. Vào lúc ban đêm, La Quân nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Cái này khách nhân cũng là Thái Sơn Vương, Đổng Xuyên. Đổng Xuyên cố ý đi gặp Tống Đế Vương, hắn muốn gặp La Quân. La Quân dù sao cũng là từ Thái Sơn Vương chỗ nào tới, Đổng Xuyên muốn gặp, cái này cũng không gì đáng trách. Huống hồ, Tống Đế Vương tâm lý sớm là lòng dạ biết rõ, cho nên, hắn cũng không có nhiều lời, ngay sau đó thì cho La Quân thủ lệnh. Tối tăm trong địa lao, Thái Sơn Vương Đổng Xuyên cùng Lãnh Phong cùng nhau đến đây. Trong địa lao, La Quân cùng Lạc Ninh ngồi dưới đất. Đổng Xuyên một thân hoa bào, uy nghiêm đã đến. La Quân mỉm cười, nói ra, vương gia thật sự là thật hăng hái a, chẳng lẽ là đến xem ta Trần Mỗ người chê cười. Đổng Xuyên từ tốn nói, ta đột nhiên nhớ tới, Nhạc Quang Thần xem như ngươi sư môn phản đồ, này bản vương há không phải liền là ngươi giết sư cửu nhân. La Quân nói ra, không sai, vương gia yên tâm, phàm là ta có thể sống sót, khoản này thù, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo. Đổng Xuyên cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ta thật không nghĩ tới, Ninh Thiên Đô thủ hạ, thế mà còn có người dạng này một cái xuất sắc đệ tử. Cái kia Nhạc Quang Thần mặc dù là trợ giúp ta, nhưng ta xem thường hắn. Ngươi tuy nhiên muốn giết ta, nhưng ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. La Quân nói ra, có thể có được vương gia thưởng thức, vậy thì thật là ta vinh hạnh. Đổng Xuyên nói ra, ta vẫn cảm thấy, ngươi là một cái rất hiểu ta người. Đồng thời, ngươi cũng là một cái rất lợi hại người thông minh. Hắn đón đến, nói ra, như vậy ta thì rất lợi hại không hiểu, ngươi như là đã đang cùng Tống Ninh thành thân, như vậy ngươi mặc kệ là muốn giết Nhạc Quang Thần vẫn là tới giết bản vương, ngươi cũng thật nhiều cơ hội. Có thể ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác phải dùng ngu xuẩn như vậy biện pháp, cực đoan như vậy phương thức tại tiệc cưới bên trên động thủ đâu. Ngươi đến là thế nào muốn? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tới nơi này, muốn rất nhiều, mưu đồ rất nhiều. Từ khi biết Tống Ninh, đến kết bạn vương gia ngươi, sau cùng lại đến Tống Đế Thành, qua biên hoang. Đoạn đường này, ta đều muốn rất nhiều, chủ tính rất nhiều. Nhưng duy chỉ có, tại nhìn thấy Nhạc Quang Thần thời điểm, ta cái gì đều không nghĩ. Ta duy nhất muốn chính là, rút dao thành một nhanh, không phụ thiếu niên đầu. Tốt một cái rút dao thành một nhanh, không phụ thiếu niên đầu. Đổng Xuyên nói ra, Ninh Thiên Đô đến đổ như thế, cho là chết cũng nhắm mắt. Nếu là ngươi có cơ hội còn sống, ta cũng có thể vì có ngươi dạng này địch nhân mà tự hào. La Quân mỉm cười, nói ra, vương gia tuy nhiên giết sư phụ ta, nhưng là ta không thể không nói, vương gia ngài là một đầu hán tử. Ồ, Đổng Xuyên đến hứng thú, nói, vì cái gì nói như vậy? La Quân nói ra, ngươi tuy nhiên sử dụng Nhạc Quang Thần, nhưng ngươi lại đem Nhạc Quang Thần đuổi đi. Người căn bản là xem thường Nhạc Quang Thần loại này hành động. Chỉ bằng điểm này, thì có thể nói rõ, ngài nội tâm là khinh thường Nhạc Quang Thần người này, dạng này người, sao lại không phải lỗi lạc người. Đổng Xuyên cười ha ha một tiếng. Về sau, Đổng Xuyên cũng liền không nói gì thêm nữa, quay người cùng Lãnh Phong qua. Tại ngày thứ hai, La Quân lại nghênh đón vị thứ hai khách nhân. Tới là Tống Xương Tuyết. Tống Xương Tuyết không nói thêm gì, chỉ là mang đến hảo tử thức ăn ngon.
Tống Xương Tuyết lúc rời đi đợi, hỏi La Quân một câu, người hối hận không? La Quân cười một tiếng, nói ra, hối hận, nhưng hối hận cũng vô dụng. Tống Xương Tuyết thở dài, rời đi. Ngày thứ ba, La Quân nghênh đón vị thứ ba khách nhân. Vị khách nhân này cũng là Tống Ninh. Tống Ninh một thân trắng như tuyết y phục, nàng giống như băng tuyết tinh oánh thiên tử, nàng là như thế xuất trần không nhiễm. Nàng cùng Địa Lao này là như thế không hợp nhau. Tống Ninh sau khi đi vào, La Quân nhất thời cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn tại đối mặt Tống Đế Vương, Thái Sơn Vương lúc đều có thể rất lợi hại thản nhiên, có thể nhìn thẳng đối phương ánh mắt. Nhưng duy chỉ có đối mặt Tống Ninh, hắn làm không được. Sáng mai, ngươi liền sẽ cùng hắn bị bêu đầu thị chúng. Tống Ninh nhạt lạnh nói ra. Ta biết, ngươi đừng tới nhắc nhở ta. La Quân khẽ cười khổ, nói ra. Tống Ninh nói ra, trong lòng ta có cái đáp án, ta biết ngươi sẽ không đồng ý. Nhưng ta vẫn là muốn đến nói cho ngươi nói chuyện, như thế về sau, ta hội không có tiếc nuối. La Quân trong lòng siết chặt, hắn lập tức nói, đã ngươi đã có đáp án, ta nhìn thì không cần phải nói. Mời ngươi trở về đi. Tống tiểu thư, Lạc Ninh lại lập tức nói, ta có thể tự vận, các ngươi không cần phiền toái như vậy. Chỉ muốn các ngươi có thể thả hắn. Tống Ninh nhìn Lạc Ninh liếc một chút, nói ra, nghĩ không ra, ngươi thật đúng là mối tình thắm thiết ha. Lạc Ninh nói ra, thế thì cũng chưa nói tới, chỉ bất quá hai người đều chết còn không bằng chỉ chết một cái. Mà lại, ta còn có chút chưa sự tình hy vọng hắn đi làm. Tống Ninh liền thì nhìn về phía La Quân, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đi theo cha ta cha thỉnh cầu, để ngươi ở lại đây phủ thành chủ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn cùng ta chính thức kết làm phu thê, mà lại về sau hiệu chung cha ta. La Quân, Lạc Ninh ánh mắt bỗng nhiên nghiêm nghị lại, nói, ngươi biết tâm nguyện ta, ngươi đừng tưởng rằng xính anh hùng ta thì sẽ cảm động. Nếu là hai người đều chết, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Nếu là ngươi không thể giúp ta giết Phạm Vô Ngu, ta chính là chết cũng khó có thể nhắm mắt. La Quân dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, thật có lỗi, ta biết ngươi nói là đúng, rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là ta làm không được. Hắn sau đó nhìn Tống Ninh liếc một chút, nói, Tống Ninh, ta không ghét ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, ta ở sâu trong nội tâm cũng không phải không thích ngươi. Nhưng là, ta chỉ có thể rất xin lỗi nói cho ngươi, chỉ trách chúng ta gặp nhau hận muộn đi. Kiếp này, chúng ta là tuyệt đối không thể. Tống Ninh hốc mắt đỏ, nàng gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ta chúc hai người các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nàng sau khi nói xong, quay người liền rời đi thiên lao. Tống Ninh sau khi đi, Lạc Ninh khẽ thở dài một cái, nàng nói ra, La Quân, chúng ta có phải là thật hay không đều phải chết? La Quân nói ra, còn chưa tới sau cùng không phải sao? Lạc Ninh nói ra, Lam Tử Y nếu là muốn đến, sớm nên tới. La Quân, ngươi thì thật không sợ chết sao? Vẫn là nói ngươi thì thực sự tin tưởng, ngươi mỗi lần đều sẽ có kỳ tích phát sinh, từ bên trong chạy trốn. Lạc Ninh bỗng nhiên nói ra, ta đương nhiên sợ chết. La Quân nói ra, ai dám cầm tính mạng mình một lần đánh bạc. Nhưng là ngươi muốn ta vì sống sót, liền cho ngươi đi chết. Ta làm sao có thể đầy đủ làm đến. Và lại, ta hiện tại đáp ứng Tống Ninh, đó cũng là đang gạt nàng. Ta đã lừa nàng một lần, chẳng lẽ còn muốn lần thứ hai? Ngươi muốn ta ở bên kia khoái khoái hoạt hoạt làm tân lang, sau đó liền nhìn lấy ngươi đi chết. Chẳng lẽ ngươi quên, ngươi còn muốn cứu Linh Nhi? Lạc Ninh còn nói thêm. Ta không có quên, La Quân trong mắt lóe lên huyết hồng chi sắc, hắn nói ra, ta cái gì đều không muốn nghĩ, ngươi không nên nói nữa. Trong lòng của hắn, làm sao không có thống khổ? Trong lòng của hắn, làm sao không có hối hận? Nhưng chính như hắn theo Tống Xương Tuyết nói, hắn hối hận, nhưng hối hận vô dụng. Cho nên, dứt khoát thì không hối hận. Lạc Ninh cũng liền nói không được, nàng cảm nhận được La Quân trong lòng so với nàng còn khó chịu hơn. Nàng không cam tâm thù lớn chưa trả, mà La Quân không cam tâm đồ, vật càng nhiều. Có thể cho dù là dạng này, La Quân nhưng vẫn là muốn kiên trì chính hắn nguyên tắc. Một người, cũng nên có nhiều thứ qua kiên trì. Không thể bởi vì không có tiền thì có thể thuyết phục chính mình qua cướp ngân hàng. Không thể bởi vì phải cứu mệnh, liền có thể qua sát hại tính mệnh. Một đêm này, đối với La Quân cùng Lạc Ninh tới nói là dày vò. Nếu như trực tiếp đứng trước nguy hiểm, còn cần suy nghĩ cùng chống cự. Nhưng dạng này tính tính chờ đợi hành hình, đây mới thực sự là dày vò. Tuy nhiên như thế, nhưng là La Quân cùng Lạc Ninh cũng không có biểu hiện ra một chút sợ hãi tới.
Tuy nhiên trong lòng là e ngại tử vong, nhưng dù sao vẫn là muốn đường đường chính chính, không thể như vậy không có tiền đồ rơi nước mắt bôi cái mũi không phải sao. Thiên rốt cục sáng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào Tống Đế trên thành. Hắc ám trong địa lao truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, cái kia ti ngục quan Bách Lý Hề dẫn người đến áp giải La Quân cùng Lạc Ninh. Tại là La Quân cùng Lạc Ninh liền lại bị mang ra địa lao. Buổi sáng hôm nay ánh sáng mặt trời liền có chút chướng mắt. Nhưng có lẽ không phải đâm mắt, mà là bởi vì La Quân cùng Lạc Ninh đã lâu không gặp đến Thái Dương đi. Sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh được bỏ vào xe tù. Cái kia xe tù cùng quá khứ cổ đại không có gì khác biệt, cái này mẹ nó còn muốn diễu phố thị chúng một chuyến A. La Quân cùng Lạc Ninh tâm lý cái kia phiền muộn A. Bất quá hai người tuy nhiên phiền muộn, nhưng cũng không có làm ra sợ hãi rụt rè tư thái. Đã muốn dạo phố, vậy còn không như thản nhiên chỗ chi. Thích thế nào địa đi. Đồng thời, La Quân cũng luôn tại chiều trên trời nhìn. Lạc Ninh chỗ nào không biết, La Quân khẳng định là đang nhìn Lam Tử Y đến tới hay không. Không chỉ là La Quân chờ mong, Lạc Ninh lúc này cũng hy vọng Lam Tử Y có thể từ trên trời giáng xuống. Nhưng là, cái kia trời xanh mây trắng chỗ, lại là nhìn một cái không sót gì, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì Lam Tử Y sẽ đến dấu hiệu. La Quân tâm lý không khỏi thầm nghĩ, Lam Tử Y ngươi cái chết đàn bà thật là tâm ngoan a, lão tử đều phải chết, ngươi cũng không tới. Còn có Trần Phi Dung, cô nàng này làm sao còn chưa có trở lại. Không về nữa, lão tử. Cứu thực tới nói, La Quân giờ phút này là đối Lam Tử Y có rất lớn ý kiến. Thậm chí là oán hận. Hắn cảm thấy suy bụng ta ra bụng người, lấy chính mình cùng Lam Tử Y giao tình. Nếu như Lam Tử Y gặp nạn, như vậy thiên sơn vạn thủy, bao nhiêu khó khăn, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố trước đi hỗ trợ. Huống chi lấy Lam Tử Y bản sự, cái kia còn căn vốn là không có gì nguy hiểm. Coi như Lam Tử Y cảm thấy nàng xuất thủ sẽ tạo thành bất tử tộc cùng thập điện Diêm La mâu thuẫn. Nhưng nàng có thể âm thầm tới cứu, chỉ cần nàng mật lộ diện, Tống Đế Vương cũng không thể nào truy cứu. Coi như Tống Đế Vương đoán được là Lam Tử Y, chỉ cần Lam Tử Y không thừa nhận, Tống Đế Vương càng là không thể làm gì a. Không đúng, La Quân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu như Lam Tử Y không đến, như vậy Phi Dung nha đầu này nhất định cũng sẽ trở về. Vì cái gì nàng cũng không có xuất hiện đâu, chẳng lẽ là... La Quân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn trong mắt lóe lên vui mừng. Ta minh bạch, La Quân bỗng nhiên nói với Lạc Ninh. Minh bạch cái gì? Lạc Ninh nhất thời không hiểu. Ta nhìn Lam Tử Y hẳn là đã sớm đến, sở dĩ không xuất hiện, là bởi vì nàng cảm thấy ta quá lỗ mãng, muốn cho ta nếm chút khổ sở. La Quân nói như vậy. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Lạc Ninh hỏi. La Quân nói ra, chỉ bằng Trần Phi Dung một mực chưa có trở về. Hiển nhiên là Lam Tử Y để cho nàng không nên xuất hiện. Lạc Ninh ngốc ngẩn ngơ, sau đó nàng trong mắt lóe lên vui mừng. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như quá tốt. Lạc Ninh không kìm được vui mừng. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, bất quá là ta suy đoán, vạn nhất không cho phép, ngươi cũng đừng trách ta. Lạc Ninh trợn mắt chừng một cái, nói ra, nếu là không cho phép, ta liền cũng liền chết, chỗ nào còn có thể trách ngươi. Rất nhanh, La Quân cùng Lạc Ninh bị áp giải đến chỗ cửa thành. Chỗ cửa thành chu vi không ít đến đây quan sát dân chúng. Tại trên sàn chính. Tống Đế Vương đích thân tới, Đồng Xuyên, Đô Thị Vương, Luân Chuyển Vương, Tần Nghiễm Vương cũng toàn bộ trình diện. Tống Thiên Kiêu, Tống Ninh, Tống Sương Tuyết, Tống Kinh Luân, Tống Bính Văn cũng đều tại. La Quân cùng Lạc Ninh bị theo quỳ trên đài, bốn tên đao phủ phân biệt thì tại trái phải. Bọn họ chỉ còn chờ Tống Đế Vương ra lệnh một tiếng, sau đó liền sẽ để La Quân cùng Lạc Ninh đầu người rơi xuống đất. La Quân cùng Lạc Ninh tuy nhiên pháp lực thông thiên, nhưng là một đao kia chặt xuống. Vẫn là hội đầu một nơi thân một nẻo. La Quân tuy nhiên sức hồi phục kinh người, có thể đầu rơi, vậy cũng là vô lực hồi thiên. Chờ một chút, ngay vào lúc này, Tống Ninh bỗng nhiên đứng ra. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tống Ninh hội đứng ra. Phụ thân, người thả bọn họ đi. Tống Ninh mặt hướng Tống Đế Vương, nói như vậy. Nàng toàn thân áo trắng tung bay, ánh mắt lại là kiên định. Trước mắt bao người. Tống Ninh lại là nghĩa vô phản cố đứng ra. Hồ nháo, xuống dưới. Tống Đế Vương trong mắt lóe lên hàn ý, lạnh lùng nói ra. Hắn sau đó nói, Thiên Kiêu, kéo nàng xuống dưới. Dạng này trường hợp, Tống Đế Vương không muốn ra lại xấu.
hắn lúc đầu coi là Tống Ninh đã sớm có thể tiếp nhận, cho nên lần này không có tận lực để Tống Ninh đừng tới. Hiện trường bên trong, An Tử Hiên cũng tới. An Tử Hiên lại là không nói gì, đến mức độ này, hắn cái gì đều không thích hợp nói. Huống hồ, Lạc Quân cũng là sử dụng hắn, cho nên hắn không có gì quá lớn tiếc hận. Tống Thiên Kiêu lập tức nói, vâng, phụ thân. Nàng sau đó đi vào Tống Ninh trước mặt, đưa tay kéo Tống Ninh, tiểu muội, trở về. Đại tỷ, ta không đùa giỡn với ngươi. Tống Ninh bỗng nhiên nhìn về phía Tống Thiên Kiêu, nàng nói ra, mặc kệ nam nhân này tâm lý có hay không ta, nhưng là ta không có cách nào nhìn lấy hắn cứ như vậy chết tại phụ thân đao hạ. Nếu là phụ thân nhất định muốn giết, vậy liền liên tiếp đem ta cùng một chỗ giết. Ngươi, Tống Thiên Kiêu khó thở, nàng liền muốn mạnh mẽ đem Tống Ninh lôi đi. Tống Ninh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm dao găm, nàng đột nhiên hướng phía bụng mình mãnh liệt châm một đao. Tống Thiên Kiêu hoàn toàn không có phòng bị chiêu này, bởi vì Tống Ninh giữ nguyên chính nàng, cho nên, nàng cũng không có cảm giác nguy cơ. Trong một chớp mắt, Tống Ninh bụng máu chảy ồ ạt. Nhưng Tống Ninh sắc mặt lại là kiên nghị vô cùng. Tiểu muội, ngươi, Tống Ninh hất ra Tống Thiên Kiêu tay, nói, ngươi không cần quản ta, đừng động tới ta. Nàng giọng nói lộ ra nghiêm khắc vô cùng. Tống Thiên Kiêu luôn luôn không sợ trời, không sợ đất. Nhưng giờ khắc này, nàng lại sợ Tống Ninh ánh mắt, mà càng nhiều, Tống Thiên Kiêu là đau lòng. Nàng đau lòng nói ra, tiểu muội, hắn căn bản liền sẽ không dẫn ngươi tình, ngươi làm như vậy, đáng giá không? Ta không cần ngươi quản, Tống Ninh gào thét xông Tống Thiên Kiêu nói ra. Sắc mặt nàng biến trắng bệch, sau đó, nàng quay người đối mặt Tống Đế Vương. Nàng lay động một chút, hướng Tống Đế Vương buồn bã cười một tiếng. Nói ra, phụ thân, ta cầu ngươi thả hắn. Ta biết ở trước mặt ngươi, ta dù cho muốn chết cũng không dễ dàng, nhưng là ngươi hôm nay ngăn cản cho ta, lại ngăn cản không ta cả đời. Nếu là ngươi còn muốn tiếp tục giết hắn, ta tất vì hắn chết theo. Máu tươi theo dao găm không ngừng nhỏ xuống. Cái này một cái chớp mắt, Tống Xương Tuyết cùng Tống Kinh Luân ngây người. La Quân lại là rung động. Lạc Ninh cũng là ngơ ngẩn. Ninh Nhi, La Quân thanh âm phát run hô một tiếng. Tống Ninh quay đầu nhìn về phía La Quân cưỡng ép đứng lên. Cái kia đao phủ muốn tới theo hắn hét lớn một tiếng, nói, cút ngay. Đao phủ ngốc ngẩn ngơ, không có động thủ. La Quân hướng Tống Ninh đi tới, hắn thân thể bị trói lấy, nhưng là có thể bước đi. Cái kia lục căn thanh tịnh trúc giống như là dây thừng một dạng, tuy nhiên cũng trói lại Lạc Ninh. Nhưng La Quân hướng phía trước đi, dây thừng cũng liền thành dài. La Quân đi vào Tống Ninh trước mặt. Tống Ninh cứ như vậy nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt vẫn là như thế thanh lãnh mà kiên nghị. Nhanh lên qua băng bó đi, La Quân ôn nhu nói. Hắn đón đến, nói, mặc kệ ngươi làm cái gì, cha ngươi hôm nay đều tất sát ta không thể. Nếu như ngươi chết, ta liền bồi ngươi chết, Tống Ninh lạnh lùng nói ra. Rõ ràng là cảm giác người sinh tử tình thoại, nhưng tại Tống Ninh trong miệng nói ra lại có loại nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Ta làm hết thảy, đều là lẽ thẳng khí hùng. Không thẹn thiên địa. La Quân trong mắt phát ra lệ quang, hắn nói ra, nhưng Ninh Nhi ngươi là ta lớn nhất có lỗi với người. Ta muốn, không phải ngươi áy náy, thật xin lỗi. Tống Ninh nói ra, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy, ta làm ra, đều là ta nguyện ý. Ta vui lòng làm như thế, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi, ngươi có tư cách gì đến áy náy. Ta muốn, ngươi mãi mãi cũng cho không ta. Ta quá khứ rất lợi hại phức tạp, La Quân nói ra. Chờ ta có rảnh, ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn mang ngươi rời đi nơi này, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Tống Ninh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nàng lập tức nói, ta nguyện ý. Nàng sau khi nói xong, sắc mặt lại ảm đạm, nói, thế nhưng là ta biết ta cứu không ngươi, chúng ta chỗ nào cũng đi không? Không nhất định, La Quân bỗng nhiên trùng thiên quát, Lam Tử Y, ngươi còn không ra sao? Hắn lời này kêu đột ngột. Khiến người ta cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Tống Đế Vương sắc mặt âm trầm phải chảy ra nước. Liền cũng tại lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng phượng minh. Tiếp theo, một vệt kim quang thoáng hiện. Kim quang kia trên không trung trống rỗng xuất hiện, bỗng nhiên biến đến vô cùng mãnh liệt. Chờ nhìn cẩn thận, mới nhìn rõ không trung xuất hiện một đầu kim sắc phượng hoàng. Cái kia kim sắc phượng hoàng cõng lên ngồi một tên cô gái áo lam. Sau đó, kim sắc phượng hoàng chậm chạp rơi xuống đất. Tiếp theo, kim sắc phượng hoàng trực tiếp biến mất, cô gái mặc áo lam kia ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Cô gái mặc áo lam này,
dĩ nhiên chính là đã lâu Lam Tử Y. Lam Tử Y xuất hiện, nhất thời để Tống Đế Vương cùng còn lại một đám vương gia thất sắc. Chẳng lẽ nàng là bất tử thần hoàng? Hoàng Vương, có người thất sắc nói ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người chấn kinh sau khi, La Quân lại là sông Tống Xương Tuyết gấp giọng nói, nhanh cho Ninh Nhi băng bó. Tống Xương Tuyết lập tức tới ngay Tống Ninh trước mặt, Tống Thiên Kiêu cùng Tống Kinh Luân cũng tới. Lúc này Tống Ninh biết La Quân có sinh cơ, liền cũng liền không lại kiên trì. Tống Thiên Kiêu lập tức xuất ra thánh dược rơi tại Tống Ninh trên vết thương. Tống Thiên Kiêu trong mắt hiện nước mắt, nói, tiểu muội, ngươi làm sao như thế si, ngốc như vậy nha. Tống Ninh nhịn đau, nhưng cũng hiểu ý cười một tiếng. Nàng cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Cái kia thánh dược giải lên qua, Tống Ninh máu thì lập tức ngừng. Liền cũng tại lúc này, Lam Tử Y mặt hướng Tống Đế Vương, nàng mở miệng nói ra, Tống Đế Vương, cái này La Quân chính là bằng hữu ta hiện tại muốn dẫn hắn đi. Tống Đế Vương đứng lên, hắn nhìn về phía Lam Tử Y, trầm giọng nói ra, các hạ cũng là bất tử thần hoàng. Lam Tử Y nói ra, không tệ. Đồng Xuyên mấy người cũng đều đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng Lam Tử Y. Mỗi một cái đều là như lâm đại địch. Tống Đế Vương nói ra, cho dù ngươi là bất tử tộc Hoàng Vương, nhưng là cái này La Quân chính là ta Tống Đế thành trọng phạm. Không có khả năng bởi vì một câu bằng hữu của ngươi, ngươi liền có thể đem hắn mang đi. Lam Tử Y từ tốn nói, bất tử tộc không muốn đối địch với Thập Điện Diêm La, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bất tử tộc sợ hãi Thập Điện Diêm La. Ta một mực không ra mặt, tùy theo các ngươi làm ẩu. Nói đến, các ngươi đều là Địa Tàng Vương Bồ Tát thủ hạ, ta còn muốn cho Địa Tàng Vương Bồ Tát một chút mặt mũi. Nàng đón đến, nói ra, nhưng là hiện tại, ta muốn dẫn La Quân rời đi, không phải thương lượng với ngươi, càng không phải là hướng ngươi lấy một cái nhân tình. Ta muốn mang hắn đi, nếu ngươi có thể ngăn cản ta, vậy ngươi thì cứ việc ra tay đi. Thật là cuồng vọng Hoàng Vương, Tống Đế Vương cười lên ha hả, hắn trong mắt lóe lên tàn khốc, nói ra, luôn luôn nghe nói Hoàng Vương danh tiếng, hôm nay bản vương thì nhìn xem, Hoàng Vương đến có gì thông thiên bản lĩnh. Hắn sau khi nói xong, tay khẽ vẫy, cái kia lục căn thanh tịnh trúc liền đến trên tay hắn. La Quân cùng Lạc Ninh lập tức khôi phục tự do. Cùng lúc đó, Trần Phi Dung tại mọi người không phát hiện thời điểm, chui vào đến La Quân trong não vực. Nàng tại La Quân trong não vực vui sướng hô, Dương ca ca. La Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, làm sao mới đến. Trần Phi Dung ủy khuất nói ra, chúng ta đã sớm đến, là áo tím tỷ tỷ không cho ta xuất hiện. Nàng nói ngươi quá thiếu giáo huấn. La Quân trợn mắt chừng một cái. Sau đó, La Quân đi vào Tống Ninh trước mặt, ân cần nói, ngươi thế nào? Ta không sao, Tống Ninh sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng trong mắt nàng lại là hoan hỉ. Ngay sau đó, Tống Ninh nói ra, ngươi nói chuyện sẽ không đổi ý à? Vĩnh viễn không bao giờ đổi ý. La Quân lập tức nói ra, trong mắt của hắn tràn đầy kiên nghị. Tuy nhiên hắn đã đáp ứng Lạc Ninh, sẽ không theo Tống Ninh như thế nào. Nhưng là bây giờ, La Quân không có cách nào tiếp tục thờ ơ, hắn cũng là có máu có thịt người. Hắn sẽ không làm oan chính mình tâm ý, nếu là rõ ràng muốn yêu, lại qua kềm chế, như vậy hắn tu vi liền cũng không có cách nào tiếp tục tinh tiến. Ngay vào lúc này, Tống Đế Vương cùng Lam Tử Y ở giữa chiến đấu triển khai. Tống Đế Vương đầu tiên là phát ra một chiêu vân lôi trưởng. Lăng không nhất trưởng. Nhất thời, phong tòng long, vân tòng hổ. Phong lôi nhấp nhô. Mà Lam Tử Y chỉ là ống tay áo vung lên, nhưng gặp nàng lam sắc ống tay áo vốn là tầm thường, nhưng vung lên ở giữa lại là như một đạo thiểm điện bổ giết đi qua. Cái kia vân lôi trưởng liền bị Lam Tử Y một tay áo hóa giải. Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nói ra, Tống Đế Vương, xem ra những năm này Địa Tàng Vương Bồ Tát không tại, ngươi lại còn coi chính ngươi là nhân vật. Ngươi bất quá là thái hư bát trọng thiên chi cảnh, bản tôn lại sớm đã vượt qua thái hư. Thì coi như các người Địa Tàng Vương Bồ Tát đến, cũng phải hô một tiếng muội tử, người cũng có tư cách theo bản tôn đấu. Nếu không phải bản tôn gần đây phái ra mấy cái tôn nguyên thần ngao du hư không, một đầu ngón tay liền để ngươi hôi phi yên diệt. Tống Đế Vương sắc mặt chìm xuống, hắn đã cảm nhận được Lam Tử Y lợi hại, sau đó, hắn xông bọn người vương nói ra, hôm nay mọi người như không tề tâm hiệp lực chu sát nàng này, ngày khác chúng ta bá nghiệp khó thành. Hắn sau khi nói xong, cũng mặc kệ còn lại người hội sẽ không xuất thủ. Sau đó, hắn lần nữa trong tay kết pháp ấn. Cái kia lục căn thanh tịnh trúc tại hắn thi triển dưới,
đột nhiên bay ra ngoài, liền trên không trung mở rộng ra ngàn vạn đường trúc ảnh. Trúc ảnh hình thành trúc kiếm. Sau đó, những này trúc kiếm trên không trung hình thành to lớn kiếm trận. Che khuất bầu trời. La Quân cùng Lạc Ninh không khỏi thất sắc. Bọn họ vốn cho là mình tu vi đã rất là không tệ, nhưng nhìn Tống Đế Vương điệu bộ này, liền biết mình vẫn là kém xa. Liền cũng tại lúc này, vạn kiếm trận đều có kiếm thế, nhưng ngàn vạn cái nhân thủ cầm bảo kiếm thẳng hướng Lam Tử Y. Kiếm ảnh vạn trượng, sát khí ngang dọc. Đầy trời kiếm trận đem Lam Tử Y hoàn toàn bao phủ lại. La Quân ánh mắt ngưng trọng lên, hắn cũng không lo lắng Lam Tử Y sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn muốn nhìn một chút, dạng này tuyệt thế cao thủ chiến đấu đến sẽ là như thế nào đến biểu hiện. Lúc này, Tống Thiên Kiêu, Tống Sương Tuyết, Tống Kinh Luân, Tống Ninh, Tống Bính Văn cũng là mắt cũng không chấp nhìn lấy. Mọi người ở đây đã nhìn không thấy Lam Tử Y thời điểm, vạn trong kiếm trận đột nhiên xuất hiện ngũ sắc thần quang. Cái kia ngũ sắc thần quang rất nhanh liền xông mở vạn kiếm trận, tại chỗ bên trong, đều bị lóa mắt ngũ sắc thần quang bao phủ. Ngay sau đó, ngũ sắc thần quang vừa thu lại. Cái kia vạn kiếm trận đột nhiên thì biến mất, mà Lam Tử Y xuất hiện ngay tại chỗ. Lam Tử Y sau lưng ngũ sắc thần quang rất chói mắt, khiến người ta cảm thấy đây là Quan Thế Âm Bồ Tát buông xuống. Lúc này, Lam Tử Y sau lưng ngũ sắc thần quang biến mất, mà trên tay nàng đồng thời xuất hiện một vật. Cái này một vật liền chính là cái kia lục căn thanh tịnh trúc. Tống Đế Vương sắc mặt trắng bệch, hắn khu động pháp quyết, muốn liều mạng thu hồi lục căn thanh tịnh trúc. Cái kia lục căn thanh tịnh trúc giống như là một đầu linh xà một dạng tại Lam Tử Y trong tay liều mạng giãy giụa, nhưng là vô luận nó làm sao giãy giụa, lại là giãy giụa không ra. Sau đó, cái kia lục căn thanh tịnh trúc liền muốn quấn về Lam Tử Y cánh tay. Muốn chết ngươi thì thử một chút, Lam Tử Y lạnh lùng nói ra. Câu nói này lấy nói ra, lục căn thanh tịnh trúc thế mà thật không dám động. Sau đó, Lam Tử Y đem cái kia lục căn thanh tịnh trúc một vòng. Cái kia lục căn thanh tịnh trúc lập tức dịu dàng ngoan ngoãn xuống dưới, về sau, nàng đem lục căn thanh tịnh trúc thu vào giới tu di bên trong. Bên trong thiên địa, tựa hồ hết thảy đều đứng im xuống dưới. Phách Tuyệt Thiên Hạ Tống Đế Vương tại Lam Tử Y trước mặt lại là không chịu được như thế nhất kích. Cái kia dư vương gia nhóm không phải là không muốn xuất thủ, nhưng bọn hắn lập tức cảm giác đi ra, bọn họ cùng Lam Tử Y ở giữa khác biệt tựa hồ không phải một chút xíu. Mà chính là người cùng thần ở giữa khác biệt. Lam Tử Y nhạt lạnh nói ra, thập điện Diêm La, các ngươi đều nghe kỹ. Không quản các ngươi muốn làm gì, đều không có quan hệ gì với bất tử tộc. Bất tử tộc không quản các ngươi tranh đấu, nhưng các ngươi tốt nhất đừng qua chủ động trêu chọc bất tử tộc. Bản tôn không giết các ngươi, không phải giết không, mà chính là không muốn quản giữa các ngươi đấu tranh, mà lại, bản tôn bao nhiêu muốn cho Địa Tàng Vương Bồ Tát lưu cái mặt mũi. Nàng sau khi nói xong, quay người thì đối La Quân cùng Lạc Ninh nói ra, chúng ta đi. Vừa dứt lời âm, mặt đất thì xuất hiện kim sắc phượng hoàng. Cái kia kim sắc phượng hoàng trên không trung nhìn lên còn không tính lớn, nhưng giờ phút này nhìn, lại là cao có 3 mét, chiều dài 5 mét, quả thực là to lớn vô cùng. Sau khi đứng dậy, đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Một khi dương cánh, chỗ thể hiện ra sức gió càng là đáng sợ. Tiếp theo, Lam Tử Y liền dẫn đầu bên trên kim sắc phượng hoàng phần lưng. Lạc Ninh đi theo vượt đi lên. La Quân nhìn về phía Tống Ninh, nói ra, muốn cùng đi sao? Tống Ninh bỗng nhiên lại nhìn về phía Tống Đế Vương, nàng trong mắt lóe lên một chút do dự. Lúc này, phụ thân gặp to lớn đả kích, Tống Ninh làm không được lập tức liền đi theo cửu nhân rời đi. Dù sao, Lam Tử Y là đánh bại phụ thân, cái kia kim sắc phượng hoàng cũng là Lam Tử Y. Ta tiểu muội sẽ không theo ngươi đi, Tống Thiên Kiêu lạnh lùng nói ra. La Quân cũng lý giải Tống Ninh giờ phút này tâm tình, hắn nói ra, Ninh Nhi, ta hôm nay nói chuyện, chữ chữ chân thành tha thiết, vĩnh viễn hữu hiệu. Tống Ninh trong hốc mắt nhiệt lệ lăn ra, nàng trọng trọng gật đầu. Đi thôi, La Quân nói một câu. Hắn đây là nói với Lam Tử Y. Hắn vừa dứt lời âm, cái kia kim sắc phượng hoàng liền dương cánh bay cao, trong nháy mắt xông phá 9 ngày mà đi. Ban đêm phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng. Cả cái trong phủ thành chủ tản mát ra một loại thâm trầm kiềm chế bầu không khí. Chúng vương đã nhao nhao cáo từ rời đi. Hôm nay Lam Tử Y đột nhiên xuất hiện, đây là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lúc trước Địa Tàng Vương Bồ Tát tại lúc, đại gia hỏa đều kính ngưỡng Địa Tàng Vương Bồ Tát. Không ai dám đối Địa Tàng Vương Bồ Tát bất kính, cũng không ai nghĩ tới thực lực mình cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát đến có bao nhiêu chênh lệch.
về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát bế quan, cũng không biết muốn đi chỗ nào bên trong bế quan. Địa Tạng Vương Bồ Tát rời đi mấy chục năm, đại gia hỏa bắt đầu bành trướng, cũng rất ít gặp được đối thủ, cảm thấy mình là thiên hạ vô địch một dạng. Hôm nay, Lam Tử Y xuất hiện, hoàn toàn vỡ nát chúng vương lòng tin. Bọn họ lúc đầu lấy vì mình đã là thần, nhưng đứng tại Lam Tử Y trước mặt, mới phát giác nguyên lai mình đoàn người này bất quá là người mà thôi. Đồng thời, mọi người cũng minh bạch một sự kiện, cái kia chính là Lam Tử Y không phải là mọi người địch nhân. Không biết là nguyên nhân gì, những này thần nhóm đều nhao nhao rời đi. Không có rời đi, cũng tuyệt không nguyện ý nhúng tay nhân gian sự tình, càng không nguyện ý giết người. Chúng vương ngẫm lại về sau, vẫn cảm thấy Lam Tử Y lần này tới, đối bọn hắn ngược lại là không có chỗ xấu. Bởi vì Lam Tử Y đem Tống Đế Vương thể diện quét hết. Đây là một, mấu chốt nhất là, Lam Tử Y còn đem Tống Đế Vương lợi hại nhất pháp khí lục căn thanh tịnh trúc cho lấy đi. Bọn họ tương lai cũng không cần như vậy e ngại Tống Đế Vương. Tại trong thành chủ phủ, Tống Đế Vương thì là đem chính mình nhốt tại hành cung bên trong. Bất luận kẻ nào đều không được đến gần, cũng không thể đến đây quan sát. Hôm nay Lam Tử Y đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. 3 ngày sau, Tống Đế Vương triệu Tống Thiên Kiêu nhập hành cung. Cái này là buổi tối, hành cung bên trong không có từng tia ánh sáng sáng. Tống Thiên Kiêu nhìn thấy Tống Đế Vương thời điểm, Tống Đế Vương ngồi xếp bằng tại trên giường. Hắn sợi tóc tán loạn, sắc mặt tiều tụy, hai mắt huyết hồng. Tống Thiên Kiêu không khỏi hãi nhiên, nàng run giọng nói, phụ thân. Đây là Tống Thiên Kiêu lần thứ nhất gặp Tống Đế Vương chật vật như thế. Tại nàng ký sự bắt đầu, phụ thân luôn luôn đều là uy nghiêm vô song, đều là dáng vẻ đường đường, khí độ phi phàm. Tống Đế Vương nói ra, người không cần kinh ngạc, là cha lần này có thể còn sống sót đã là may mắn, trong 3 ngày này, là cha vận công tẩu hỏa nhập ma, tâm ma bất ngờ bộc phát. Kém một chút, chết đi như thế, cũng là vì cha mạng lớn, cuối cùng vẫn là gắng gượng qua tới. Phụ thân, Tống Thiên Kiêu đi vào Tống Đế Vương trước mặt, nàng tiếng buồn bã nói ra, ngài tội gì nếu như vậy khó xử chính mình. Là cha ngang dọc nhiều năm như vậy, không phải là không có thất bại qua. Cũng không phải chưa bao giờ gặp địch thủ, Tống Đế Vương nói ra, nhưng là cha là lần đầu tiên tại một người trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Tống Thiên Kiêu nói ra, bất tử thần hoàng chính là thế gian linh vật, thiên cổ khó có. Nàng tu luyện ngàn năm lâu, chúng ta không phải nàng địch thủ, chẳng phải là bình thường. Tống Đế Vương nói ra, ngàn năm lâu, ta nhớ được cái kia thần đế, Trung Hoa Đại Đế mấy người cũng chưa tu luyện bao lâu. Bọn họ tuổi tác thậm chí so là cha còn nhỏ hơn tới rất nhiều, nhưng bọn hắn còn không phải trở thành cùng bất tử thần hoàng sóng vai nhân vật. Hắn đón đến, nói ra, chỉ có tránh thức giao thủ qua, mới có thể nhận thức đến chênh lệch. Tống Thiên Kiêu nói không ra lời. Tống Đế Vương nói tiếp, quyền lực là cái thứ tốt, nó có thể thỏa mãn người rất nhiều dục vọng, cũng có thể mang đến rất nhiều tiện lợi. Nhưng là, nó cũng là một thanh song nhận kiếm, nó để là cha khó mà thanh tỉnh nhận thức đến tự thân. Cho nên, là cha dự định đem cái này Tống Đế Thành nắm giao cho các ngươi. Phụ thân, ngài muốn đi làm gì? Tống Thiên Kiêu bị kinh ngạc. Tống Đế Vương nói ra, bất tử thần hoàng cho bản tôn vũ nhục lớn lao, cái này vũ nhục, phải dùng máu đến rửa sạch. Là cha hiện tại muốn đi một chỗ, nếu là có thể công thành, cũng không phải là không có cơ hội cùng bọn hắn những thần đó tranh hùng. Như là không thể công thành, như vậy đạo tiêu thân vẫn cũng là bị chết chỗ. Phụ thân, Tống Thiên Kiêu nói ra, ngài chí hướng không phải muốn để âm diện thế giới chiếm cứ bên ngoài thế giới, thành tựu bá nghiệp sao? Vì cái gì ngài hiện tại thì khinh địch như vậy từ bỏ? Tống Đế Vương nói ra, âm diện thế giới chiếm cứ bên ngoài thế giới, đây là vì cha phát hạ chí nguyện. Là cha thực đã sớm biết, cái này rất khó thực hiện, thậm chí là làm điều ngang ngược. Nhưng là, bây giờ âm dương hỗn loạn, cũng không phải là không có cơ hội. Chí nguyện càng lớn, sau khi hoàn thành thì sẽ nhận được càng đại tín ngưỡng chi lực. Khả năng này sẽ để cho là cha trong nháy mắt trở thành đại thần thông người. Đó là một nước cờ, mà bây giờ, là cha nếu không đi ra ngoài, như vậy nước cờ này vĩnh viễn không có khả năng thành công. Bây giờ, là cha đã mất đi lục căn thanh tịnh trúc. Cái này khiến còn lại đều vương đô sẽ sinh ra lòng phản nghịch. Bọn họ đều là dã tâm bừng bừng người, không giây phút nào không chỉ muốn thoát khỏi là cha đối bọn hắn áp bách. Bây giờ, là cha mất đi lục căn thanh tịnh trúc. Tạm thời đến xem là xấu sự tình, nhưng lâu dài đến xem, có lẽ là một cái cự đại cơ hội. Tống Đế Vương nói như vậy. Hắn nói tiếp, tóm lại,
là cha tâm ý đã định. Vậy ngài đến là muốn đi nơi nào, qua bao lâu đâu? Tống Thiên Kiêu nói ra, ngài nếu không tại, còn lại đều vương nếu có lòng phản loạn, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Tống Đế Vương nói ra, các ngươi đều đã lớn lên, ngươi cùng Ngọc Nhi cũng đều có thể đều cản một mặt. Có chuyện gì, hai người các ngươi thương lượng đi xử lý là được. Còn là cha muốn đi chỗ nào, các ngươi cũng không cần biết, càng không cần đi tìm là cha. Tới muốn đi bao lâu, là cha cũng không rõ ràng. Tống Thiên Kiêu hít sâu một hơi, nói ra, đã phụ thân trong lòng chủ ý đã định, nữ nhi hết thảy đều nghe phụ thân. Tốt, tốt hài tử, Tống Đế Vương vui mừng nhìn về phía Tống Thiên Kiêu. Thời gian hồi tố đến La Quân một đoàn người lấy kim sắc phượng hoàng rời đi. Cái kia kim sắc phượng hoàng phi hành trên không trung quá nhanh. Lạc Ninh ngược lại là không có nhỏ mọn như vậy đến theo La Quân phàn nàn, nàng không nói gì, chỉ là hướng Lam Tử Y nói ra, đa tạ tiền bối cứu. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần đa tạ, dù sao cứu người thực cũng là thuận tay sự tình. La Quân làm theo hỏi, chúng ta đây là muốn về bất tử tộc sao? Lam Tử Y nói ra, không phải, ta muốn đem bọn ngươi trực tiếp đưa về bên ngoài thế giới. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, cái kia sư tỷ của ta đâu? Lam Tử Y nói ra, nàng hội một mực đang ta chỗ nào tu hành, ngươi không cần thay nàng quan tâm. La Quân nói ra, đây là sư tỷ ý tứ sao? Lam Tử Y nói ra, là ta ngoài ý muốn nghĩ, dạng này đối nàng có chỗ tốt. La Quân liền cũng thì không nói thêm gì nữa. 3 giờ sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nồng đậm mê vụ. Cái kia mê vụ che khuất bầu trời, tựa như cả vùng đều là như thế này mê vụ. Không khỏi nhanh, cái kia kim sắc phượng hoàng thì xông phá mê vụ. Tiếp theo, La Quân cùng Lạc Ninh trước mắt rộng mở trong sáng đứng lên. Cái kia phía dưới lại là núi sông Tú Lệ, mênh mông lâm hải. Nơi xa bình minh đã tờ mờ sáng. Cái kia vùng đi không được âm khí rốt cục hoàn toàn biến mất. La Quân cùng Lạc Ninh lập tức cũng liền minh bạch, bọn họ đã rời đi âm diện thế giới. Ngay sau đó, kim sắc phượng hoàng tiếp tục thiểm điện phi hành. La Quân cùng Lạc Ninh lập tức lại nhìn thấy nhà cao tầng, thành thị đèn neon lấp lóe chờ chút. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Lạc Ninh đều có một loại đã lâu cảm giác. Bọn họ rốt cục lần nữa trở lại bên ngoài thế giới. Nơi này mới là bọn họ quê hương, bọn họ căn. Nơi này mới là nhân loại văn minh vị trí. Đại ước sau một tiếng, kim sắc phượng hoàng đáp xuống một cái độc lập biệt thự nóc nhà. Sau đó, kim sắc phượng hoàng biến mất. La Quân nhìn khắp bốn phía liếc một chút, lập tức liền biết nơi này là Hoài Bắc thành phố. Cũng chính là Lam Tử Y cùng Lam Hồng gia hương, biệt thự này cũng là Lam Tử Y trước đó chỗ ở biệt thự. La Quân kinh lịch nhiều chuyện như vậy, lại có Tống Ninh si tâm tương hộ các loại. Hắn hiện tại tâm tình vẫn còn có chút chậm không đến, cho nên cũng không có cái gì đậu bỉ tâm tình đến đậu bỉ. Lam Tử Y tiếp lấy mang mọi người dưới sân thượng. Đám người này xuất hiện tại trong biệt thự lúc, đèn vừa mở ra, rất nhanh bên kia thì truyền đến quản gia Phúc Bá thanh âm. Là ai? Phúc Bá rất là cảnh giác. Tiếp theo, Phúc Bá sau khi đi ra liền nhìn thấy Lam Tử Y. Nhìn thấy Lam Tử Y cùng La Quân về sau, hắn vô cùng kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, nhị tiểu thư, ngài có thể tính trở về. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, Phúc Bá, ngươi vẫn tốt chứ, tỷ ta còn tốt đó chứ. Phúc Bá nói ra, tốt, chúng ta đều tốt, nhị tiểu thư, ngài không tại mấy tháng này, chúng ta đều lo lắng ngươi a. Lam Tử Y nói ra, hiện tại không cần lo lắng, ta không phải không sự tình à. Phúc Bá nói ra, ta lập tức qua cho đại tiểu thư gọi điện thoại, nàng muốn là biết ngươi trở về, khẳng định rất cao hứng. Lam Tử Y mỉm cười. La Quân một đoàn người qua âm diện thế giới có hơn 3 tháng, qua thời điểm là trung tuần tháng 10. Bây giờ cũng đã là một tháng đuôi, cách ăn Tết cũng không có mấy ngày. Khí trời cũng biến thành lạnh lẽo vô cùng. Hoài Bắc thành phố trước mấy ngày còn xuống một trận tuyết lớn. Cũng may La Quân mấy người tuy nhiên mặc không nhiều, cũng không sợ lạnh. Sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh còn có Lam Tử Y liền đi tắm rửa. Biệt thự này bên trong có không ít độc lập phòng tắm, mọi người đều tẩy đều. La Quân giới tu di bên trong còn có không ít quần áo, cho nên hắn tẩy về sau, cũng liền thay đổi quần bò, còn có một cái màu đen áo khoác ra. Sau cùng, La Quân để tóc toàn bộ dựng đứng lên. Đầu hắn phát không hề dài, nhìn rất là hoạt bát. Tiếp theo, La Quân mặc một đôi giày thể thao. Kể từ đó,
La Quân trang phục cũng hoàn toàn là hiện đại hóa. Hắn chiếu soi gương, cảm thấy vẫn là như vậy nhìn lấy so sánh thuận mắt. Sinh hoạt cũng mới tương đối bình thường a. Về sau, La Quân trước theo Lạc Ninh gặp mặt, Lạc Ninh cũng mặc vào một kiện vàng nhạt áo khoác, cái kia vàng nhạt áo khoác là Lam Tử Y trước kia mặc. Lạc Ninh cùng Lam Tử Y dáng người tương tự, cho nên ăn mặc cũng rất vừa người. Lạc Ninh tóc dài hất lên, thân dưới mặc là tròn ống quần bò, còn có giày cao gót. Bên trong áo khoác là lam sắc đồ hàng len sam, trước ngực cao ngất. Nhìn, lại là khí khái hào hùng cùng mỹ lệ cùng tồn tại. La Quân nhìn thấy Lạc Ninh, hắn vẫn còn có chút mất tự nhiên. Ách, ta, La Quân lấy dũng khí nói ra, thật xin lỗi, Lạc Ninh, ta không có thương lượng với ngươi, liền đáp ứng Tống Ninh. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, không sao, ta giải. Giải về giải, nhưng trong lòng ngươi chắc chắn sẽ không thống khoái. La Quân nói ra, Lạc Ninh nói ra, qua một thời gian ngắn liền tốt, ngươi cũng không thể ngay cả ta không thoải mái quyền lợi đều tước đoạt rơi không phải. La Quân nhất thời cảm thấy áy náy, hắn nói ra, nhưng ta hy vọng ta tận hết khả năng để ngươi vui vẻ. Lạc Ninh nói ra, ngươi tu đường lớn, coi trọng tinh thần trí thượng, hết thảy nghe dựa vào bản thân cảm giác. Cái này ta hiểu, Tống Ninh vì ngươi làm ra, cũng quả thật làm cho người cảm động. Ta đều cảm động, huống chi là ngươi. Ngươi nếu là biệt khuất lấy chính mình tâm ý, ngươi về sau đường cũng liền đi không tốt. Cho nên ta biết, ta không thể trách ngươi. Ta hội vượt qua ta tâm tình mình, ngươi không cần lo lắng cho ta. La Quân hơi hơi thở dài. Chuyện thế gian, tổng là không thể song toàn đẹp. Ngươi đòi lấy nhiều, phiền não cũng liền nhiều. Về sau, Lam Hồng hỏa tốc chạy đến. Lúc này, trời cũng sáng. Bất quá là tảng sáng, Lam Hồng hùng hùng hổ hổ đến đây. La Quân trông thấy Lam Hồng trong tích tắc, nội tâm vẫn còn có chút tiểu rung động. Bởi vì hắn cùng Lam Hồng cũng hoang đường qua, ngẫm lại, chính mình có phải hay không cũng quá tin lập tức từ cương, dạng này không được không được. Lam Hồng lại là không có chú ý tới La Quân sắc mặt biến hóa, nàng trông thấy Lam Tử Y, vô cùng kích động, người cái này nha đầu chết tiệt kia, có thể tính trở về, có biết hay không tỷ tỷ đều nhanh lo lắng chết. Nàng nói xong cũng ôm chặt lấy Lam Tử Y. Lam Hồng một tiếng này nha đầu chết tiệt kia kêu đi ra lúc, La Quân cùng Lạc Ninh đều là sạm mặt lại. Cô nương này tâm là thật to lớn a, thế mà đối Lam Tử Y, đối cái này bất tử thần hoàng, trong truyền thuyết thượng cổ đại thần hô nha đầu chết tiệt kia. Lam Tử Y lại rất được lợi, nàng nói ra, ta cái này không trở lại mà. Sau đó, hai người tách ra. Lam Hồng hỏi tiếp, người bệnh, tốt a. Lam Tử Y nói ra, tốt, tốt lắm đây. Nàng cười cười. Lam Hồng chính là vui vẻ, nàng hưng phấn nói ra, vậy nhưng quá tốt, vậy ngươi về sau cũng không cần đi thôi. Công ty này ta quản lý đến đau đầu, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, tranh thủ thời gian lên cho ta ban qua, biết không? Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, công tác sự tình, qua mấy ngày rồi nói sau. Nàng đón đến, nói, chúng ta đều có chút đói, vẫn là trước ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói đi. Lam Hồng nói ra, tốt, nàng lúc này mới chú ý tới Lạc Ninh. Không khỏi kỳ quái nói, vị nữ sĩ này là. Nàng thật đúng là cảm thấy quái a. Qua thời điểm, La Quân mang là Lâm Băng, lúc trở về, thế mà đổi một nữ nhân. Làm ảo thuật a, hôn. La Quân còn chưa mở miệng, Lạc Ninh trước gật đầu, nói ra, ta gọi Lạc Ninh, Lam tiểu thư, người tốt. Lam Hồng cũng gật đầu ra hiệu, tiếp theo, nàng nói với La Quân, lần này muội muội ta có thể trở về, cảm ơn ngươi. Lam Hồng nói cảm ơn La Quân. Đây là rất lợi hại có đạo lý. Bởi vì Lam Hồng cảm thấy muội muội không có có võ công, mà La Quân là cao thủ. Chuyến này qua hung hiểm vô cùng, mà bây giờ muội muội có thể yên ổn trở về, như vậy nàng tự nhiên cảm thấy muốn nhiều tạ La Quân. La Quân lại là có chút xấu hổ, hắn thực hưởng thụ Lam Tử Y trợ giúp càng nhiều. Mà lại, đừng nhìn La Quân tiền kỳ trợ giúp Lam Tử Y rất nhiều, trên thực tế bất kể thế nào biến hóa, sau cùng Lam Tử Y đều có thể đối phó rơi cái kia đinh tình. La Quân tự nhiên giờ phút này sẽ không theo Lam Hồng nói thêm cái gì, hắn chỉ là cười một tiếng, nói, đây là ta phải làm. Sau đó, Lam Hồng để Phúc Bá chuẩn bị bữa sáng. Trong ngày này, Lam Hồng một mực đang biệt thự nơi này đợi, nàng và Lam Tử Y tựa hồ có trò chuyện không hết đề tài. La Quân cùng Lạc Ninh thực có chút muốn rời khỏi nơi này, bởi vì bọn hắn còn có thuộc về bọn hắn việc của mình muốn làm. Nhưng là Lam Tử Y không có lên tiếng, hai người cũng không tiện nói rời đi. Đến tối,
Lam Hồng lái xe mang mọi người qua khu vực thành thị bên trong ăn lẩu. La Quân cùng Lạc Ninh cũng liền nghĩ thoáng, cũng không vội mà cái này một hai ngày nha, còn không bằng hảo hảo hưởng thụ dưới. Thành thị đèn neon là như thế mê người, làm say lòng người. Khi La Quân cùng Lạc Ninh đặt mình vào tại cái này hiện đại đại đô thị bên trong, cảm thụ bốn phía quen thuộc cười nói còn có những sung sướng đó đám người. Hai người đều có loại đầu thai làm người cảm giác. Cái này bỗng nhiên nồi lẩu ăn đến rất là vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lam Hồng đề nghị qua hát. Lam Tử Y cự tuyệt, nàng có chút bất đắc dĩ nói ra, tỷ, người biết ta là không quá ưa thích như thế làm ầm ĩ, người thà ta đem. Lam Hồng nghĩ cũng phải, đề nghị này cũng liền không chi. Ngày thứ hai ban đêm, Lam Hồng rốt cục có việc rời đi biệt thự. La Quân cùng Lạc Ninh liền hướng Lam Tử Y chào từ biệt. Lam Tử Y liền nói ra, biết các ngươi vội vã muốn rời khỏi, đại khái là ở bên cạnh ta, các ngươi cũng cảm thấy không quá thói quen. Nàng đón đến, nói ra, bất quá trước khi đi, chúng ta vẫn là trò chuyện chút đi. La Quân cùng Lạc Ninh liền biết Lam Tử Y có lời muốn bàn giao, hai người đương nhiên là nói tốt. Sau đó, Lam Tử Y mang theo hai người đến trên sân thượng. Trên sân thượng có pha lê nhà, bên trong còn có rảnh rỗi điều, ngồi ở bên trong khả hân thưởng mỹ lệ bầu trời đêm. Ghế sofa chờ một chút, đều là hàng cao đẳng. Lam Tử Y không có mở đèn, nàng để La Quân cùng Lạc Ninh nhập tọa về sau, liền quay người cầm rượu vang đỏ cho mọi người đều rót một ly. Về sau, Lam Tử Y cũng ở phía đối diện ngồi xuống. Nàng nâng chén nói ra, cũng không biết ngày sau còn có cơ hội hay không gặp lại, ta mời các ngươi. La Quân liền nói ra, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là sau cùng vẫn còn không biết rõ nói cái gì, đa tạ. Lam Tử Y mỉm cười, ba người đều uống một ngụm rượu vang đỏ. Lam Tử Y nói tiếp, ta không biết lần này La Quân ngươi có hay không nhớ kỹ một ít gì đó. Nhưng ta sở dĩ sau cùng mới xuất hiện, cũng không phải là có ý muốn khảo nghiệm ngươi cái gì, ta chỉ là muốn để ngươi biết, ngươi không có bao nhiêu lần xúc động tư cách. Lần này có ta cứu ngươi, lần tiếp theo đâu? Ngươi mỗi một lần đều có thể vận tốt như vậy sao? Người khác ỷ vào ngươi là thiên mệnh giả liền coi chính mình có thể tùy tâm sở dục, ngươi cũng không phải là đánh không chết kim cương. La Quân nói ra, ta nhớ kỹ, lần này, khắc cốt ghi tâm. Lam Tử Y nói ra, nhớ kỹ liền tốt, nàng đón đến, nói ra, tương lai sự tình, ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng ta chúc các ngươi may mắn. Lạc Ninh nói ra, Lam tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Ồ, Lam Tử Y nói, ngươi hỏi đi. Lạc Ninh nói ra, Tống Đế Vương bọn họ toàn tính mưu sự tình, thật sự là làm điều ngang ngược, chính là làm trái thiên đạo. Ngài đã có thông thiên bản sự, là sao không trực tiếp giết bọn hắn? Lam Tử Y nói ra, ngươi vấn đề này, hỏi rất tốt. Ta tin tưởng La Quân trong lòng ngươi cũng có dạng này nghi hoặc. La Quân nói ra, không sai, ngươi là thần thông giả, ngươi sợ hãi thiên kiếp, thiên đạo. Nhưng là ngăn cản bọn họ cách làm, chính là thuận theo thiên đạo, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ là kiêng kỵ Địa Tàng Vương Bồ Tát? Ngươi sai, Lam Tử Y nói ra, ta cũng không phải là kiêng kỵ Địa Tàng Vương Bồ Tát, ta nếu thật là giết bọn hắn, Địa Tàng Vương Bồ Tát có lẽ còn muốn cảm tạ ta đây. Hả, vậy cái này đến là chuyện gì xảy ra? La Quân cùng Lạc Ninh hiếu kỳ tới cực điểm. Lam Tử Y nói ra, sự vật phát sinh, là một vòng chụp một vòng. Các ngươi hẳn là thấy qua hiệu ứng domino, lúc đầu muốn chuyện phát sinh, nếu như trung gian thiếu một vòng, hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ âm dương hỗn loạn, sát kiếp buông xuống, lúc đầu muốn buông xuống sát kiếp, có bao nhiêu người đều phải chết tại sát kiếp bên trong. Đây là kiếp số, ta như ở giữa đem bọn hắn cho giết, ngươi cũng đã biết, hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào. Địa Tàng Vương Bồ Tát tại sao muốn ở thời điểm này biến mất? Ngươi cho rằng hắn là làm gì đi? Hắn nếu là ở lại đây âm diện thế giới, bọn thủ hạ dám vọng động. Dù cho bọn thủ hạ dám vọng động, hắn có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát đi sớm ngao du hư không. La Quân cùng Lạc Ninh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta có thể giết bọn hắn sao? La Quân hỏi. Lam Tử Y nói ra, các ngươi là kiếp số bên trong người, các ngươi giết bọn hắn, chính là thuận theo thiên đạo. Đáng tiếc các ngươi lại giết không, cho nên... Đây mới là thiên đạo xảo diệu chỗ. Nàng đón đến, nói, tại trong mắt các ngươi, ta không gì làm không được, lên trời xuống đất, một tay có thể che trời, muốn làm gì chính là cái gì, tiêu diêu tự tại, đúng hay không? La Quân nói ra, ta biết ngươi cũng có thật nhiều kiếp số. Lam Tử Y nói ra, ngươi không biết,
chúng ta tu luyện đến nước này, thể nội từ trường cường thịnh đến ngươi không dám tưởng tượng, tựa như là thiên can địa hỏa một dạng, lúc nào cũng có thể cùng trong không khí từ trường phát sinh phản ứng hóa học. Một chút mất tập trung, cũng là tự thiêu hạ tràng. Nàng đón đến, nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta mỗi ngày không có việc gì ưa thích ngao du hư không a? Vậy cũng là muốn đem lực lượng phân tán, từ trường phân tán. Mà lại, hư giữa không trung có vũ trụ minh mông lạnh sát khí, hấp thu về sau, cũng có thể giúp chúng ta áp chế thể nội từ trường. Thế mà như thế gian nan, La Quân cùng Lạc Ninh nhất thời líu lưỡi. Lam Tử Y nói ra, thịt người thân thể là có ràng buộc, đây là thiên đạo quy tắc. Chúng ta là đang nhảy xuất quy làm theo, nhảy ra quy tắc, cái kia chính là nghịch thiên. Nghịch thiên đường, là tốt như vậy đi sao? Lam Tử Y nói tiếp, còn có được hôm nay các phương đại đế, cao thủ đều chạy. Chạy đến hư giữa không trung, các ngươi đường là vì cái gì? Đó là bởi vì tất cả mọi người sợ hãi bị cuốn vào đến trận này sát kiếp bên trong đến, sợ hãi biết nói tiêu tan thân vẫn. Ta trước đó theo La Quân ngươi nói, không xuất thủ là cố kỵ bất tử tộc cùng thập điện Diêm La sinh ra ân oán. Cái này cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng lớn nhất hay là bởi vì ta không muốn cuốn vào đến phàm nhân đấu tranh bên trong tới. Cuốn vào về sau, nếu là nhiễm cái này sát kiếp nhân quả, liền là rất khó thoát thân. Ta lần này đem Tống Đế Vương đắc tội thảm, ta cũng coi như đi ra. Đây là vì chính ta chôn xuống một kiếp. Bây giờ Tống Đế Vương đã qua Bắc Minh huyền cảnh, nếu là hắn tại Bắc Minh huyền cảnh bên trong đại công cáo thành, tương lai chính là ta một kiếp số. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Lam Tử Y bởi vì chính mình hy sinh lớn như vậy. Tương lai nếu là có cần ta địa phương, người nhất định phải kêu lên ta. La Quân nói ra, ta tuy nhiên bản lĩnh thấp, nhưng là như có thể trợ giúp ngươi, muôn lần chết không từ. Lam Tử Y mỉm cười. Nói ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta, ta cả đời này đều đang cùng kiếp số đấu, còn sợ nhiều cái này một kiếp số sao? La Quân nghĩ cũng phải, cũng liền hơi hơi thoải mái tinh thần. Sau đó, Lam Tử Y liền nói ra, các ngươi muốn đi, liền đi đi thôi. Ta thì không lưu các ngươi, lại hai ngày nữa, ta cũng phải trở về. La Quân cùng Lạc Ninh liền đứng dậy cáo từ. Đêm đó, La Quân cùng Lạc Ninh đến Hoài Bắc khu vực thành thị. La Quân cùng Lạc Ninh giấy chứng nhận vẫn là đầy đủ, hai người quyết định trước tìm một quán rượu ở lại, sau đó lại sau khi thương lượng sự tình. Quán rượu ở tự nhiên là cấp 5 sao đại khách sạn. Hoài Bắc thành phố là thuộc về hàng hai thành thị, nơi này kinh tế rất lợi hại phồn vinh, cho nên quán rượu cấp 5 sao vẫn là đạt tới. La Quân tuyển là phòng tổng thống. Hai người tự nhiên là cùng ở một gian, tuy nhiên Lạc Ninh là có chút không thoải mái. Nhưng nàng còn không đến mức như vậy già mồm. Muốn chia phòng ở. Quán rượu trong phòng, ánh đèn rất là ấm áp. Kéo ra cửa sổ sát đất màn cửa, có thể nhìn thấy cả tòa thành thị nhà nhà đốt đèn. La Quân tại dạng này thời khắc, không có lãng phí thời gian. Hắn hôn lên Lạc Ninh môi, sau đó liền đưa nàng ôm đến trên giường. Một vòng triền miên hôn nồng nhiệt về sau, Lạc Ninh mắt say lờ đờ mông lung, nàng đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng cùng ta làm một trận yêu, liền có thể không có chuyện gì sao. La Quân mỉm cười, nói ra, một trận không được, vậy liền nhiều đến mấy trận. Linh cùng thịt giao dung, xác thực là có thể để giữa hai người cảm tình cấp tốc tăng trưởng. Mà có ngăn cách người yêu, cũng có thể rất nhanh tiêu trừ ngăn cách. Kích tình lui bước về sau, Lạc Ninh toàn thân không đến mảnh vải nằm tại La Quân trong ngực. La Quân cũng là thỏa mãn, toàn thân đều là hài lòng không được. Bước kế tiếp, người có tính toán gì hay không? Lạc Ninh lúc này hỏi La Quân. La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra, ta muốn đi trước Tân Hải thành phố một chuyến, ta lúc đầu từ nước ngoài về Tân Hải cũng là muốn chiếu cố huynh đệ muội muội. Nhưng không nghĩ tới trong lúc này phát sinh cái này rất nhiều chuyện, hiện tại quá khứ lâu như vậy, muốn đi xem. Lạc Ninh nói ra, muốn ta cùng đi với ngươi sao? Cái kia cũng không cần, La Quân tại nơi đó còn có Đinh Hàm, cho nên hắn nào dám để Lạc Ninh qua a. Cũng may Lạc Ninh cũng không qua hỏi, gặp La Quân nói không cần. Nàng cũng liền không lại kiên trì. Lạc Ninh nói ra, đã dạng này, ta cũng muốn đi một chuyến ta nhà. Vậy chúng ta thì riêng phần mình sau khi hết bận lại tụ hợp, ngươi thấy thế nào? La Quân nói ra, tốt, hắn đón đến, nói, ngươi lão gia ở đâu, ta làm xong Tân Hải sự tình, phải đi tìm ngươi. Lạc Ninh nói ra, cũng được, ta nhà tại Phúc Châu, ngươi đến Phúc Châu Duyên Bình thành phố lúc thì gọi điện thoại cho ta. La Quân nói ra, tốt. Hai người số điện thoại cũng không có thay đổi.
mà lại đều là quốc tế thông dụng. Lạc Ninh theo rồi nói ra, chờ làm xong những này, ta muốn đi đem Phạm Vô Ngu cho giết. La Quân nói ra, tốt, chờ chúng ta tụ hợp về sau, ta thì cùng ngươi tay tới giết Phạm Vô Ngu. Đến lúc đó, chúng ta liền xách Phạm Vô Ngu đầu người qua tế bái ba mẹ ta. Lạc Ninh nghe La Quân xưng hô như vậy cha mẹ mình, nàng nhất thời trong lòng ngọt ngọt, chính là cái gì đều không muốn cùng La Quân so đo. Được rồi, chính sự nói xong, La Quân đột nhiên cười hắc hắc, tiếp lấy liền chui vào trong chăn, hôn lên Lạc Ninh cái kia ngạo nhân mẫn cảm khu vực. Lạc Ninh cũng là ưng một tiếng, thế là, trong phòng lại là một khúc rung động lòng người hoan ca. Tân Hải thành phố là cái khiến người ta mê luyến hải tân thành thị, bốn mùa như mùa xuân, trời trong gió nhẹ. Nơi này không có cái gì công nghiệp công xưởng loại hình đồ, vật, cho nên nơi này hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Bây giờ Tân Hải thành phố, đối với xe hơi hạn chế cũng rất cao. Muốn mua bên trên một khối biển số xe chỉ ít cần 20 vạn. Không muốn mua cũng không quan hệ, vậy liền giao động hào, có thể quay lên tỷ lệ nhưng lại phi thường nhỏ. 20 vạn không coi là nhỏ số lượng, bất quá đối với chân chính có tiền người mà nói, cũng không tính là gì. Giờ này khắc này, La Quân thì trước khi đến Tân Hải thành phố trên đường. La Quân ngồi là xe lửa, hắn là cái đồ thuận tiện người. Từ Hoài Bắc không có bay thẳng hướng Tân Hải chuyến bay, sau cùng hắn liền dứt khoát lựa chọn xe lửa. Sáng sớm hôm nay, La Quân cùng Lạc Ninh ăn chơi sớm một chút về sau, liền cùng một chỗ đi trạm xe lửa mua vé. Sau đó liền đường ai nấy đi. Hai tâm tình người ta đều rất không tệ, vừa mới trở về từ cõi chết. Lại tắm rửa tại cái này bên ngoài thế giới mỹ hảo dưới ánh mặt trời. Dưới tình huống như vậy, tựa hồ lại lớn phiền não cũng sẽ không tiếp tục là phiền não. La Quân tại trước khi chia tay hôn lên Lạc Ninh môi, đó là một cái ngọt ngào mà có quấn quýt si mê hôn. Không để ý sở hữu người đi đường ghé mắt ánh mắt, Lạc Ninh ngượng ngùng, nhưng lại dẫy không Caro Quân trói buộc. Ha ha, sợ cái gì, dù sao nơi này cũng không ai nhận biết chúng ta. La Quân sau cùng ha ha mà cười. Mặc kệ ngươi, Lạc Ninh hốt hoảng rơi trốn. Bất kể như thế nào, tại tách ra thời điểm, Lạc Ninh là vui vẻ vô cùng. La Quân tâm tình cũng rất tốt. Từ Hoài Bắc thành phố đến Tân Hải thành phố, hết thảy cần 12 giờ. La Quân ngồi là nhị đẳng tòa, hắn gần cửa sổ mà ngồi. Xe lửa gào thét lên quá khứ, đi qua thành thị. Sau cùng tại nông thôn khu vực nhanh chóng xuyên toa. Cái kia xung quanh phong cảnh nhanh chóng lui lại. Xuân vận đã bắt đầu, xe lửa bên trên còn không đến mức người trên người, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lúc đầu phiếu là rất khó mua, nhưng là chỉ cần có xuân vận, cái kia liền sẽ có hoàng ngưu. Cho nên, La Quân chỉ là dùng nhiều một chút tiền, liền dễ như trở bàn tay tìm như thế cái gần cửa sổ vị trí tốt. Tiền vật này, nó không phải vạn năng. Nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. La Quân ưa thích hưởng thụ, hắn đem tiền luôn luôn đều là làm một loại công cụ, một loại cung cấp hắn hưởng thụ công cụ. La Quân kim tạp bên trong, tiền là liên tục không ngừng. Tại trong huyết tộc, hắn thì có thuộc về hắn tài sản, hàng năm cũng có cố định phân hoa hồng. Khi bệ hạ, cũng là muốn cầm tiền lương, mà lại, hắn có quyền lực đến phân phối huyết tộc tài sản, cái kia là rất lớn một khoản cách xù số lượng. Còn có, Đinh Hàm bên kia cũng một mực đang đúng hạn đem phân hoa hồng đánh tới hắn thẻ bên trên. Cho nên, La Quân chưa từng thiếu tiền. Hắn tại thế giới bao la bên trong, cái kia là tuyệt đối như cá gặp nước, tiêu sái tự tại. 11 giờ trưa, dương quang sáng lạn. Đừng nhìn cái này ánh sáng mặt trời rất tốt, nhưng bên ngoài thực rất lạnh. Cái kia gió lạnh thổi tại trên mặt người, gọi là một cái thất vọng đau khổ thấu xương. La Quân cầm tờ báo lên nhìn. Bên cạnh hắn ngồi hai cái cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn là đại học sinh về nhà. La Quân mặc màu đen áo khoác ra, hắn nhìn cũng là vô cùng có vị đạo người. Lúc này, học sinh kia đầu, mặt trái xoan cô bé áo đỏ nhi bỗng nhiên xông La Quân cười một tiếng, nói ra, hiện tại rất ít thấy có người hội xem báo chí đây. La Quân nao nao, hắn hướng nữ hài nhi này cũng thiện ý cười một tiếng, nói ra, thật sao? Nữ hài nhi nói ra, ta gọi Diệp Lam Tâm. Là Hoài Bắc Đại học sinh viên năm 3, rất hân hạnh được biết ngươi. Một cô gái khác nhi là tóc dài phất phới, nàng cũng cười một tiếng, nói ra, ta gọi Trình Xanh, cùng Diệp Lam Tâm là đồng học, cũng là tốt bạn thân, rất hân hạnh được biết ngươi đây. La Quân liền báo danh chữ, hắn sau đó mỉm cười, nói ra, hiện tại đại học sinh đều đơn thuần như vậy sao? Gặp người xa lạ, trực tiếp đem tên,
này trường đại học đều báo ra đến. Không sợ ta là xấu thúc thúc sao? Diệp Lam Tâm che miệng yêu kiều cười, nói ra, nếu như bị đại thúc người đẹp trai như vậy người cho lừa gạt, chúng ta cam tâm tình nguyện đây. Trình Xanh cười ha hả, nói ra, ta không có cam tâm tình nguyện, lại nói, đại thúc nhìn cũng không phải là người xấu. La Quân nói ra, hiện tại rất nhiều người xấu đều là mặt người dạ thú, mặt người dạ thú. Vạn nhất ta là mua bán bộ phận, đem các ngươi lừa gạt qua cắt thận, các ngươi còn cam tâm tình nguyện hay sao? Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh nhất thời nghẹn lại, rất lợi hại hiển nhiên, La Quân cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười a. La Quân cười ha hả, nói ra, khụ khụ, ta cái chuyện cười này quá lạnh một điểm. Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh cũng liền hòa hoãn thần sắc, Diệp Lam trong lòng tự nhủ nói, không sao, giống như ngươi lão cán bộ bình thường đều không biết nói trò cười. Lão cán bộ, La Quân sững sờ sững sờ. Ha ha, ngươi không biết lão cán bộ là cái gì không? Trình Xanh cùng Diệp Lam Tâm đều cười rộ lên. Hai cái này muội tử thật sự là thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía a. La Quân rất là buông lỏng, hắn cảm thấy mình có quá lâu không tiếp xúc đến thế giới bao la người. Cho nên cũng rất nguyện ý cùng các nàng trò chuyện một trò chuyện. Lão cán bộ không phải liền là những người lãnh đạo tuổi tác lớn, cho nên cũng là lão cán bộ sao? La Quân rất lợi hại đương nhiên coi là. Không phải ý tứ này. Diệp Lam trong lòng tự nhủ nói, đại thúc, người không hổ là đang động trên xe xem báo chí người, quả nhiên là rất đến mức rất đây. Trình Xanh làm theo nói ra, lão cán bộ, hiện tại rất hỏa mấy cái ngôi sao, tất cả mọi người gọi đùa lão cán bộ đây. Ý là, tác phong rất sạch sẽ, so sánh thanh tâm quả dục loại kia đại thúc. Đương nhiên, đại thúc cũng không phải là cái gì người đều có thể làm nha. La Quân cười ha ha, nói ra, há, cái kia ta biết. Giống ta đẹp trai như vậy, như thế có vị đạo mới có thể gọi là đại thúc. Bình thường, đều là sư phụ, đúng hay không? Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh che miệng yêu kiều cười, cảm thấy La Quân cũng là thú vị bộ dáng. Đại thúc, ngươi là Tân Hải người sao? Nghe khẩu âm ngươi không quá giống a. Sau đó Trình Xanh hỏi. La Quân nói ra, ta nói là tiếng phổ thông, đều không khẩu âm, ngươi có thể nghe được mới là lạ. Cái kia đại thúc ngươi là nơi nào người? Trình Xanh hỏi. Vấn đề này, để La Quân hoảng hốt một chút, hắn lại có điểm không đáp lại được, hắn đến là nơi nào người? Tựa như là mình vẫn luôn không có căn một dạng. Nếu như là ở ngoại quốc, hắn có thể nói chính mình là người Hoa. Mà bây giờ, hắn có thể nói mình là nơi nào người? Thẻ căn cước của mình bên trên thì là biểu hiện là Yến Kinh người, đó là Trầm Mặc Nùng hỗ trợ xử lý. Trước kia hắn vẫn luôn theo cái không hợp đồng giống như ở nước ngoài tung bay. Sau khi trở về, cũng là xử lý cái về nước Hoa Kiều chứng minh nhân dân. Ta vẫn luôn ở nước ngoài đợi, không sang tên miệng rơi vào Yến Kinh. La Quân theo rồi nói ra. Ở nước ngoài, Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh đều cảm thấy rất hứng thú. Diệp Lam trong lòng tự nhủ nói, là tại nước sao? Vẫn để tâm đại lợi, hoặc là Canada. La Quân nhất thời cảm thấy đau đầu, hắn nói ra, là tại Los Angeles đây. Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh càng cảm thấy hứng thú, hai người đều không đi qua Los Angeles đây, đại thúc ngươi là ở nơi nào du học sao? Los Angeles người da đen nhiều không? La Quân nói ra, ta ở đâu công tác đâu, chỗ nào hắc rất nhiều người. Hắn đón đến, còn nói thêm, chúng ta có thể đổi đề tài sao? Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh liền biết La Quân không nguyện ý nói mấy cái này, thế là hai người cũng rất thức thời không lại tiếp tục truy vấn. Đại thúc, chúng ta tới đấu địa chủ đi. Sau đó, Trình Xanh đề nghị nói ra. La Quân dù sao cũng không có việc gì, liền nói ra, tốt. Trình Xanh rất nhanh liền xuất ra bài xì phé. Ngay vào lúc này, La Quân điện thoại di động kêu đứng lên. La Quân nao nao, thầm nghĩ, ai sẽ gọi điện thoại cho mình đâu. Hắn đưa điện thoại di động mở ra, lại là Trầm Mặc Nùng đánh tới. La Quân, ngươi trở về cũng không nói với ta một tiếng. Điện thoại một trận, Trầm Mặc Nùng liền oán trách nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, làm sao ngươi biết ta trở về. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cho chúng ta đều là bất tài. Ta đâu chỉ biết ngươi trở về, còn biết ngươi ở đâu quán rượu ở, hiện tại đang qua Tân Hải đây. La Quân nói ra, không sai. Ta là chuẩn bị qua Tân Hải một chuyến. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đang Yến Kinh đâu, bên này ra điểm khó giải quyết sự tình. Ngươi muốn là tại Tân Hải làm xong, thì mau tới đây đi. Há,
cái gì khó giải quyết sự tình? La Quân cảm thấy rất hứng thú hỏi. Trầm Mặc Nùng nói, dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, hiện tại dù sao cũng là rất lợi hại phiền phức. Ngươi rảnh rỗi tới một chuyến, nhìn có thể hay không giúp một tay. Sốt ruột sao? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng là không nóng nảy, ngươi trước mau lên. La Quân hơi hơi thư một hơi, nói ra, cái kia tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra, đúng, ngươi muốn đi chỗ nào bên trong a, mấy tháng nay, một chút tăm hơi đều không có. Ngươi còn tốt đó chứ? La Quân nói ra, ta cũng còn tốt, ta mấy tháng này sự tình cũng là dăm ba câu nói không rõ ràng, chờ gặp mặt sau rồi nói sau. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia tốt. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền kết thúc trò chuyện. Rạng sáng không điểm thời điểm, xe lửa rốt cục đến Tân Hải thành phố. Nơi này nhiệt độ không khí rõ ràng cao lên. Mọi người giống như là từ lạnh lẽo mùa đông đến mùa hè. La Quân cùng Diệp Lam Tâm còn có Trình Xanh cùng một chỗ dưới xe lửa, ra nhà ga, ba người liền đem trên thân áo khoác, áo lông toàn bộ đều cởi đi. La Quân mặt trong là một kiện lam sắc lo lắng, ăn mặc vẫn là rất lợi hại vừa người hợp với tình hình. Sau đó, Diệp Lam Tâm phụ thân đến tiếp Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh. Nguyên lai, Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh lại là bạn thân, ở cũng gần. Diệp Lam Tâm phụ thân chừng 50 tuổi, hắn gọi là Diệp Vĩ Thắng. Diệp Vĩ Thắng người rất lợi hại tinh thần, ăn mặc áo sơ mi trắng, áo mũ chỉnh tề. Xem xét cũng là phần tử trí thức. Diệp Vĩ Thắng đến đây, Diệp Lam Tâm liền vui vẻ hô, cha. Trình Xanh cũng hô, Diệp thúc thúc. Diệp Vĩ Thắng mỉm cười, nói ra, các ngươi hai cái nhà đầu, có thể để hai nhà chúng ta người đợi thật lâu đây. Tiểu Thanh, ngươi trực tiếp đi trước thúc thúc trong nhà, cha mẹ ngươi đều tại thúc thúc trong nhà, chúng ta chuẩn bị kỹ càng dạ tiệc cho các ngươi bày tiệc mời khách đây. Trình Xanh vui vẻ nói ra, được rồi. La Quân liền theo Diệp Lam Tâm cùng Trình Xanh cáo biệt. Diệp Lam lòng có chút lưu luyến không rời, nói, La Quân đại ca, người muốn đi đâu, ta để cho ta cha trước đưa người đi chứ sao? La Quân mỉm cười, nói ra, không cần phiền toái như vậy, ta đánh là được rồi. Diệp Lam trong lòng tự nhủ nói, cũng không phiền phức a. Nàng đón đến, lại nói với phụ thân, có phải hay không, cha? Diệp Vĩ Thắng cưng chiều nữ nhi, tự nhiên là đáp ứng. Và lại, hắn đối La Quân cũng có hảo cảm. Vô luận người nào lần đầu tiên nhìn thấy La Quân, đều sẽ không cảm thấy chán ghét. Bởi vì La Quân trên người có loại người trẻ tuổi không có trầm ổn, nho nhã, khí chất lỗi lạc. Diệp Vĩ Thắng cũng cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a, là tiên sinh. Cái này hiện tại chính là xuân vận, sĩ rất khó đánh tới, dù sao đều tại bên trong thị khu, cũng không có phiền toái gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.